Đô thị cực phẩm y thần, Diệp Thần. Tập 50. Cân quắc không thua kém bực mày dâu. Đây cũng là Kỳ Tư Thanh. Năm đó Kỳ Tư Thanh sở dĩ ở Diệp Thần nhất chán nản và không giúp thời điểm trợ giúp Diệp Thần, nguyên nhân rất lớn chính là Kỳ Tư Thanh từ Diệp Thần trên mình thấy được năm đó mình bóng dáng. Hắn quật cường. Hắn không nhận thua. Cho dù bị thương, cũng phải khổ khổ chống đỡ. Nàng vốn cho là tu luyện tới cảnh giới này, không người nào có thể dung chuyển, lại không nghĩ rằng, gặp phải cường giả chân chính, thực lực như cũ không đủ. Bây giờ nàng so người bất kỳ cũng muốn bước vào đế tôn cảnh. Nàng vậy rõ ràng sư phụ tại sao phải dùng hết tất cả thủ đoạn, để cho nàng điên cuồng đột phá. Cái thế giới này, vẫn là cần thực lực à? Ngươi không phục. Hàn Vân cười một tiếng. Cái thế giới này không cần ngươi loại này con kiến hồi phục, sự tồn tại của ngươi, đối với một năm rưỡi sau đó, không có ảnh hưởng gì. Hôm nay, ta sẽ để cho ngươi thần hồn câu diệt. Một giây kế tiếp, cuồng bạo uy áp tựa như một con cự thú hướng Kỳ Tư Thanh đụng đi. Trong lòng mọi người lục bộp một tiếng, ở bọn họ xem ra, Kỳ Tư Thanh hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hàn Vân lần này tuyệt đối không biết thu tay lại. Kỳ Tư Thanh nhìn vậy uy áp và linh khí hội tụ cự thú tới, mặt nàng sợi bông đã sớm bị biến dạng. Lộ ra dung nhan tuyệt mỹ. Ta lại phải chết sao? Kỳ Tư Thanh biết một kích này nàng không cách nào ngăn cản. Chân chính đế tôn cảnh uy áp. So sư phụ thực lực không biết mạnh nhiều ít. Có lẽ ta cũng không nên tới đây. Cũng không biết Kỳ Lâm cái này nha đầu thế nào. Nếu như ta xảy ra chuyện, nàng gặp qua được không? Còn có Diệp Thần thằng nhóc kia, sợ rằng không có ta bảo vệ, sẽ bị khi dễ đi. Không đúng, Diệp Thần đã không phải là ban đầu cái đó bị người khi dễ phế vật, hắn bây giờ đã trưởng thành. Chẳng qua là ta hẳn không thấy được thằng nhóc này bước lên đỉnh cấp một khắc kia. Kỳ Tư Thanh tròng mắt rơi xuống một giọt nước mắt. Nàng đối với cái thế giới này vẫn là có chút không thôi. Ngay tại ngàn cân treo sợi tóc đang lúc. Nàng giọt lệ kia bên trong chiết xạ ra liền một đạo quang. Nàng mơ hồ bây giờ thấy một bóng người thoáng qua. Sau đó, một cái mang mặt nạ thanh niên chỉ như vậy chắn trước người của nàng. Diệp Thí Thiên. Nàng theo bản năng há to miệng. Diệp Thí Thiên cố nhiên rất mạnh, nhưng là như phải nói thực lực và tu vi, còn dưới mình à. Hắn điên rồi phải không? Lại muốn là mình chịu đựng. Như vậy hai người đều phải chết à. Diệp Thí Thiên, ngươi làm gì à? Cút à! Nhưng là trước mặt đạo thân ảnh kia vẫn không nhúc nhích. Như núi cao vậy. Diệp Thần quay đầu, dưới mặt nạ hắn, hướng về phía Kỳ Tư Thanh nháy mắt mấy cái, ngươi mới vừa mới giúp ta, ta cũng không phải là cái loại đó không hiểu biết được ân báo đáp người, bây giờ, ta tới giúp ngươi chịu đựng. Nhưng mà... Diệp Thần cười một tiếng, cái này Hàn Vân lực lượng, ở ta trong mắt, không tính là cái gì. Kỳ Tư Thanh ngẩn ra, bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Nàng không nghĩ tới cái này Diệp Thí Thiên lại có thể ở một khắc cuối cùng, còn có tâm tình làm trò đùa. Hàn Vân nhất kích, đủ để phá hủy bọn họ à. Mà Hàn Vân tự nhiên cũng là thấy được Diệp Thần xuất hiện, hắn lắc đầu một cái, xem ra muốn làm đối với vong hồn uyên ương, đã như vậy, ta tác thành các ngươi. Dứt lời, vậy vô tận uy áp cự thú, tựa như chia làm hai. Hướng Diệp Thần điên cuồng chiếm đoạt đi. Mà giờ khắc này Diệp Thần nhưng là hai chân không nhúc nhích, lại là nhắm mắt lại. Oanh! Hai con cự thú đồng loạt đập vào Diệp Thần trên mình. Văng lên vạn trượng bụi đất. Che đậy hết thảy. Mặt đất lại là rạn nứt. Cuồn cuộn không ngừng lọt vào tai. Mọi người thấy một màn này lâm vào than thở. Không nghĩ tới hai vị Côn Lôn hư nhân vật quan trọng lúc này chết. Một cái bị dự là cô gái thiên tài, một cái bị dự là tông môn ác mộng. Thực đang đáng tiếc, mà Dương Minh và bên người hắn đệ tử nhưng là cười lạnh, thật là kẻ ngu, đắc tội cũng không ai nên đắc tội Hàn tiền bối. Nhất định chính là tự tìm cái chết. Mấy giây sau đó, một hồi gió nhỏ tấn công tới. Bụi mù tiêu tán, hết thảy bụi đất rơi xuống đất. Sau đó làm hình ảnh rõ ràng nháy mắt. Mọi người thất vọng và tiếc nuối trong mắt bỗng nhiên trợn to. Bọn họ gắt gao nhìn chằm chằm trung ương chi địa. Bởi vì bọn họ phát hiện, hai đạo thân ảnh vẫn tồn tại. Diệp Thần và Kỳ Tư Thanh đôi đôi đứng, một trước một sau.
mà hai người quanh thân càng là có một đạo kim sắc bình phong che chở. Bình phong che chở trên, cổ xưa đường vân xoay tròn, hấp thu hết thảy lực lượng. Làm sao có thể, cái này cũng không chết. Cái này, mới vừa rồi rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Đám người kinh hô thành tiếng. Hoàn toàn bị dọa. Đây là Hàn Vân Chí cường nhất kích à, lại còn có thể sống sót. Kỷ Tư Thanh hơi dương cái miệng nhỏ nhắn, trong con ngươi xinh đẹp tất cả đều là nghi hoặc, nằm mơ nàng vậy không nghĩ tới biết là như vậy kết quả. Mình lại còn sống. Nàng gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thí Thiên hình bóng, không biết tại sao, thật quen thuộc. Thậm chí có một cái chớp mắt như vậy gian, nàng cảm nhận được đời này chưa bao giờ cảm nhận được cảm giác an toàn. Vậy nhiều năm qua tâm bình tĩnh, lần đầu tiên nổi lên rung động. Diệp Thí Thiên, ngươi. Diệp Thần quay đầu, mỉm cười nói, ta nói hết rồi, cái này Hàn Vân lực lượng đối với ta lại nói không tính là cái gì. Bây giờ ngươi nên tin đi, bây giờ chúng ta huề nhau, ngươi muốn thái cổ hư thực đan, ta sẽ cho ngươi một phần. Còn nữa, trước đoạn thời gian ta thấy muội muội ngươi. Kỷ Tư Thanh tròng mắt trợn to, hô hấp dồn dập, ngươi biết muội muội ta tung tích. Diệp Thần gật đầu, yên tâm, nàng rất an toàn, dưới mắt, ngươi muốn làm chính là sống khỏe mạnh, sau đó đi gặp nàng. Kỷ Tư Thanh hốc mắt ửng đỏ. Trong mắt của nàng gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt người đàn ông, miệng nàng môi run rẩy, rất nhiều lời nói cuối cùng hóa thành hai chữ. Cảm ơn. Đây là nàng cuộc đời này lần thứ hai nói cảm ơn. Một lần cho Diệp Thần. Lần thứ hai nhưng là Diệp Thí Thiên. Nàng trong lòng cảm khái, có lẽ nàng liền cùng họ Diệp có duyên phận đi. Mà giờ khắc này, xa xa Hàn Vân nhưng là diễn cảm cổ quái, hắn nhìn Diệp Thần quanh thân bình phong che chở, chau mày. Cái này bình phong che chở. Vì sao có loại quen thuộc cảm giác, cái này tựa hồ đến từ yêu tộc nghịch thiên huyết mạch. Thằng nhóc này rốt cuộc lai lịch ra sao? Hàn Vân kinh ngạc rất bình thường. Diệp Thần thực lực tự nhiên không chống đỡ nổi Hàn Vân nhất kích. Nhưng là có người có thể à? Tiểu Hoàng. Cũng may Tiểu Hoàng ở luân hồi mộ địa trong tỉnh lại. Lại là phóng thích một đạo lực lượng bao trùm Diệp Thần toàn thân, hình thành cái này bình phong che chở. Hàn Vân một bước bước ra, hai tay chắp sau lưng, nghiêm túc nói, thằng nhóc, ngươi rốt cuộc là ai? Nói cho ta, ta có thể cân nhắc không giết ngươi. Diệp Thần còn chưa lên tiếng, Dương Minh nhưng là nói, đại nhân không thể à, ngươi có thể chú ý tới cửa vết máu, đều là cái này Diệp Thí Thiên tạo thành. Mới vừa rồi bạo loạn cũng là Diệp Thí Thiên nguyên nhân. Người này phải giết à? Hàn Vân con ngươi có giúp một cái. Nhìn về phía bên cạnh người đàn ông trung niên, chuyện này nhưng mà thằng nhóc kia nơi là. Người đàn ông trung niên do dự hồi lâu, vẫn là gật đầu, đích xác. Dương Minh trong lòng mừng như điên, hắn thì phải Diệp Thần chết. Sau đó, hắn mừng như điên rất nhanh bị cắt đứt, một cổ lực lượng vô hình khống chế hắn thân thể. Một giây kế tiếp, lớn lực lôi kéo. Hắn ngay tức thì bị hút đến Hàn Vân lòng bàn tay. Dương Minh cảm thụ chết uy hiếp. Sắc mặt tái nhợt, đại nhân, ngươi có phải hay không lầm cái gì, trên cửa vết máu và ta không liên quan à, hết thảy đều là vậy Diệp Thí Thiên, ngươi bắt ta làm gì? Hàn Vân tròng mắt lạnh như băng, ta Hàn Vân làm việc, khởi biết cần ngươi chỉ chó chó. Chết! Dương Minh tròng mắt trợn to, tràn ngập kinh hoàng. Hắn muốn tránh thoát, nhưng phát hiện căn bản không có thể. Không muốn! Lời còn chưa nói hết. Hàn Vân lực lượng bỗng nhiên co rút lại, ầm. Một tiếng, Dương Minh làm hóa là một vũng máu tươi. Chết không thể chết lại. Đám người ngược lại hít một hơi khí lạnh, rối rít lui về phía sau một bước. Khổ không thể tả. Bọn họ ngậm miệng, thậm chí ngay cả hô hấp cũng không dám hô hấp. Sau đó, Hàn Vân ánh mắt lần nữa rơi vào Diệp Thần trên mình, hết thảy các thứ này, nhưng mà ngươi làm. Là thì như thế nào? Diệp Thần thái độ không có bất kỳ thay đổi. Hắn không ý kỵ Hàn Vân. Có Tiểu Hoàng ở, còn có Huyết Thất Dạ ở. Hắn có gì sợ hãi? Hàn Vân con người híp lại, đột nhiên cười lên, sau đó cánh tay nhẹ nhàng vung lên, một hồi gió lớn cuộn sạch, đúng cửa trực tiếp hóa là bột. Ta không thích máu của người khác, ta có sạch sẽ. Ta vốn nên giết ngươi, nhưng là bây giờ ta đối với ngươi sinh ra một chút hứng thú. Nồng đậm hứng thú.
Ngươi nếu như có thể trả lời ta vấn đề, ta có thể không nhắc chuyện cũ. Thậm chí cho ngươi một ít cơ duyên. Hàn Vân rất rõ ràng, Diệp Thần trên người bí mật, so bất kỳ đồ cũng có giá trị. Diệp Thần mới vừa muốn nói cái gì, luân hồi mộ địa huyết thất dạ thanh âm lại có thể đột nhiên vang lên. Thằng nhóc, Hàn Vân vẫn là có ít thứ có thể lợi dụng, hắn đối với huyết linh tộc quá hiểu, có ít thứ, luân hồi mộ địa hạn chế, chúng ta không cách nào nói, nhưng là Hàn Vân có thể. Ngươi nói cho hắn một câu nói. Diệp Thần trong đầu ngay tức thì xuất hiện một đạo tin tức lưu. Hắn âm thầm nhớ. Hắn khóe miệng phác họa một đạo nụ cười, sau đó, chính là đối với Kỳ Tư Thanh và Diệp Lạc Nhi nói, chúng ta cùng nhau đi vào. Kỳ Tư Thanh ngẩn ra, người nói gì sao? Diệp Thần cũng không giải thích, trực tiếp hướng Hàn Vân đi tới. Rất hiển nhiên, là muốn đi vào Hàn Vân phủ đệ. Đây chính là cấm địa à? Diệp Lạc Nhi diễn cảm cũng có chút không đúng, nàng trong lòng quá nghi ngờ, nhưng là nhớ tới sư phó giao phó, nàng vẫn là đi theo lên. Kỳ Tư Thanh do dự hồi lâu, nàng mặc dù đối với Diệp Thí Thiên không được rõ, nhưng Diệp Thí Thiên không giống như là lỗ mãng người. Nàng cũng đi theo lên. Ở dưới con mắt mọi người, Diệp Thần chỉ như vậy mang hai nữ bước vào trong đó. Chung quanh những thiên tài kia đệ tử từng cái không dám hô hấp. Ở bọn họ xem ra, cái này Diệp Thí Thiên là điên. Triệt triệt để điên rồi. Không chỉ không để ý tới biết Hàn Vân, còn muốn tư xông người khác phủ đệ. Không chỉ tất cả mọi người không để ý tới rõ ràng, Hàn Vân cùng với người đàn ông trung niên cũng không để ý rõ ràng. Rất nhanh, Diệp Thần chính là và Hàn Vân sát vai, lại là ung dung bước vào trong đó. Mấy giây sau đó, Hàn Vân chính là phản ứng lại. Thẹn quá thành giận. Thằng nhóc, ngươi thật lấy là ta không giết được ngươi. Địa bàn ta, người bất kỳ cũng không có tư cách bước vào. Ông, dưới sự tức giận, chung quanh thượng cổ sát trận bỗng nhiên mà thành. Tựa như thần quang hạ xuống. Một hồi du dương sóng âm, hướng bốn phương tám hướng lan đi. Chỉ nghe sóng âm kia xông vào đến trong ý nghĩ, thẳng vào linh đài, chấn động thần hồn, dường như muốn đem tâm thần người hoàn toàn hủy diệt. Không chỉ như vậy, trên bầu trời lại là xuất hiện mấy đạo hư kiếm, tựa như thì phải từ trên trời hạ xuống. Chém chết hết thảy. Rất hiển nhiên, Hàn Vân chuẩn bị giết Diệp Thần. Thậm chí không quan tâm Diệp Thần trên người bí mật. Mà Diệp Thần như cũ đi về phía trước. Trên bầu trời kiếm trận trực tiếp rơi xuống, dễ như bỡn lực lượng tựa như có thể hủy đi hết thảy. Thằng nhóc, người bí mật ta không lạ gì, hôm nay liền cho ta hoàn toàn lưu lại. Mắt xem cuồng bạo kiếm trận thì phải đập xuống. Phong tỏa hết thảy ý định giết người. Mà Diệp Thần bước chân đột nhiên dừng lại, hắn hai tay chắp sau lưng, một đạo từ tính thanh âm chậm rãi rơi xuống. Thiên đạo chi địa, đạo Phật tự nhiên, một lòng là đời, hà vi đại đạo. Thiên tức thương thương, cũng mờ mịt, lấy hơn mù mịt, đúng cách tự nhiên. Thiên lò địa hỏa, lấy luyện bản tâm, kiên kiên cố chi, vì sao úy cây có gai. Đại đạo không kỳ, lấy cười có, tự nhiên vạn pháp, cho chi nạp chi. Muốn được chân pháp, lấy chuyên cần làm đầu, lấy trí là cơ, lấy hằng là bản. Không cầu tiên thánh, chỉ hỏi bản ta, ngày tháng chui luyện, trên dưới cầu tác. Làm những lời này rơi xuống, kiếm kia trận đột nhiên treo ở giữa không trung bên trong. Hoàn toàn dừng lại. Tất cả mọi người đều không có chú ý tới Hàn Vân diễn cảm. Đó là một loại cực độ biểu tình hoảng sợ. Bài thơ này, ở Diệp Thần trong miệng đọc lên. Tựa như tỉnh lại hắn phủ đầy bụi trí nhớ. Vậy tới từ thượng cổ trí nhớ. Hắn dám khẳng định, người bình thường tuyệt đối không thể nào biết bài thơ này. Còn bởi vì đây là một vị trong đó đại năng tạm thời sáng chế. Chỉ có đi chỗ đó, làm chứng thượng cổ đại chiến người mới biết. Nhưng mà, hắn căn bản không nghĩ ra, vật này. Biết từ một người thanh niên trong miệng khạc ra. Hắn thân thể run rẩy, trong mắt kích động lại là ửng đỏ. Hàn Vân bên người người đàn ông trung niên tự nhiên không có chú ý tới, hắn sử dụng một thanh trường kiếm. Hàn tiền bối, tiểu xúc sinh này, lại ba lần khiêu khích, ta cái này thì xóa bỏ hắn. Nhưng là người đàn ông trung niên còn chưa bước ra một bước, Hàn Vân chính là một trường vỗ ở người đàn ông trung niên bả vai trên.
Người đàn ông trung niên bả vai tựa như vỡ vụn. Hàn tiền bối, người đây là... Ở người đàn ông trung niên kinh ngạc đang lúc, Hàn Vân đột nhiên bước nhanh hướng Diệp Thần đi tới. Lại là ở Diệp Thần sau lưng 3 mét chỗ dừng lại. Thanh âm run rẩy nói, tiểu huynh đệ, ngươi rốt cuộc là ai? Ai bảo ngươi tới nơi này? Diệp Thần một mực khó chịu Hàn Vân, hắn cười lạnh một tiếng, ngươi xác định ngươi có tư cách biết. Hôm nay ta đến tìm ngươi, là cho ngươi mặt mũi, ngươi nhưng 5 lần 7 lượt muốn giết ta. Ngươi có thể biết giết ta là cái gì giá phải trả. Diệp Thần thanh âm chấn thiên, mang vô biên tức giận. Lần này, hắn chiếm cứ quyền chủ động. Lời này vừa nói ra, người đàn ông trung niên cùng với bên ngoài chư đa thiên tài hoàn toàn bị dọa. Cái này Diệp Thí Thiên thật mẹ hắn dám nói à. Đây không thể nghi ngờ là đi trên hỏng súng đụng. Bọn họ thậm chí có chút xem kịch vui nhìn Diệp Thần, ở bọn họ xem ra, lần này, nếu như lại không chết. Vậy hắn mụ chính là gặp quỷ. Ở mọi người mắt lạnh dưới, để cho tất cả mọi người khiếp sợ sự việc nhưng là xảy ra. Chỉ gặp Hàn Vân lui về phía sau một bước, chắp tay nói, Diệp tiên sinh, ta thật không biết ngài thân phận. Nếu như mới vừa rồi có nhiều đắc tội, ta nguyện ý bồi tội. Hàn Vân không nắm được Diệp Thần. Mấu chốt giờ phút này Diệp Thần đối với hắn mà nói, quá thần bí. Hắn căn bản không dám đắc tội à. Chẳng lẽ vậy trên trận cổ đại chiến, sống sót không chỉ một mình hắn. Phải biết ở nhóm người kia trong, hắn Hàn Vân chỉ có thể coi là một cái nhỏ rồi. Nếu là thật có lớn có thể sống sót, hắn hôm nay cử động, không thể nghi ngờ là tự tìm cái chết à. Cho nên giờ khắc này, hắn thái độ 360 độ thay đổi. Hàn Vân mà nói, đó là chút nào không có che giấu. Nhưng là cái này thay đổi, đối với những người khác mà nói quá quỷ dị. Diệp tiên sinh, lấy Hàn Vân thân phận, lại tôn xưng một cái chỉ có 20 hơn tuổi thanh niên. Ai gặp qua một cái sống dù sao cũng năm lão ra gọi một người trẻ tuổi là tiên sinh. Tất cả mọi người tại chỗ đều là hung hãn đổ hít một hơi khí lạnh. Nhìn về phía Diệp Thần ánh mắt đều thay đổi. Liền liền Diệp Thần bên cạnh Kỷ Tư Thanh cũng là thân thể mềm mại run lên, mắt đẹp rơi vào Diệp Thần trên mình. Chỉ có tò mò. Cái này Diệp Thí Thiên không có bối cảnh. Nàng không tin. Nàng thậm chí mơ hồ cảm thấy, Diệp Thí Thiên bối cảnh so Côn Lôn Hư bất kỳ một người nào cũng còn đáng sợ hơn. Từ đầu tới cuối, Diệp Thần cũng không có nhìn thẳng xem Hàn Vân một mắt. Ở hắn trong mắt, Hàn Vân cố nhiên là vô số người kính ngưỡng. Thực lực lại là cường đại đến trình độ cao nhất. Nhưng là bây giờ hắn, phải làm chính là ăn chắc Hàn Vân. Chí ít trước khí thế lên muốn cho Hàn Vân sợ hãi. Hàn Vân cũng là có thể cảm nhận được Diệp Thần trên mình tản ra hơi thở này tựa như thần tôn, căn bản không nên đến từ một người trẻ tuổi trên mình. Hắn đối với Diệp Thần thân phận càng phát ra kính sợ. Diệp tiên sinh, hết thảy hậu quả, ta Hàn Vân đều nguyện ý gánh vác. Đây là Hàn Vân thái độ. Bỏ mặc Diệp Thần là thân phận gì, dưới mắt, hắn chỉ có thể tận lực không đắc tội. Lại không dám chu diệt. Mặc dù như bây giờ hành vi, để cho hắn ở bọn tiểu bối này trông có chút mất mặt, nhưng là hắn loại này đại năng, đối với bọn tiểu bối này cái nhìn căn bản không thèm để ý chút nào. Thời đại thượng cổ sự việc mới là mấu chốt. Diệp Thần xoay người, nhìn một cái Diệp Lạc Nhi và Kỷ Tư Thanh, liền nói, ta hai người bạn bởi vì ngươi sóng âm và uy áp bị thương, ngươi như thế nào gánh vác? Hàn Vân ngẩn ra, do dự mấy giây, lấy ra hai viên đan dược đưa cho Diệp Lạc Nhi, vị cô nương này, cái này hai viên thuốc hẳn có thể khôi phục vết thương trên người của ngươi thế, thậm chí có thể cường hóa ngươi tu vi, coi như là ta cho cô nương bồi tội. Diệp Lạc Nhi nhìn lướt qua đan dược, một mắt liền nhận ra đan dược này là ngàn cốt hóa thể đan. Đây chính là thời kỳ thượng cổ tuyệt bản đan dược. Bây giờ nàng muốn luyện chế căn bản không có thể. Hàn Vân ra tay thật lớn, lại dùng đan dược này để lấy lòng mình. Đan dược này tạm không nói dược liệu, đối với nàng mà nói vậy có rất lớn giá trị nghiên cứu. Nàng nhìn một cái Diệp Thần, gặp Diệp Thần gật đầu, liền đem đan dược thu vào không gian cất đồ. Ta Diệp Lạc Nhi cũng không phải bụng dạ đầu óc hẹp hòi hạng người, nếu ngươi thành tâm nhận sai, bổn cô nương liền đại nhân bất kể tiểu nhân qua. Diệp Thần, người đàn ông trung niên, mọi người,
Hàn Vân mặc dù trong lòng có chút không vui, nhưng vẫn cười cười xong, không nói gì. Sau đó, hắn liền đi tới Kỳ Tư Thanh bên người, bởi vì tương đối mà nói, Kỳ Tư Thanh thương thế nặng hơn, dẫu sao nhận chịu hắn cực mạnh nhất kích. Hàn Vân từ trong lòng ngực lấy ra một khối ngọc bội. Ngọc bội cực kỳ lạnh như băng và dịu dàng. Ngọc bội này coi như là cho cô nương bồi không phải, ngọc bội này giá trị, hẳn không cần ta nhiều lời đi, ngươi hẳn có thể cảm thụ được, hơn nữa và ngươi tu luyện công pháp ngược lại là thích hợp. Diệp Thần cũng là chú ý tới Hàn Vân ngọc bội trong tay, hắn con ngươi híp lại, kinh ngạc mấy phần. Thứ tốt à! Ngọc bội này bên trong năng lượng ẩn chứa cực kỳ mạnh mẽ, nếu như nghiền nát ngọc bội, hơn nữa dùng tu luyện, hiệu quả cực kỳ khủng bố. Huống chi ngọc bội thuộc tính và Kỳ Tư Thanh chân khí trong cơ thể cực kỳ thích hợp, nhất định chính là Kỳ Tư Thanh thiết kế tồn tại. Hắn có thể cảm giác được cái này Hàn Vân trên người bảo bối quá nhiều. Kỳ Tư Thanh cũng không nói nhảm, ngón tay nhỏ nhắn hợp lại, ngọc bội liền là xuất hiện ở bàn tay của nàng. Được, ta nhận lấy. Hàn Vân thở ra một hơi, hắn không dám đắc tội cái này hai phụ nữ, chỉ có thể dùng giá trị liên thành vật lấy lòng. Sau đó, hắn nhìn về phía Diệp Thần, Diệp tiên sinh, như vậy có thể hài lòng. Vốn cho là Diệp Thần biết nói chuyện, nhưng là lại không nghĩ rằng Diệp Thần lắc đầu một cái, không hài lòng, người có phải hay không còn quên cái gì. Hàn Vân chân mày vặn thành một cái chữ xuyên, hiếu kỳ nói, quên cái gì. Ta chân thực không nghĩ ra được, xin Diệp tiên sinh chỉ điểm. Diệp Thần hừ lạnh một tiếng, chẳng lẽ ngươi không cần hướng ta nhận lỗi. Nghe được câu này, Hàn Vân khóe miệng giật một cái, thiếu chút nữa ngất đi. Người nhà sau lưng đã có so với ta còn mạnh hơn đại năng, còn không quên lường gạt ta. Cố nhiên trong lòng mắng nương, Hàn Vân vẫn là nghĩ sâu xa mấy giây, cuối cùng từ hông gian lấy ra một chuôi tương tự phi đao tồn tại. Diệp tiên sinh, vết thương trên người của ngươi thế không nặng, cho ngươi những cái kia chữa thương tu luyện đồ vậy không cần thiết. Cái này phi đao bên trong có một vị thượng cổ đại năng thần niệm, phi đao vừa ra, lệ vô hư phát, chỉ ít có thể chém chết một vị đế tôn cảnh sơ kỳ cường giả, đây là ta có thành ý nhất đồ. Một đao tiêu diệt đế tôn cảnh sơ kỳ. Mọi người nghe được mấy chữ này, hô hấp cũng thay đổi dồn dập. Đây cũng quá bảo bối đi. Mấu chốt Hàn Vân chỉ như vậy tùy tùy tiện tiện cầm loại vật này đưa người. Vô số đạo ánh mắt hâm mộ hướng Diệp Thần đi. Liền liền Hàn Vân bên người người đàn ông trung niên cũng là nuốt nước miếng một cái, trong mắt đỏ thẫm. Cái này phi đao tên gì? Diệp Thần giả vờ chấn định, nhưng trong lòng thì hồi hộp. Hắn dám khẳng định, cái này phi đao giá trị ở Hàn Vân trên mình tuyệt đối có thể xếp trước năm. Là huyết phá hư đao. Được. Diệp Thần nhận lấy là huyết phá hư đao, sau đó chính là ném nhập luân hồi mộ địa bên trong. Hắn thật là yêu thích huyết thất giả. Huyết thất giả thật đơn giản một bài thơ, lại có như vậy kỳ hiệu. Quá đã. Hàn Vân gặp hết thảy lắng xuống, ho nhẹ một tiếng, liền nói, Diệp tiên sinh, nơi này không phải chỗ nói chuyện, nếu không theo ta đi phủ đệ bên trong, chúng ta lại nhỏ trò chuyện. Bây giờ đối với Hàn Vân mà nói, trọng yếu nhất chính là làm rõ ràng Diệp Thần thân phận. Được. Diệp Thần trong lòng cũng có quá nhiều nghi ngờ. Luân hồi mộ địa, huyết linh tộc, thậm chí còn thượng cổ hết thảy, Hàn Vân có lẽ có thể có một ít câu trả lời. Hàn Vân dẫn Diệp Thần ba người bước vào phủ đệ, trận pháp hoàn toàn khép kín, bên ngoài những thiên tài kia nhìn phong bế trận pháp, trong lòng hối tiếc không thôi. Trải qua mấy ngày nay, bọn họ nghĩ hết tất cả biện pháp muốn đi vào bên trong, nhưng Thủy Chung không có tư cách. Lại không nghĩ rằng Diệp Thí Thiên và Kỳ Tư Thanh tiến vào. Sớm biết như vậy, bọn họ khẳng định không chút do dự đứng ở Diệp Thí Thiên bên này à. Mấu chốt vô số người trong lòng bắt đầu tò mò cái này, Diệp Thí Thiên rốt cuộc là thân phận gì? Trước kia bọn họ đối với Diệp Thí Thiên ấn tượng, chỉ bất quá giới hạn tại thực lực rất mạnh, giết người không nháy mắt ma đầu. Bây giờ bọn họ phát hiện mình đối với Diệp Thí Thiên biết rõ chỉ bất quá một góc băng sơn. Có thể để cho Hàn Vân thái độ như thế, tuyệt không bình thường. Dù là Côn Lôn hư Diệp gia cũng không có tư cách à. Trong trận phủ đệ, bởi vì lần này nói chuyện trời đất đối tượng chủ yếu là Diệp Thần, Hàn Vân liền đem Kỳ Tư Thanh và Diệp Lạc Nhi an bài ở một nơi linh khí vòng quanh phòng tu luyện.
Kỷ Tư Thanh và Diệp Lạc Nhi ngược lại là không có ý kiến, hai người bọn họ, một cái muốn nghiên cứu đan dược, một cái muốn hấp thu ngọc bội năng lượng. Còn như đề tài của nam nhân, các nàng căn bản không có hứng thú. Hàn Vân cầm Diệp Thần dẫn đến một nơi phòng khách cổ sắc cổ thơm. Hàn Vân khá là thần bí mở phòng khách hết thảy trận pháp. Bọn họ nói chuyện phiếm sẽ không bị người giám thị, dù là thiên đạo cũng không có tư cách. Hết thảy chuẩn bị xong, Hàn Vân chính là thận trọng nhìn về phía Diệp Thần, mở miệng nói, Diệp tiên sinh, ta trong lòng một mực có chút nghi ngờ, bài thơ, người kết quả là như thế nào biết được, đây đối với ta rất trọng yếu. Diệp Thần uống một hớp trà, chậm rãi nói, nếu ngươi muốn biết, ta nói cho ngươi cũng được, là ta người sau lưng. Nghe được Diệp Thần khẳng định lời nói, Hàn Vân càng phát ra kích động. Quả nhiên như vậy. Thượng cổ đại chiến, từ huyết linh tộc trên tay sống sót, không riêng gì hắn một cái. Còn có một vị đại năng. Thời khắc này Hàn Vân giống như một cái đạt được bảo bối tiểu lão đầu, xoa xoa tay, mặt đỏ tới mang tai nói cái đó. Diệp tiên sinh, có một lời không biết có thể hay không hỏi, vị tiền bối kia tên gọi là gì, nếu như không tiện, cũng được đi. Diệp Thần con ngươi híp lại, không trả lời ngay, mà là hỏi một chút luân hồi mộ địa huyết thất dạ, làm đạt được câu trả lời, Diệp Thần liền chậm rãi phun ra một chữ, máu. Nghe được máu cái chữ này, Hàn Vân tựa như lâm vào thật lâu trầm tư. 10 giây sau này, hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì, tròng mắt trợn to. Hô hấp dồn dập, bởi vì một nhóm kia cường giả bên trong, chỉ có một người họ huyết. Huyết thất giả. Huyết thất dạ lại còn sống. Lúc đó Hàn Vân nhưng mà vô cùng ngửa mặt trông lên vị này đại năng. Vị này đại năng vẫy tay bây giờ liền có thể trấn áp một vùng núi sông, thậm chí có thể nói là đời này thần thoại à. Hàn Vân thậm chí trong lòng có chút vui mừng, khá tốt mới vừa rồi thái độ không tệ. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Nếu như đắc tội trước mặt thanh niên, huyết thất dạ giận dữ. Toàn bộ huyết linh bí cảnh đều đưa không còn tồn tại. Không chỉ như vậy, Hàn gia vậy biết lúc này biến mất à. Huyết thất dạ so với hắn, hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. Giống như trong hệ ngân hà mặt trời, và miểu nhỏ một viên bụi bặm như vậy chênh lệch. Đột nhiên, Hàn Vân nghĩ tới điều gì, đứng thẳng tắp, nếu Diệp tiên sinh biết huyết tiền bối, vậy Diệp tiên sinh hẳn biết 1,5 năm sau sự việc đi. Diệp Thần gật đầu một cái. Đề tài trở về chính đề. Ta cố nhiên biết, nhưng là sư phụ đối với hết thảy các thứ này không có quá mức giao phó, ta chẳng qua là chạm đến huyết linh tộc bề ngoài mà thôi. Hàn Vân nghe được sư phụ hai chữ, xem Diệp Thần ánh mắt càng phát ra không đúng. Hắn vốn cho là hai người quan hệ chẳng qua là vậy cái loại đó, lại không nghĩ rằng là thầy trò. Cái này cũng khó trách, cái này Diệp Thí Thiên có thể ngăn cản hắn uy áp. Nếu như lại cho cái này Diệp Thí Thiên một ít ngày giờ, phỏng đoán mình cũng không nhất định là hắn đối thủ. Diệp tiên sinh, huyết linh tộc sự việc cực kỳ phức tạp, 1,5 năm là ranh giới cuối cùng, dù sao cũng năm qua, huyết linh tộc xem đối với chúng ta chính là vị diện cấp thấp con kiến hôi, bọn họ hưởng thụ săn giết khoái cảm, càng muốn chiếm đoạt cái này phiến vùng linh khí. Chúng ta chờ đợi, là chúng ta sau cùng quật cường, nếu như không phải là vậy trên trận cổ đại trận. Nơi này có thể đã sớm là huyết linh tộc thiên hạ. Diệp Thần cảm giác được mình chạm tới cái gì, hỏi tiếp, huyết linh tộc rốt cuộc là dạng gì tồn tại? Hàn Vân suy nghĩ một chút, lắc đầu một cái, thật ra thì và chúng ta không có gì khác biệt, chỉ bất quá bọn họ nhà hoàn cảnh thích hợp tu luyện hơn, bọn họ võ học cao cấp hơn. Như thế và ngươi nói đi, ở Côn Lôn Hư, tu luyện ngưỡng cửa cơ hồ là đế tôn cảnh, mà đối với huyết linh tộc mà nói. Đế tôn cảnh chẳng qua là giống vậy cảnh giới. Nơi đó cường giả khủng bố như vậy, ta đến nay còn thường xuyên mộng gặp bộ kia hình ảnh, đơn giản là ta đời này âm ảnh. Những năm này ta một mực giả điên giả ngu, một mặt là muốn trốn tránh thực tế, một mặt khác là muốn trốn tránh huyết linh tộc xóa bỏ. Ta một mực trong bóng tối tìm cơ hội. Nhưng là đã nhiều năm như vậy, ta phát hiện hết thảy đều là phí công. Côn Lôn Hư cường giả muốn cùng huyết linh tộc chống lại quá khó khăn, mấu chốt cứ thế mãi, Côn Lôn Hư những cái kia cái gọi là cao cấp tông môn, cũng hoặc là cao cấp cường giả, nghe được huyết linh chính là nghe tiếng sợ vỡ mật, còn nguyện ý đầu hàng, mà không muốn chống lại.
Bây giờ lớn nhất vấn đề chính là Côn Lôn hư thiếu một cái lãnh tụ, dám đối kháng huyết linh tộc lãnh tụ. Diệp Thần gặp Hàn Vân ở nhìn về phía mình, khoát khoát tay, người đừng cho ta trừ cái gì cái mũ, ta đối với huyết linh tộc sự việc không có hứng thú, ta chỉ muốn thật tốt sinh hoạt, bảo vệ người bên người ta, Côn Lôn hư người khác sống chết và ta không liên quan. Hàn Vân nghe được câu này, có chút thất lạc, nhưng vậy coi là bình thường. Dù sao đối với vác huyết linh tộc người đều chết hết. Liền một mình hắn sống tạm hậu thế. Ai lại nguyện ý đi tìm chết đây? Diệp Thần nhấp một miếng trà, nói tiếp, người vậy coi là vào huyết linh tộc đánh hồi lâu qua lại, người hẳn rõ ràng huyết linh tộc những cường giả kia nhược điểm. Hàn Vân ngồi xuống, năm ngón tay bắt pháp quyết, ngay tức thì trước mặt hai người hình thành một bức họa mặt. Hình ảnh bên trong, xuất hiện 6 người tin tức. Diệp tiên sinh, chúng ta xây dựng cái này huyết linh bí cảnh, chính là vì đối kháng huyết linh tộc. Cái này 6 người là chúng ta cố ý để ở chỗ này chuột bạch nhỏ, chính là vì nghiên cứu đám người này, biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Nhưng là ta phát hiện sự việc siêu thoát khống chế của chúng ta, cái này 6 người lại đem huyết linh bí cảnh biến thành bọn họ lực lượng, chúng ta muốn nghiên cứu lại, cực kỳ khó khăn. Thậm chí đoạn này thời gian, đám người này một mực muốn phải rời đi nơi này, một khi bị bọn họ rời đi, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Có thể Côn Lôn hư xảy ra chuyện biết trầm trọng hơn. Còn nữa, đám người này ở bọn họ sinh hoạt chung quanh chi địa, ngưng tụ thuộc về bọn họ trận pháp, cơ hồ hạn chế xem ta như vậy cao cấp tồn tại. Nếu không ta phân phút là có thể chém chết bọn họ. Bây giờ nhìn lại, ta muốn áp đảo quy tắc trên chém chết bọn họ, căn bản không có thể. Càng không cần phải nói, từ bọn họ trên mình lấy được một ít thứ. Diệp Thần rơi vào trầm tư. Sự việc so hắn tưởng tượng còn muốn khó giải quyết. Hàn Vân gặp Diệp Thần như vậy, lại nói, bất quá Diệp tiên sinh, người vậy không cần lo lắng, đám người này thời gian ngắn muốn rời khỏi căn bản không có thể. Còn nữa, đi qua nhiều năm như vậy nghiên cứu, ta phát hiện một ít thứ. Cái này trong 6 người, có một người cầm đầu, lão kia người không biết tên họ, nhưng là tướng mạo ta rõ ràng. Hàn Vân cánh tay hướng về phía hình ảnh nhẹ nhàng vung lên. Một bức họa xem xuất hiện. Là một cái hắc bào gầy đét ông già. Cố nhiên áo bào đen, lại có tiên phong đạo cốt thế, tựa như tiên nhân. Diệp tiên sinh, tên này trên mình nắm trong tay một đạo vô cùng lực lượng mạnh, năm đó ta và người này đã giao thủ, hắn vậy đạo lực tính suýt nữa để cho ta chết. Tuyệt đối không thể nhỏ coi. Nếu như thật muốn biết huyết linh tộc hết thảy, phải nghĩ biện pháp đối kháng vị này huyết linh tộc ông già. Đúng rồi. Diệp tiên sinh, đoạn này thời gian, cái này 6 người có chút biến hóa, một người trong đó chẳng biết tại sao chết. Diệp Thần nghe được câu này, khóe miệng phác họa một đạo nụ cười, người kia chết và ta có liên quan. Hàn Vân ngẩn ra, diễn cảm sợ hãi, hắn biết Diệp Thần không có nói láo. Xem ra huyết thất giả tiền bối cho Diệp Thần không thiếu cơ duyên. Diệp Thần đứng lên, đi tới một bộ trên bàn tàn cuộc bàn cờ trước mặt, hiếu kỳ nói. Huyết linh tộc rốt cuộc từ đâu tới đây, bọn họ luôn là nhấn mạnh Côn Lôn hư thấp và trái đất là vị diện cấp thấp, chẳng lẽ còn có võ đạo mạnh hơn tồn tại. Hàn Vân gật đầu một cái, Diệp tiên sinh, ngươi nói không sai, bất quá có ít thứ, ta hy vọng chờ ngươi bước vào đế tôn cảnh tài năng rõ ràng. Ngươi bây giờ bước vào hư vương cảnh, biết thứ không thuộc về ngươi, đối với ngươi võ đạo một đường rất bất lợi. Được. Diệp Thần vậy không bắt buộc. Hắn trong lòng đã có câu trả lời, hắn không ngu ngốc, từ luân hồi mộ địa đại năng trong miệng đã đoán được một hai. Ta trong lòng còn có một cái nghi ngờ, những cái kia đại năng sau cùng tung tích ngươi có biết. Dẫu sao, ngươi trải qua tràng đại chiến kia. Hàn Vân nghe được vấn đề này, ánh mắt tịch mịch, lại là thở dài một cái, Diệp tiên sinh, chuyện này ta chưa bao giờ nói với người ngoài, thật ra thì ta cũng không có mọi người nói cường đại như vậy. Thời điểm đó ta chỉ bất quá coi như là một cái đào binh, không có một người tư cách ra chiến trường đào binh, những năm gần đây ta một mực gửi lực tại đối kháng huyết linh tộc, liền là muốn khoác cứu mình. Còn như những cái kia đại năng, ở ta rời đi nơi đó trước, ta biết chết rất nhiều, hình ảnh kia máu chảy thành sông. Vô số thi thể đống triệt, để cho người chán ghét. Bất quá, đây chẳng qua là phần lớn người, còn có một phần nhỏ người, tựa hồ bị huyết linh tộc mang đi. Bọn họ bị thương, ta
ta mơ hồ nhớ đám người này trên tay dùng trận pháp và xiềng xích thuật pháp, bọn họ vùng vẫy, bọn họ ánh mắt tràn đầy tức giận. Ta có một chút rất kỳ quái, huyết thất giả tựa hồ vậy ở trong đó, có thể là ta hoa mắt đi. Nghe được câu này, Diệp Thần thần sắc kích động đến mức tận cùng. Hàn Vân trong miệng cái nhóm này người còn sống sót bị mang đi. Đây cũng là luân hồi mộ địa xây dựng trước tồn tại. Về phần tại sao những người này thần niệm biết tiến vào luân hồi mộ địa, hóa là một tòa mộ bia, nhất định còn có nguyên nhân. Đám người này mang đi sau đó, nhất định xảy ra chuyện khác. Hàn Vân cảm thấy Diệp Thần kích động, có chút cổ quái, chẳng lẽ những chuyện này, huyết thất giả tiền bối cũng không có nói cho Diệp Thần qua. Cái này không khoa học à? Diệp tiên sinh, bất quá vẫn là có chút đáng tiếc, chết nhiều người như vậy, cuối cùng con sống sót 20 người đến, cũng không biết vậy huyết linh tộc mang đi 20 người đến bây giờ như thế nào, còn sống hay không? Hàn Vân thuận miệng một câu nói, nhưng tựa như ở Diệp Thần trong lòng như sấm nổ vang. Hắn chợt đứng lên, bắt lại Hàn Vân quần áo, kích động nói, người mới vừa nói cái gì? Bị mang đi chỉ có 20 người đến. Ngươi không lầm. Luân hồi mộ địa có 100 tọa mộ bia, chàng đại chiến kia vì sao con mang đi hơn 20 người? Không thể nào. Hàn Vân hoàn toàn bị Diệp Thần sợ, hắn suy nghĩ một chút, lắc đầu một cái, có thể 20 người, cũng có thể 30 người, con số cụ thể ta quên mất, nhưng là tuyệt đối không biết vượt qua 30 số này. Cái này ta còn làm thanh. Diệp tiên sinh, chẳng lẽ mấy con số này có vấn đề? Diệp Thần không nói gì, cưỡng ép để cho mình tỉnh táo lại. La Vân Thiên, Trần Kình Thương, Giết Hại Đạo Quân, Biển Cả Bình, Trần Thiên Lê, Đoạn Lôi Nhân, Bất Diệt Đứng Đầu, Lâm Thanh Huyền, Mạc Ngưng Nhi, Huyết Thất Giả. Bây giờ Diệp Thần gặp được cái này luân hồi mộ địa 10 người. 10 người này tuyệt đối đến từ Côn Lôn Hư. Giả thiết đến từ Côn Lôn Hư 30 người bị mang đi, vậy còn lại mộ bia tồn tại lại là lai lịch gì? Không phải Côn Lôn Hư. Như vậy tới từ nơi nào? Huyết linh tộc chỗ ở vị diện, vẫn là những địa phương khác. Diệp Thần trạng thái bây giờ, chính là cảm giác chộp được cái gì, nhưng cũng tiêu tản ra. Luân hồi mộ địa bí mật, xa không có đơn giản như vậy. Trong này đại năng sau lưng hết thảy, giống như một phiến biển khơi, mà Diệp Thần chỉ bất quá trong biển rộng một chiếc thuyền con. Không biết suy tư hồi lâu, Diệp Thần cưỡng ép để cho mình tâm trạng ổn định lại. Dưới mắt trọng yếu nhất chính là huyết linh tộc còn dư lại 5 người. Hắn nhìn về phía trên bàn tàn cuộc, đối với Hàn Vân nói, nếu như ta là người đánh cờ, bước kế tiếp nên đi như thế nào? Người đối với huyết linh bí cảnh rõ ràng, trong lòng người cũng đúng huyết linh tộc hận thấu xương, người câu trả lời đối với ta rất trọng yếu. Hàn Vân nhìn một cái Diệp Thần, cơ hồ nhìn với cặp mắt khác xưa. Huyết thất dạ đồ, thủ đoạn thông thiên, bình tĩnh, thiên phú khủng bố, cơ duyên nghịch thiên, loại người này, là đối kháng huyết linh tộc duy nhất có thể. Hắn cầm lên một viên hắc tử, rơi vào cuộc cờ trung ương chi địa. Chung quanh đều bị cờ trắng bao vây. Diệp tiên sinh, bây giờ phải làm chính là phá cuộc, chỉ có đi sâu vào trong đó, mới có thể nắm trong tay hết thảy. Chỉ bất quá, quá nguy hiểm, ta không đề nghị. Những huyết linh tộc này cường giả thực lực cơ hồ đều ở đế tôn cảnh, hơn nữa nắm trong tay trận pháp thế, muốn chém chết, rất khó. Diệp Thần nhìn viên kia bị bao vây con cờ, tự tin nói, đã như vậy, ta liền làm một viên hắc tử, ta ngược lại là phải xem đám này huyết linh tộc tàn dư mạnh đến cái gì bước. Trước hắn thánh vương cảnh, không có tư cách đối kháng. Bây giờ hắn bước vào hư vương cảnh, dòng dã hai cái đại cảnh giới. Lại có một ít pháp bảo, hắn tự nhiên không sợ. Nếu như có thể và Mạc Ninh sẽ cùng, cơ hội biết lớn hơn. Hàn Vân biết Diệp Thần tâm ý đã quyết, cũng không khuyên can, Diệp tiên sinh, nếu ngươi đã xác định, ta liền không nói thêm cái gì, ngươi nhất định phải lưu ý đám người này lực lượng, một khi hơi thở thay đổi, nhất định phải chạy, huyết linh tộc bí pháp rất quỷ dị, hơi lơ là, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Còn nữa, bởi vì thực lực hạn chế, ta không cách nào bước vào bọn họ địa bàn, không cách nào trợ giúp Diệp tiên sinh, nhưng là cái đó gọi kỳ tư thanh cô nương, nếu như hấp thu ngọc bội năng lượng hẳn có thể trợ giúp Diệp tiên sinh mấy phần, còn như một cái khác nha đầu, có thể ở lại ta trận pháp phủ đệ, tuyệt đối an toàn.
Diệp Thần nhưng là lắc đầu cự tuyệt. Diệp Lạc Nhi trong cơ thể chảy xuôi huyết linh tộc máu, nàng tồn tại so người bất kỳ đều trọng yếu. Thậm chí có thể là chém chết huyết linh tộc cường giả mấu chốt. Hắn phải mang theo. Trọng yếu hơn chính là, nói không chừng đám này huyết linh tộc tàn dư, biết Diệp Lạc Nhi thân thế. Không cần, người nọ đối với ta lại nói rất trọng yếu. Diệp Thần nói. Hàn Vân ngẩn ra, mới vừa muốn nói cái gì, đột nhiên một đạo kinh thiên vang lớn vang khắp. Cả vùng đều giống như chấn động lên. Hàn Vân hơi cảm thụ, ngay tức thì phát hiện cái gì, không tốt, là kỳ tư thanh tiểu thư tu luyện chỗ. Diệp Thần hơi biến sắc mặt, thân thể ngay tức thì hóa là một đạo tàn ảnh. Kỳ tư thanh đối với hắn mà nói quá trọng yếu. Bất kể như thế nào, cũng không thể xảy ra chuyện. Làm Diệp Thần và Hàn Vân chạy tới nổ ngọn nguồn, chính là phát hiện toàn bộ phòng tu luyện nổ bể ra. Một đạo kim sắc chùm tia sáng phóng lên cao, linh khí cực kỳ đậm đà. Chùm tia sáng bên trong, không thấy rõ hết thảy. Tại sao có thể như vậy? Diệp Thần nói. Hàn Vân nhìn đạo cột sáng kia, vỗ ót một cái, đáng chết. Diệp tiên sinh, ta cho kỳ tiểu thư khối ngọc bội kia, vốn nên là từng điểm hấp thu, nhưng là kỳ tư thanh tiểu thư nhưng là trực tiếp dùng máu tươi toàn bộ hấp thu. Nàng đạo nguyên cảnh lực lượng như thế nào chịu đựng à? Sợ rằng chùm tia sáng bên trong kỳ tiểu thư cực kỳ nguy hiểm, nơi này lực lượng cũng không phải là bây giờ hắn có thể tiếp nhận. Diệp Thần trong mắt cực kỳ nghiêm túc. Hắn nhìn chùm tia sáng, mở miệng nói, vậy ngươi còn lo lắng cái gì? Còn không đi cứu nàng? Được. Hàn Vân cũng không nói nhảm, hắn chân khí lưu chuyển, mới vừa dự định xuyên qua chùm tia sáng, nhưng đột nhiên nghĩ đến cái gì, lại lui trở về. Ngươi tại sao trở lại? Diệp Thần không vui nói. Hàn Vân do dự dự, cái đó, Diệp tiên sinh, từ nơi này năng lượng tới xem, kỳ tiểu thư có thể quần áo xốc xếch, ta tùy tiện tiến vào. Không tốt lắm. Nếu không, Diệp tiên sinh vào đi thử một chút. Diệp Thần không nghĩ tới sự việc như vậy phiền toái, nhưng là tên đã lắp vào cung không phát không được, hắn trực tiếp xông vào chùm tia sáng bên trong. Cường đại cảm giác tê liệt cơ hồ để cho hắn thân thể đau đớn không dứt. Cũng may xuyên thấu chùm tia sáng sau đó, bên trong hết thảy chính là rõ ràng. Trong phòng tu luyện xuất hiện một cái hố sâu to lớn. Hố sâu nứt ra. Kỳ tư thanh thân thể ngồi xếp bằng, trôi lơ lửng ở hố sâu trên, cột ánh sáng năng lượng không ngừng chui vào kỳ tư thanh thân thể. Kỳ tư thanh sắc mặt tái nhợt đến mức tận cùng, khóe miệng lại là mơ hồ có một tia máu tươi. Diệp Thần thấy một màn này, có chút đau lòng. Cái này nhà đầu hẳn biết ngọc bội năng lượng có kinh khủng dường nào, nhưng cưỡng ép hấp thu. Không phải là muốn để cho mình đổi được càng cường đại hơn. Người đây cũng là cần gì phải. Diệp Thần ngón tay bắt pháp quyết, mới vừa muốn trợ giúp kỳ tư thanh, nhưng là chú ý tới kỳ tư thanh trên người quần áo cơ hồ biến dạng. Mơ hồ chỉ có một kiện màu hồng bra bọc lại ngực. Vậy ngạo nghễ hai vật cơ hồ thì phải lao ra. Quá mức nguy nga. Mấu chốt như vậy tuyệt vời vóc người, phối hợp dung nhan tuyệt đẹp vậy, người đàn ông kia có thể không động tâm. Phốc! Đột nhiên, kỳ tư thanh không chịu nổi trong cơ thể năng lượng, phun ra một ngụm máu tươi. Vô cùng đỏ bừng, nhìn thấy mà giật mình. Diệp Thần lúc này mới nhớ tới tiến vào nơi này mục đích, không do dự nữa, ngồi xếp bằng ở kỳ tư thanh trước người, lại là một chưởng vỗ ở Diệp Thần bụng trên. Một dòng nước ấm ngay tức thì tiến vào kỳ tư thanh thân thể. Tựa như tạo thành một đạo cầu. Cái này miễn cưỡng để cho kỳ tư thanh dễ chịu một ít. Ừ tương đương. Kỳ tư thanh truyền tới rên rỉ một tiếng. Nàng cảm giác được ngọc bội lực lượng tựa như bị người là khống chế, một điểm một giọt chiết nàng thân xác. Nàng tu vi bắt đầu không ngừng leo lên. Đột nhiên, nàng phát giác cái gì, trong mắt mở ra. Bốn mắt nhìn nhau. Không khí tựa như đọng lại. Diệp Thí Thiên, ngươi vì sao xuất hiện ở nơi này? Thanh âm lạnh như băng vang khắp. Kỳ tư thanh nhưng mà biết trên người mình liền lẻ tẻ một ít bể vải, không cách nào che phủ vóc người. Mà Diệp Thí Thiên xuất hiện ở nơi này, không thể nghi ngờ là thấy hết. Đây đối với nàng mà nói chính là ô nhục. Nàng cố nhiên đối với Diệp Thí Thiên giác quan không tệ, nhưng là đối phương loại này hành vi để cho nàng thất vọng đến mức tận cùng. Nàng rút ra kiếm lạnh lẽo, vừa định hướng Diệp Thần bổ tới,
Diệp Thần nhưng là mở miệng nói, ta đây là đang cứu ngươi, ngươi cảm thấy ngươi lực một người có thể chịu nổi lực lượng này, nếu như không có ngươi, ngươi có thể đã sớm chết rồi. Coi như là còn ân tình của ngươi. Còn như vóc người của ngươi, ta lại không phải lần thứ nhất thấy. Diệp Thần thuận miệng nói, nhưng là theo bản năng ngậm miệng lại. Kỷ Tư Thanh mắt đẹp tràn đầy hồ nghi và tức giận, người câu nói mới vừa rồi kia có ý gì? Chúng ta hình như là lần đầu tiên gặp mặt đi, người lại vẫn đã gặp ta vóc người. Diệp Thần lúng túng ho khan mấy tiếng, người lầm biết, ta ý nghĩa là ta đã sớm nghe người khác nói vóc người của ngươi rất tốt, tốt lắm, đừng trò chuyện cái này, việc cần kíp là nhanh lên hấp thu trong này lực lượng. Được, Kỷ Tư Thanh cũng không muốn nói nhảm, ngọc bội này năng lượng có nhất định lúc hiệu quả. Nếu như lại không hấp thu, chính là lãng phí. Có Diệp Thần khống chế, vậy vô tận linh khí tựa như sông dài tụ vào Kỷ Tư Thanh thân thể. Kỷ Tư Thanh tu vi không ngừng leo lên, khí tức trên người cũng là vượt qua đến mức tận cùng. Đạo nguyên cảnh đỉnh cấp. Nàng muốn thử nghiệm vượt qua đế tôn cảnh, nhưng phát hiện mỗi lần xông phá đế tôn cảnh, cũng kém một chút sức lửa. Ròng rã một tiếng, Kỷ Tư Thanh thực lực tăng lên rất nhiều. Nhưng là khoảng cách đế tôn cảnh vẫn chỉ có nửa bước. Nàng cần một cái thời cơ. Chùm tia sáng tiêu tán, Diệp Thần đem trên người quần áo cởi xuống, trực tiếp bổ vào Kỷ Tư Thanh trên mình, mặc vào đi, mặc dù không có bước vào đế tôn cảnh, nhưng là ngươi thực lực phải cùng đế tôn cảnh tầng thứ nhất không kém quá nhiều, đế tôn cảnh là một cái ngưỡng cửa to lớn, muốn bước vào, rất khó. Kỷ Tư Thanh nhìn lướt qua khoác trên người quần áo, trong lòng ngũ vị tạp trần. Cuối cùng vẫn là gật đầu nói, biết. Nàng đứng lên, nguyên vốn còn có chút ửng đỏ gương mặt ngay tức thì lại khôi phục lạnh như băng, tựa như chuyện gì cũng không có phát sinh qua vậy. Diệp Thí Thiên, mới vừa rồi ngươi không thấy gì cả. Còn nữa, các ngươi bây giờ không thể nào, ngươi vậy đừng mưu toan cầm cảm tình đặt ở trên người ta. Cuối cùng, ngươi nếu như đem chuyện hôm nay nói ra, ta sẽ giết ngươi. Diệp Thần đã sớm thói quen Kỷ Tư Thanh thái độ, cái này nha đầu đối với người chính là loại này lạnh như băng cảm giác. Cũng không biết cái này nha đầu biết mình là Diệp Thần lại biết là dạng gì diễn cảm. Do dự hồi lâu, Diệp Thần dự định và Kỷ Tư Thanh ngửa bài, ngay tại lúc này, luân hồi mộ địa huyết thất dạ thanh âm vang lên lần nữa. Thằng nhóc, ngươi như là vì cái này nha đầu tốt, tạm thời bảo vệ điều bí mật này đi. Ta không hiểu chuyện nam nữ. Nhưng là ta hiểu một cái nóng lòng đột phá đế tôn cảnh thiên chi kiều nữ lòng. Ta có thể cảm giác được huyết linh bí cảnh còn có một chút cơ duyên ở chờ cái này nha đầu, nàng bây giờ tâm cảnh không thể có một điểm ba động, còn như ra huyết linh bí cảnh, điều bí mật này phải chăng tiếp tục bảo vệ, liền xem ngươi. Diệp Thần đem trong lòng dự định vẫn là gác lại. Kỷ Tư Thanh trở lại Hàn Vân An bài gian phòng, trực tiếp đem Diệp Thần đồ dạo phố cởi ra. Nàng đổi lại cả người váy đầm dài, vóc người làm nổi lên cơ hồ hoàn mỹ. Nhìn trên bàn trang điểm quần áo, chẳng biết tại sao, Kỷ Tư Thanh trên mặt leo lên một tia ánh nắng đỏ rực. Chẳng biết tại sao, Kỷ Tư Thanh đưa tay ra, bắt được vậy bộ quần áo, ở chóp mũi nhẹ nhàng một ngửi. Nàng diễn cảm càng cổ quái. Vì sao cái này Diệp Thí Thiên mùi trên người như vậy quen thuộc? Mùi này như thế nào cùng Diệp Thần mùi trên người như vậy tương tự? Đây là trong óc nàng hiện lên ý nghĩ đầu tiên. Nhưng là rất nhanh, nàng lắc đầu một cái, hẳn không có thể. Diệp Thần cố nhiên lột xác, nhưng là chênh lệch vẫn là quá xa, hắn tu luyện thời gian quá ngắn, dù là thức tỉnh, vậy không còn kịp rồi. Hẳn bé trai đều là thứ mùi này đi. Chẳng qua là không biết bây giờ Diệp Thần tên này kết quả ở nơi nào, qua như thế nào. Từ tiến vào đan hư tháp, liền mất đi hết thảy tin tức. Ai? Hắn và ta giữa chênh lệch vẫn là quá lớn, như vậy cũng tốt so một chàng trò chơi, Diệp Thần tư cách chỉ có thể chơi đơn sơ kiểu mẫu, mà đây huyết linh bí cảnh chỉ thuộc về những cái kia lựa chọn khó khăn kiểu mẫu cao cấp người chơi. Được rồi, dưới mắt, vẫn là muốn biện pháp mau sớm bước vào đế tôn cảnh đi. Chỉ có bước vào đế tôn cảnh giới, mới có tư cách đối mặt một năm rưỡi sau sự kiện kia. Bất kể như thế nào. Ta không thể lại để cho Kỳ Lâm cùng với thằng nhóc kia lại xảy ra chuyện. Còn nữa, muốn không được bao lâu, Diệp Thần liền phải đối mặt kính nước tiên sinh, nếu như ta không tăng cảnh giới, vậy cuộc chiến sinh tử, Diệp Thần hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tên này kia đều tốt,
duy nhất xác định chính là không biết đúng mực, mù quáng tuyên chiến. Nửa giờ sau, Hàn Vân phủ đệ, Diệp Lạc Nhi và Kỳ Tư Thanh hội tụ ở đại sảnh chỗ. Diệp Thần nhìn về phía hai người, nói ngay vào điểm chính, tiếp theo, ta phải đi một chỗ, tìm huyết linh bí cảnh ở giữa huyết linh tộc, có thể gặp nguy hiểm, các ngươi lựa chọn như thế nào? Diệp Lạc Nhi không chút do dự nói, Diệp tiên sinh đi đâu, Lạc Nhi đi ngay kia, huống chi ta căm ghét huyết linh tộc, mặc dù ta thực lực không đủ, nhưng là ta có thể là Diệp tiên sinh cung cấp nhất đan dược hay và chữa thương thánh dịch. Được. Diệp Thần gật đầu một cái, sau đó ánh mắt nhìn về phía Kỳ Tư Thanh, người đâu? Kỳ Tư Thanh không có đáp ứng lập tức, mà là cầm trong tay quần áo đưa cho Diệp Thần, mặc dù ta đối với huyết linh tộc không được rõ, nhưng là đoạn này thời gian ở bên ngoài nghe không thiếu tin tức, theo ta biết, trong bí cảnh huyết linh tộc cường giả đều là đế tôn cảnh, ngươi nhất định phải bí quá hóa liều. Ngươi thực lực ở hư vương cảnh, dù là ngươi có thể vượt cấp chém chết, đạo nguyên cảnh cũng là ngươi đỉnh cấp chém chết cực hạn, đế tôn cảnh thật không đơn giản, ngươi tùy tiện tiến vào, con sẽ tìm chết. Bây giờ, ngươi xác định còn muốn đi vào. Kỳ Tư Thanh thái độ cực kỳ lạnh lùng. Diệp Thần gật đầu một cái, hắn mới vừa muốn giải thích cái gì, Kỳ Tư Thanh lại nói, được, ta cùng ngươi cùng đi. Biến hóa bất thình lình để cho tất cả mọi người kinh hãi. Tựa hồ sợ Diệp Thần suy nghĩ nhiều, Kỳ Tư Thanh lại nói, ta chỉ bất quá muốn cho ngươi nhặt xác mà thôi, ngươi đừng suy nghĩ nhiều. Diệp Thần dở khóc dở cười, hắn quá rõ cái này nha đầu. Bề ngoài lạnh như băng, nội tâm nhưng là nóng như lửa. Bất kể là vì báo đáp mình ân tình, cũng hoặc là khác, nàng nhận định sự việc, người bất kỳ không cách nào ngăn trở. Ba người đều đã xác định, Diệp Thần liền là tìm được Hàn Vân, đám kia huyết linh tộc kết quả ở chỗ nào. Hàn Vân cũng không nói nhảm, bàn tay vỗ một cái, một đầu to lớn nai dẫn dắt một chiếc sang trọng hoa lệ bảo xe xuất hiện ở bên ngoài. Diệp tiên sinh, mời lên xe, ta mang các ngươi tự mình đi. Ba người lên xe, bên trong xe linh khí vẩn quanh, sang trọng hoa lệ trang sức, mấu chốt nai động, tốc độ nhanh đến mức tận cùng. Đột nhiên, Diệp Thần nghĩ tới điều gì, vội vàng hướng Hàn Vân nói, ở đi huyết linh tộc trước có thể hay không mang ta đi một chỗ. Dưới mắt, hắn còn cần một người trợ giúp, chính là Mạc Ninh. Mạc Ninh và Mạc Ngưng Nhi hợp thể sau đó, bây giờ Mạc Ninh thực lực chắc ở đế tôn cảnh trên. Nếu như có Mạc Ninh trợ lực, sự việc sẽ thành được đơn giản hơn. Diệp Thần đem ban đầu rơi xuống chi địa nói cho Hàn Vân, Hàn Nguyên chính là khởi động nai hướng một phương hướng cấp tốc lao đi. Ngắn ngủi nửa giờ, Diệp Thần chính là trở lại ban đầu bị thạch tôn mang xuống vách đá địa phương. Đầy đất tan hoang, chiến đấu hơi thở vẫn phun trào. Diệp Thần nhảy xuống xe, nhìn chung quanh một vòng chung quanh, nhưng phát hiện Diệp Lăng Thiên và Mạc Ninh đều không thấy. Theo lý mà nói, Mạc Ninh hẳn chờ hắn mới đúng. Diệp Lăng Thiên vậy sẽ không dễ dàng rời đi, chẳng lẽ đoạn này thời gian chuyện gì xảy ra? Hàn Vân cũng là phát giác cái gì, mở miệng nói, Diệp tiên sinh, nơi đây có chút cổ quái, ta có thể cảm giác được huyết linh tộc cường giả đã tới nơi này, hơn nữa không chỉ một vị, chẳng lẽ Diệp tiên sinh có bạn ở chỗ này? Diệp Thần con ngươi híp lại, hắn ngược lại không cảm thấy huyết linh tộc bản lãnh vì sao liền Mạc Ninh. Dẫu sao Mạc Ninh bây giờ thực lực là đế tôn cảnh. Mặc dù không thể nói thủ đoạn thông thiên, nhưng là chạy thoát thân vẫn là có tư cách. Đột nhiên, Diệp Thần dư quang phát giác cái gì, lạnh như băng con người suy nghĩ một phương hướng bắn tới, hắn thấy một cái nhánh cây trước màu đỏ vải. Cái này vải vóc màu sắc, Diệp Thần quá quen thuộc. Mạc Ninh, vải chung quanh lại là dính máu tươi. Diệp Thần con người ngưng, nắm lên vải, nhẹ nhàng một ngửi. Sau đó ngón tay bắt pháp quyết. Muốn dùng tìm người thuật pháp thử nghiệm, nhưng phát hiện tìm người thuật pháp ở chỗ này quá yếu thế. Dẫu sao đây là huyết linh bí cảnh. Hàn Vân phát giác Diệp Thần trong mắt thất lạc, vừa nhìn về phía Diệp Thần trong tay vải, nói, Diệp tiên sinh, ngươi nhưng là muốn tìm cái này vải vóc chủ nhân. Đúng, ngươi có biện pháp. Diệp Thần nhìn về phía Hàn Vân thành tựu và thượng cổ đại năng vậy tồn tại. Mặc dù không có như vậy khủng bố, nhưng vậy không thể khinh thường. Mình đại đạo tầm quyết không có cách nào, không đại biểu Hàn Vân không có. Hàn Vân đưa tay ra, nhận lấy Diệp Thần trong tay màu đỏ vải, mở miệng nói, Diệp tiên sinh,
Sự việc vậy không người nghĩ như vậy phức tạp, cái này vải trong dính số ít máu tươi, lại thêm cái này huyết linh bí cảnh ở giữa một ít năng lượng thế đi, ta dùng một ít trận pháp, vẫn có thể tìm được vải vóc chủ nhân. Chỉ bất quá hao tổn một ít tu vi mà thôi, dẫu sao nơi này bị những tên kia lấy trận pháp che đậy. Diệp Thần nhìn về phía Hàn Vân, chắp tay nói, vậy làm phiền Hàn tiền bối. Hàn Vân cũng không nói nhảm, năm ngón tay dương ra, ngạch tức thì bước ra một giọt máu tươi, hắn trong miệng lại là không ngừng nhớ tới thần chú. Đột nhiên, vậy bước ra máu tươi ngón tay bắt đầu bắt pháp quyết, tốc độ càng lúc càng nhanh, cuối cùng lại là như phen tầm vậy. Chung quanh, cuồng phong nổi lên, cả thế giới cũng đen xuống. Diệp Thần có thể cảm nhận được vậy máu tươi ở giữa lực lượng cực kỳ khủng bố. Cái này thuật pháp so đại đạo tầm quyết không biết cao cấp nhiều ít lần. Hàn Vân tựa hồ nhận ra được Diệp Thần đối với thuật này pháp cảm thấy hứng thú, một bên bắt pháp quyết, vừa nói, Diệp tiên sinh, có thể tưởng tượng tu tập thuật này pháp. Diệp Thần gật đầu. Hàn Vân khóe miệng lộ ra một đạo nụ cười, nếu Diệp tiên sinh muốn học, lão phu sẽ dạy ngươi một lần, cái này thuật pháp tên là tìm thần huyết linh quyết, là ta ban đầu ở chỗ đó tập được. Đối với huyết linh bí cảnh năng lượng có hiệu quả, chỉ bất quá, cái này thuật pháp có thể sẽ đối với tu vi cùng với máu tươi có ảnh hưởng. Hàn Vân nói xong, chính là một chỉ điểm ra, một đạo ánh sáng bắn vào Diệp Thần ấn đường. Cường đại tin tức lưu tràn vào, Diệp Thần ngay tức thì rõ ràng Hàn Vân thuật pháp mạnh mẽ. Đồng thời, Hàn Vân máu tươi trôi lơ lửng ở giữa không trung bên trong, đột nhiên tung tích. Trực tiếp nện ở màu đỏ vải trên. Một giây kế tiếp, màu đỏ vải bị máu tươi bao trùm, máu tươi tản ra, ngưng tụ thành một đầu màu máu phượng hoàng. Phượng hoàng trong miệng ngậm vải, ngay tức thì hướng một phương hướng lao đi. Diệp tiên sinh, lên xe. Được. Một tiếng sau đó, đầu kia tinh huyết phượng hoàng chậm rãi dừng lại. Trước mặt đã không đường có thể đi. Chỉ có một tòa tựa như núi to giống vậy vách tường. Trên vách tường có khắc một cái chữ viết cổ xưa. Mơ hồ bây giờ, đảo một tia huyết sắc ánh sáng. Hàn Vân thấy chữ viết này, hơi biến sắc mặt, Diệp tiên sinh, ta chỉ có thể đưa ngươi tới nơi này, căn cứ vậy thuật pháp tới xem, bạn ngươi tất nhiên ở bên trong, chỉ bất quá đây là huyết linh tộc địa bàn, hắn như vậy tùy tiện tiến vào, rất nguy hiểm à. Còn như vách tường này, tương tự một đạo ngăn cách trận pháp, muốn phá vỡ rất mệt khó khăn. Ta cũng không có quá nhiều biện pháp. Hết thảy liền giao cho Diệp tiên sinh. Nói xong, Hàn Vân liền là nhanh hướng bên ngoài đi, tựa như lập tức có kinh khủng đồ muốn hạ xuống vậy. Diệp Thần thậm chí từ Hàn Vân trong con ngươi thấy được lau một cái sợ hãi. Sợ hãi sâu đậm. Kỷ Tư Thanh tò mò đi tới trước vách tường, đưa tay ra, mảnh khảnh năm ngón tay chạm được vách tường. Một giây kế tiếp, một cổ cực kỳ kinh khủng lực lượng truyền tới. Kỷ Tư Thanh hơi biến sắc mặt, thân thể ngay tức thì bay ra ngoài. Cũng may Diệp Thần xuất hiện ở sau lưng của nàng, hòa hoãn trên người nàng phần lớn lực lượng. Cảm ơn, tường này có chút cổ quái, nó bên trong lực lượng tạo thành, ta chưa từng gặp qua. Kỷ Tư Thanh nhíu mày nói. Sau đó, nàng sử dụng một chuôi hàn băng kiếm, nhắm mắt lại. Quanh thân tuyết rơi, hàn băng từng cơn. Cường đại kiếm ý thi triển ra. Cả thế giới nhiệt độ lúc này đọng lại. Nàng kiếm trong tay ý, ngay tức thì hóa là vạn trượng, lại là không chút do dự hướng vách tường bổ tới. Diệp Thần thấy một màn này, trong lòng hơi kinh hãi. Đây chính là Kỷ Tư Thanh lực lượng mạnh nhất sao? Cơ hồ sánh bằng đế tôn cảnh. Ở đạo nguyên cảnh đỉnh cấp bộc phát ra loại này lực lượng, tuyệt đối là Côn Lôn hư mạnh nhất trẻ tuổi nhất đại. Đáng tiếc, coi như Kỷ Tư Thanh bộc phát ra như vậy nhất khích. Rơi vào vậy phù văn cổ xưa trên, cuối cùng vẫn là không có để cho vách tường có một tia chập chờn. Thậm chí một cái đường vân cũng hoặc là rung động cũng không có. Hoàn toàn hấp thu Kỷ Tư Thanh lực lượng. Kỷ Tư Thanh lắc đầu một cái, thu hồi kiếm, than thở một tiếng, ta vậy không có cách nào, sợ là chúng ta muốn đi vào rất khó, cũng không biết vậy Hàn Vân vì sao vội vã rời đi, hắn tại sao không thử một chút. Diệp Thí Thiên, chúng ta hay là đi thôi. Nếu quả thật cầm những tên kia hấp dẫn ra tới, sự việc liền nghiêm trọng. Kỷ Tư Thanh ngược lại không phải là sợ, mà là Hàn Vân rời đi dáng vẻ quá mức cổ quái. Hàn Vân là địch hay bạn vẫn không thể hoàn toàn xác định.
nàng có thể cảm thụ ra Hàn Vân đối với bọn họ thái độ thay đổi là bởi vì là Diệp Thí Thiên nào đó thân phận. Nếu như không có thân phận này, bọn họ sợ rằng đều được vong hồn. Diệp Thần tự nhiên không thể nào cứ vậy rời đi, nếu Mạc Ninh tiến vào, hắn tự nhiên vậy có thể đi vào. Hắn lấy ra Cửu U Thí Thiên Thương, vận dụng thần lôi lực cùng với máu lực rồng, nhưng phát hiện và Kỳ Tư Thanh kết quả giống nhau như đúc. Tường này thể trận pháp giống như có thể hấp thu thế gian hết thảy. Diệp Thần có chút khổ não, nên làm cái gì? Thật chẳng lẽ vào không được? Ngay tại Hàn Vân và Kỳ Tư Thanh phiền não lúc đó, Diệp Lạc Nhi thanh âm nhưng là đột nhiên vang lên. Diệp tiên sinh, ta muốn thử một chút. Kỳ Tư Thanh ngẩn ra, nàng đã sớm nhìn ra Diệp Lạc Nhi thực lực, thánh vương cảnh mà thôi. Kỳ Tư Thanh thậm chí không biết như thực lực này cô gái là làm sao tiến vào. Bất quá có Diệp Thí Thiên bảo vệ, sống đến bây giờ vậy rất bình thường. Nàng muốn khuyên can cái gì, nhưng là Diệp Thần thái độ nhưng là hoàn toàn ngược lại. Diệp Thần bắt lại Diệp Lạc Nhi tay, Lạc Nhi, ngươi thật muốn thử nghiệm sao? Ta trong lòng có một loại trực giác, chỉ có ngươi có thể mở. Diệp Lạc Nhi cười một tiếng, Diệp tiên sinh, chờ ta mở ra nói sau. Lời nói rơi xuống, Diệp Lạc Nhi chính là đi tới tường thể trước mặt. Nàng nhìn lướt qua chữ viết phía trên, trong lòng cảm giác quen thuộc cuộn sạch, sau đó, hắn bước ra một giọt máu tươi. Máu tươi trực tiếp rơi vào tường thể trên. Lần này, không có hấp thu. Ước chừng 10 giây yên lặng. 10 giây sau này, đột nhiên, toàn bộ mặt đất chấn động lên. Tường thể thượng chữ viết lại là vặn vẹo. Thậm chí bắt đầu văng tung tóe. Đây là... Kỷ Tư Thanh tròng mắt trợn to, nàng tuyệt đối không nghĩ tới. Cái này thánh vương cảnh bé gái lực lượng lại có thể thật hữu dụng. Cái này nha đầu rốt cuộc thân phận gì? Chỉ gặp vậy vặn vẹo cổ xưa chữ viết mang từng cơn tia máu, hóa là một đạo ngút trời kiếm ý. Kiếm ý thật giống như bị khiêu khích, lạnh như băng cảm giác trực tiếp rơi vào Diệp Lạc Nhi trên mình. Diệp Lạc Nhi diễn cảm dữ tợn, thậm chí có chút khó chịu. Diệp tiên sinh, ta thực lực chỉ có thể để cho ta làm đến bước này, tiếp theo. Ngươi cần dùng kiếm ý hủy đi đạo kiếm ý kia, nếu không hậu quả biết rất phiền toái. Diệp Thần gật đầu một cái, trong tay ngưng tụ ra một thanh kiếm. Nhắm mắt lại. Lại là chắn Diệp Lạc Nhi trước người. Nháy mắt tức thì, vậy đạo cực mạnh trận pháp kiếm ý động lực. Hóa là vô số đạo bóng dáng, tràn ngập ở Diệp Thần tầm mắt bên trong. Kiếm khí ngang dọc. Đây là một cái kiếm thế giới. Kiếm ý bên trong. Không biết có kinh khủng dường nào tồn tại. Diệp Thần nhắm mắt lại, đối mặt ngang dọc kiếm khí, Diệp Thần toàn thân lòng, đầu nhập vào cái thế giới này chính giữa. Thời gian không ngừng trôi qua. Diệp Thần cơ hồ bỏ quên thời gian tồn tại. Một cái tu kiếm người, có kiếm thế như thế nào, có thể quyết định hắn thực lực cường đại dường nào. Kiếm thế, chính là một cái kiếm nồng cốt. Cái này một cổ kiếm thế, có thể cất giữ cho tới bây giờ. Lại là kinh khủng bực nào. Tựa như bây giờ, Diệp Thần máu tươi chính giữa, truyền tới một tia sợ hãi. Thân thể chỗ sâu nhất, tựa hồ có cái gì bắt đầu thức tỉnh. Thời gian trôi qua, ở đó từng đạo kiếm khí chính giữa, Diệp Thần tựa như hóa là tượng đá, một hơi một tí. Rốt cuộc, hắn tựa hồ chộp được cái gì. Chỉ có tu thành mình thế, mới có thể ở kiếm đạo trên, tiến hơn một bước, đi thành tựu lớn hơn. Không nghĩ nhiều nữa, Diệp Thần tròng mắt đột nhiên mở ra. Vậy hai tròng mắt tóe ra sắc bén tựa như xé bầu trời mênh mông. Kỷ Tư Thanh thấy Diệp Thần tròng mắt, theo bản năng lui về phía sau một bước. Giờ phút này người trên người cảm giác, lại có thể so sư phụ còn đáng sợ hơn. Làm sao có thể? Còn nữa, hắn phát hiện người đàn ông này ánh mắt quá quen thuộc. Diệp Thần ban đầu tựa hồ vậy bùng nổ qua vậy tình huống. Kết quả là trùng hợp, vẫn là dưới mặt nạ, có một cái to lớn bí mật. Thời khắc này Diệp Thần hồn nhiên không biết. Hắn khóe miệng dần dần nổi lên vẻ tươi cười. Đây là một loại đối với kiếm ý tự tin. Hắn khí thế vào giờ khắc này, không ngừng leo lên. Cuồng phong vũ động, lá rơi xoay tròn ở quanh thân. Rất là uy phong. Mỗi một đạo gió lớn, tựa hồ cũng như một đạo kiếm khí. Phá cho ta. Đột nhiên, một hồi thét dài tiếng từ Diệp Thần trong miệng truyền tới. Cả thế giới tựa như bởi vì cái này ba chữ vỡ vụn.
Diệp Thần khí thế, ở trong một cái chớp mắt này nhảy lên tới trình độ cao nhất. Giờ khắc này, Diệp Thần khí thế, so với trước, đâu chỉ cường đại một điểm nửa điểm. Vậy một cổ khí thế lan truyền, gió lớn cuộn sạch, chỗ đi qua, sơn hà biến sắc, cỏ cây tàn lụi. Trong tay sắc bén chớp mắt, kiếm ý xuất khiếu. Hàn quang lóe lên, kiếm khí tàn phá, vậy từng đạo kiếm ảnh, sắp đến làm cho không người nào có thể thấy rõ. Nhấc lên từng cơn gió lớn, như trời gào thét. Ngay tức thì và trận pháp kia kiếm ý đụng vào nhau. Tại chỗ biến dạng. Rồi sau đó, toàn bộ tường thể tại chỗ bị biến dạng. Một cái đất trống trải dược nhiên hiện lên trước mắt. Đây cũng là những huyết linh tộc kia cường giả một mực chỗ sống. Mà vậy còn dư lại 5 vị cường giả liền ở trong đó. Diệp Thần khóe miệng phát họa một đạo nụ cười, thu hồi trường kiếm. Đi! 3 đạo thân ảnh, ngay tức thì chui vào trong đó. Mà cùng lúc đó, một tòa phong cách cổ xưa thạch thất bên trong. Một vị tiên phong đạo cốt, quanh thân tia máu ông già đột nhiên mở mắt ra. Một hớp đỏ bừng máu tươi khạc ra. Huyết dịch tiệm nhiễm ở trên vách tường, nhìn thấy mà giật mình. Không tốt, lại có thể lại có người phá vỡ trận pháp. Lần này lại là ai? Là cái đó cô gái đồ đỏ sao? Một vị khác huyết linh tộc cường giả nói. Vậy khuôn mặt tái nhợt, khạc ra máu tươi ông già lắc đầu một cái, trong mắt bị tức giận che giấu. Hắn vậy gầm thét tiếng, ngay tức thì vang khắp. Không phải cô gái đồ đỏ kia, là ban đầu cái đó bị màu máu xương mù dày đặc che đậy thanh niên. Hắn giết tới cửa. Ngươi nói ai, ai giết tới cửa? Có cái huyết linh tộc ông già kinh ngạc nói. Cái đó ông già hiển nhiên không có phản ứng đối phương dự định, mà là ánh mắt sáng quắc nhìn về phía một người trong đó, kích động nói, nên làm cái gì? Cái này màu máu xương mù dày đặc hạ thanh niên, bị che đậy hơi thở, vô cùng có thể đối với chúng ta huyết linh tộc bất lợi à? Chúng ta 6 người, đã chết một người, nếu như ra lại chuyện, đợi một năm nửa sau đó, những đại nhân kia liền không thấy được chúng ta. Ông lão giọng đặc biệt dồn dập, thậm chí có chút sợ hãi. Đây là đối với không biết sợ hãi. Bọn họ những năm này chưa từng như này sợ qua một cái người, mấu chốt người thanh niên kia xuất hiện quá quỷ dị. Hơi thở kia kinh khủng nhất ông già một bước bước ra, nói, nếu hắn đi tới chúng ta địa phương, chúng ta đi ngay biết biết đi, bỏ mặc người này là lai lịch gì, đối với chúng ta mà nói, có thể là một đạo nguy hiểm. Càng có thể là một đạo cơ duyên. Còn nữa, ta cảm giác được lần này mở trận pháp kia lực lượng, có chút cổ quái, loại cảm giác này giống như, là huyết linh tộc một đạo lực lượng. Mọi người nghe được câu này, diễn cảm động lại. Đùa gì thế? Nếu như thanh niên này thật có huyết linh tộc lực lượng và huyết mạch, làm sao có thể đối với bọn họ động thủ? Được rồi, có thể là ta gần đây không nghỉ ngơi tốt, xuất hiện ảo giác. Dưới mắt, chúng ta phải làm chính là cầm uy hiếp bóp chết ở nôi bên trong. Mấy vị cụ già nghe nói như vậy tiếng nói, liếc mắt nhìn nhau, rối rít tán đồng gật đầu một cái. Các ngươi 4 người, phân biệt trấn thủ đông nam tây bắc khắp nơi địa phương, mà ta, thì ở trận pháp trung tâm nhất chờ đợi, một khi phát hiện thanh niên này cũng hoặc là cô gái đồ đỏ kia, trực tiếp ra tay xóa bỏ, tuyệt không thể có một chút do dự. Được. 4 đạo thân ảnh ngay tức thì hướng đông nam tây bắc khắp nơi phương vị đi. Chờ 4 đạo thân ảnh tiêu tán sau đó, cái đó hơi thở kinh khủng ông già mới đẩy ra thạch thất cửa, đi tới một chỗ khác không gian. Không gian bên trong, một phiến đen nhánh, chặt chẽ không ra gió. Ông già do dự mấy giây, nhắm mắt lại, gầy đét ngón tay ở trước mặt vẽ ra một đạo phù văn. Nháy mắt tức thì, cả thế giới cũng sáng. Bên trong không gian tựa như vạn trượng tinh thần, nếu như ngân hà vậy sáng chói. Sáng chói trung tâm chi địa. Càng lơ lửng một viên tinh thạch sáng lên. Ông già thấy tinh thạch, sâu dài một hơi, hắn năm ngón tay dương ra, đem tinh thạch sáng lên cầm ở lòng bàn tay. Vô số ánh sáng tách thả ra, vần quanh ở ông lão chừng. Nếu như Diệp Thần ở chỗ này, tất nhiên sẽ phát hiện, tia sáng này chính là luân hồi mộ địa ở giữa ánh sáng. Vật này là chúng ta còn lại 5 người duy nhất một người tồn tại, coi như thanh niên kia và cô gái đồ đỏ hủy diệt hết thảy. Chỉ cần ta tay cầm vật này, hết thảy cũng sẽ ở dưới chân ta. Cùng lúc đó, một cái sơn động bên trong. Đống lửa giấy lên,
Diệp Lăng Thiên xếp chân ở đống lửa chung quanh, vết thương trên người đang dần dần khép lại. Mà một cái thiếu nữ áo đỏ thì đứng ở cửa hang, liền nhìn phương xa. Không biết đang suy nghĩ gì. Diệp Lăng Thiên mở mắt ra, ánh mắt rơi vào đồ đỏ trên người của cô gái. Con người hơi co lại. Mấy ngày nay, hắn đi theo cái này cô gái đồ đỏ đi tìm Diệp Thần, rung động trong lòng vạn phần. Hắn không nghĩ tới bây giờ Mạc Ninh lại có thể như vậy khủng bố. Không chỉ như vậy, Mạc Ninh mang hắn mấy ngày nay, hắn thực lực lại là đột nhiên tăng mạnh. Bây giờ mơ hồ muốn từ hư vương cảnh vượt qua đến đạo nguyên cảnh, thật là không tưởng tượng nổi. Đột nhiên, Mạc Ninh tựa hồ phát giác cái gì, chợt xoay người lại. Khôi phục tốt lắm. Diệp Lăng Thiên đứng lên, thận trọng nói, đúng vậy, Mạc tiểu thư. Mạc Ninh khóe miệng phát họa một đạo độ cong, cánh tay nhẹ nhàng vung lên, ngọn lửa trực tiếp tắt. Nếu ngươi khôi phục tốt lắm, vậy cùng ta đi một chuyến bên ngoài đi. Còn đi bên ngoài, Diệp Lăng Thiên diễn cảm có chút sợ hãi, dẫu sao những ngày qua cuộc sống đối với hắn mà nói chính là ác mộng. Ai có thể nghĩ tới, hắn gặp mặt đối với những huyết linh tộc kia đế tôn cảnh cường giả. Có rất nhiều lần, nếu như không phải là Mạc Ninh ra tay, hắn liền không thấy được điện chủ. Hắn như thế nói, không phải bởi vì hắn sợ chết, hắn có cái nguyên tắc. Dù là chết, cũng phải là điện chủ chết trận. Mạc Ninh cười một tiếng, không cần sợ hãi, lần này là gặp ngươi muốn nhất thấy người. Diệp Lăng Thiên ngẩn ra, chợt nghĩ tới điều gì, mặt lộ vẻ vui mừng, Mạc tiểu thư, ngươi nói là điện chủ. Điện chủ tới nơi này, đúng không? Mạc Ninh không trả lời, bước chân đạp một cái, trực tiếp từ trong sơn động nhanh chóng rơi xuống. Đồ đỏ múa, như tiên nữ tung tích phàm trần. Diệp Lăng Thiên cũng không nói nhảm, vội vàng đi theo lên. Hắn cảnh giới bây giờ, lại phối hợp Mạc Ninh những ngày qua dạy thuật pháp của hắn, có thể miễn cưỡng đi theo mấy phần. Mà cùng trong lúc nhất thời Diệp Thần, Kỷ Tư Thanh các người, cũng là hoàn toàn đi tới bên trong. Tốt linh khí nồng nặc, chỉ bất quá linh khí này và chúng ta tu luyện có chút khác biệt, dĩ nhiên chúng ta vẫn là có thể hấp thu, chỉ tiếc, không hề coi là quá thích hợp, chẳng lẽ những linh khí này chính là huyết linh tộc ỷ vào tồn tại. Kỷ Tư Thanh nhắm mắt lại, hơi cảm thụ. Diệp Thần tự nhiên cũng giống như vậy, bất quá hắn bởi vì luân hồi mộ địa nguyên nhân, đối với những linh khí này ngược lại là không có quá mức kháng cự. Hắn có thể cảm giác được trong cơ thể huyết long tựa như nhìn thấy bảo bối gì, đang điên cuồng cướp đoạt. Diệp Thần vốn cho là mình trong cơ thể cướp đoạt đã rất khoa trương, nhưng là rất nhanh, hắn phát giác cái gì, ánh mắt đột nhiên hướng bên cạnh Diệp Lạc Nhi trên mình. Thời khắc này Diệp Lạc Nhi, môi trắng bệch, thân thể run rẩy, rất là yếu ớt. Chỉ gặp vô số linh khí đang tràn vào Diệp Lạc Nhi trong cơ thể. Gần như điên cuồng. Rất hiển nhiên, Diệp Lạc Nhi thành tựu huyết linh tộc người, cực kỳ hấp dẫn những linh khí này. Nhưng mà những linh khí này đều là đế tôn cảnh cường giả chuẩn bị. Diệp Lạc Nhi bây giờ chính là đế tôn cảnh, như thế nào chịu đựng à? Diệp tiên sinh. Diệp Lạc Nhi đưa ra mềm mại tay bắt được Diệp Thần cánh tay, trong mắt nhắm lại, cả người ngất đi. Diệp Thần không do dự nữa, chỉ điểm một chút ở Diệp Lạc Nhi ấn đường. Cái này chỉ một cái phảng phất là một đạo cầu, cầu thông hết thảy. Vậy cuồng bạo linh khí ngay tức thì bị Diệp Thần trong cơ thể huyết long hấp thu. Nhưng là tiếp tục như vậy nữa, cũng không phải chuyện à. Diệp Thần không thể nào một mực giúp Diệp Lạc Nhi hấp thu. Kỷ Tư Thanh đi tới trước mặt hai người, nhíu mày một cái, Diệp Thí Thiên, bên người cái này bé gái rốt cuộc lai lịch ra sao, tại sao nơi này linh khí giống như là nàng mà sống vậy, ta cũng hoài nghi nàng có phải hay không huyết linh tộc người. Sau một câu chẳng qua là Kỷ Tư Thanh làm trò đùa, nhưng là lại để cho Diệp Thần không khỏi con ngươi co rúm một cái, giải thích, có thể bởi vì Diệp Lạc Nhi thể chất tương đối đặc thù, nàng không quá vui vẻ tu luyện. Nhưng hàng năm uống các loại huyết linh bí cảnh thiên tài địa bảo, hơn nữa nàng tu vi quá thấp, phỏng đoán không chịu nổi những linh khí này tổn thương. Kỷ Tư Thanh cái hiểu cái không gật đầu một cái, biết, nhưng là ngươi như vậy giúp nàng thừa bị thương tổn, cũng không khả năng kéo dài cả đời, nếu không, cầm nàng trực tiếp mang đi ra bên ngoài đi, Hàn Vân tiền bối hẳn cách đây không xa, để cho hắn chiếu cố Diệp Lạc Nhi, có thể là tốt nhất phương án giải quyết. Chính ngươi suy tính.
Diệp Lạc Nhi tựa hồ nghe được Kỳ Tư Thanh thanh âm, chật vật mở mắt ra, Diệp tiên sinh, không muốn đưa ta đi ra ngoài, ta có thể chịu đựng, sư phụ nói huyết linh tộc người hủy diệt ta phụ mẫu, ta muốn gặp đám người này, ta muốn báo thù. Diệp Thần đối với câu trả lời này có chút sở khóc sở cười, hắn tổng không thể đối với Diệp Lạc Nhi nói, trong cơ thể của ngươi liền cất giấu huyết linh tộc huyết mạch đi. Cũng hoặc là nói, ngươi chân chính phụ mẫu liền là tới từ huyết linh tộc. Diệp Lạc Nhi đứng lên, lấy ra Diệp Thần ngón tay, sắc mặt càng phát ra tái nhợt, nàng từng bước quật cường đi ra ngoài. Nhưng là còn chưa đi ra ba bước, toàn thân liền ướt đẫm. Nàng phải chịu lực lượng quá lớn. Diệp Thần chân thực không đành lòng, mới vừa muốn khuyên gì, xa xa đột nhiên truyền tới một giọng nói, điện chủ. Nghe được cái này thanh âm, Diệp Thần quá quen thuộc. Diệp Lăng Thiên. Hắn chợt xoay người, chính là phát hiện Diệp Lăng Thiên và Mạc Ninh chạy như bay đến. Mấy giây sau đó, Diệp Lăng Thiên đi tới Diệp Thần trước mặt, trực tiếp quỳ xuống, kích động nói, bái kiến điện chủ. Kỳ Tư Thanh nghe được điện chủ hai chữ, ngược lại là không có suy nghĩ nhiều, chỉ bất quá tò mò Diệp Thí Thiên thân phận. Nàng cũng không biết Diệp Thần trên thế tục còn có điện chủ thân phận. Diệp Thần vội vàng đem Diệp Lăng Thiên đỡ lên, hắn có thể cảm nhận được Diệp Lăng Thiên thực lực lại mạnh liền mấy phần. Mau đứng dậy đi. Sau đó, Diệp Thần ánh mắt rơi vào Mạc Ninh trên mình, hai người gật đầu một cái, ngược lại là không có nói gì nhiều. Diệp Lăng Thiên có thể cảm nhận được Diệp Thần tận lực hạ thấp giọng, hắn nhíu mày một cái, làm chú ý tới Kỳ Tư Thanh, hắn ngay tức thì công khai. Điện chủ, Mạc tiểu thư đoạn này thời gian nhưng mà để cho ta mạnh lớn không ít, chờ ta bước vào đạo nguyên cảnh, ta liền có thể giúp điện chủ chém cắt hết thảy. Diệp Thần và Diệp Lăng Thiên trò chuyện, Kỳ Tư Thanh ánh mắt nhưng gắt gao nhìn chằm chằm Mạc Ninh. Nàng tự nhiên biết Mạc Ninh thân phận. Thượng cổ Mạc gia người. Bỏ mặc giá trị nhan sắc cũng hoặc là thiên phú, đều cùng mình không phân cao thấp. Chẳng biết tại sao, nàng trong lòng sinh ra một tia cảm giác nguy cơ. Nghĩ đến đây, nàng lắc đầu một cái, không khỏi cảm thấy buồn cười. Mình một lòng tu luyện, làm sao sẽ đối với một người phụ nữ sinh ra cảm giác nguy cơ, nàng lại không thích Diệp Thí Thiên. Đỉnh hơn chính là thưởng thức mà nói. Mạc Ninh mắt đẹp cũng là mang vẻ địch ý rơi vào Kỳ Tư Thanh trên mình. Nàng bây giờ tâm cảnh đã sớm thay đổi. Bây giờ nàng là thượng cổ đại năng Mạc Ngưng Nhi, lại là Mạc gia vị kia 20 tuổi thiếu nữ Mạc Ninh. Nàng bản và luân hồi mộ chủ không có bất kỳ có thể, nhưng là bây giờ nàng thân là Mạc Ninh, lại có cái gì không thể nào. Mấu chốt nàng so người bất kỳ cũng nắm giữ tiên cơ. Nàng biết Diệp Thí Thiên dưới mặt nạ là Diệp Thần, cũng biết Diệp Thần sau này biết đi lên một cái dạng gì đường. Trên cái thế giới này bất kỳ người phụ nữ cũng không xứng với luân hồi mộ chủ. Trong không khí ngay tức thì cọ sát ra kịch liệt mùi thuốc súng. Diệp Thần tự nhiên cảm giác được hai nữ phản ứng, hắn có chút không biết làm sao, mới vừa muốn nói chuyện, nghe được ùm một tiếng, theo thanh âm đi, liền thấy Diệp Lạc Nhi lần nữa đổ xuống đất. Diệp Thần vừa định đi đỡ, lại không nghĩ rằng, đồ đỏ bóng người thổi qua. Mạc Ninh dẫn đầu đi tới Diệp Lạc Nhi bên người. Diệp Thần vốn cho là Mạc Ninh phải giúp một tay, lại không nghĩ rằng, Mạc Ninh trực tiếp chỉ một cái vạch qua Diệp Lạc Nhi cánh tay, một giọt máu tươi lấy ra. Trôi lơ lửng ở lòng bàn tay. Mạc Ninh nhắm mắt lại, cảm thụ lòng bàn tay huyết dịch, chau mày. Mạc Ninh, người có thể hay không trợ giúp Lạc Nhi, nàng đối với chỗ này linh khí hấp thu năng lực quá mạnh mẽ, nhưng mà cảnh giới của nàng căn bản không chịu nổi. Diệp Thần nói. Mạc Ninh mở mắt ra, sâu đậm nhìn một cái Diệp Thần, người nhất định phải cứu nàng. Diệp Thần gật đầu một cái. Mạc Ninh cũng không có xuất thủ cứu, mà là đứng lên hướng một nơi rừng cây đi, ngươi theo ta tới, ta có lời và ngươi nói. Diệp Thần có chút nghi ngờ, nhưng vẫn là đi theo lên. Rất nhanh, Diệp Thần và Mạc Ninh liền là xuất hiện ở rừng cây sau lưng. Mạc Ninh lại là hội tụ một đạo trận pháp, hai người đối thoại, người bất kỳ đều không cách nào phát hiện. Làm xong hết thảy các thứ này, Mạc Ninh mới mở miệng nói, mộ chủ, ngươi hẳn biết cô gái kia thân phận đi. Nếu như không biết, ta nói cho ngươi, trên người người này chảy xuôi máu đến từ huyết linh tộc. Huyết linh tộc người, giết hại nhiều ít côn lôn hư cường giả, ngươi hẳn rõ ràng đi,
nếu như ta là ngươi, ta sẽ chọn giết nàng. Nếu như không có huyết linh tộc, ta bản thể vậy sẽ không bị khốn, những cái kia đại năng lại càng không biết luân lạc nơi này. Bây giờ bên người ngươi đi theo một cái cửu nhân, ngươi chưa thấy được là dưỡng hổ vi hoạn sao? Hiền lành biết cướp đoạt tâm thần của ngươi. Mộ chủ, nếu như ngươi không hạ thủ được, ta sẽ xuất thủ. Thời khắc này Mạc Ninh thanh âm lạnh như băng, lại là mang một tia sát ý. Không cần. Diệp Thần trực tiếp mở miệng nói, hắn thái độ dị thường kiên quyết. Mạc Ninh, Diệp Lạc Nhi căn bản không biết nàng là huyết linh tộc người, nàng tiến vào nơi này, chính là vì chém chết huyết linh tộc người. Ngươi không được rõ nàng, nhưng là ta hiểu. Nàng sẽ không đối với ta ra tay, còn biết giúp ta. Dù là nàng cuối cùng biết chân tướng, ta cũng tin tưởng nàng sẽ đứng ở ta bên này. Còn nữa, huyết thất dạ tiền bối cũng không có bài xích Diệp Lạc Nhi, ngược lại, huyết tiền bối từng nói cho ta, cái cô gái này rất có thể là ta đối kháng huyết linh tộc mấu chốt. Mạc Ninh nhìn Diệp Thần kiên định dáng vẻ, sát ý biến mất. Nàng không cách nào chừng mộ chủ ý tưởng. Nàng duy nhất có thể làm liền là bảo vệ mộ chủ. Mạc chủ, nếu ngươi cố ý như vậy, vậy ta không giết nàng, nhưng là nàng như làm ra đối với ngươi có bất kỳ chuyện bất lợi, ta bảo đảm, ở nàng lớn lên trước, ta sẽ để cho nàng hưởng thụ vô tận hành hạ. Hai người trở lại tại chỗ, Mạc Ninh đi tới sắc mặt tái nhợt Diệp Lạc Nhi trước người, ngón tay bắt pháp quyết, thuật pháp thi triển lòng bàn tay. Một tia luân hồi ánh sáng vần quanh. Sau đó, Mạc Ninh lại là đưa tay lòng vậy ánh sáng chói mắt đánh vào Diệp Lạc Nhi ấn đường. Diệp Lạc Nhi gương mặt tái nhợt ngay tức thì khôi phục đỏ thắm, lại là mở mắt ra. Cảm ơn. Diệp Lạc Nhi mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, nhưng là rất hiển nhiên, là nữ nhân trước mặt cứu hắn. Mạc Ninh hừ lạnh một tiếng, không cần cảm ơn ta, nếu như không phải là tên kia, ta mới không biết cứu ngươi. Nói xong. Mạc Ninh lại là ném ra một bản phong cách cổ xưa bí tịch. Bắt đầu từ hôm nay, ngươi đừng tu luyện thứ khác, liền tu luyện bí tịch này lên công pháp, nó thích hợp hơn ngươi. Bí tịch này là Mạc Ninh ở huyết linh tộc trong tay cường giả đạt được, Diệp Lạc Nhi trong cơ thể chảy xuôi huyết linh tộc huyết mạch, tự nhiên thích hợp. Cảm ơn Diệp tiên sinh. Diệp Lạc Nhi cái hiểu cái không nói. Nàng không ngu ngốc, biết người phụ nữ này cho nàng cơ duyên. Hoàn toàn là xem ở Diệp Thần mặt mũi. Hơn nữa, nàng bây giờ thân thể tựa hồ đối với ngoại giới linh khí có mạnh hơn năng lực chịu đựng. Diệp Thần gặp hết thảy giải quyết, liền đối với Mạc Ninh nói, tiếp theo nên làm cái gì, các ngươi hẳn biết huyết linh tộc người ở đâu đi. Mạc Ninh gật đầu một cái, đột nhiên, nàng con ngươi co giúp một cái, phát giác cái gì, khóe miệng phác họa một đạo nụ cười, bất quá dưới mắt, chúng ta không cần tìm những huyết linh tộc kia người. Bởi vì, có vài người đã đưa tới cửa. Chỉ bất quá bọn họ căn bản không biết, người nào mới thật sự là con mồi. Nói xong, Mạc Ninh trong tay sử dụng một chuôi trường kiếm màu máu. Trường kiếm ngưng tụ ra một đạo kiếm ý, trực tiếp đánh xuống. Nháy mắt tức thì, một phương hướng tất cả cây lớn hóa là bột. Một cái rộng rãi chi đạo trực tiếp tạo thành. Mở ra hào phóng chi đạo cuối, dĩ nhiên là một cái ông già. Ông già chống một cây ba tong, thân thể còng lưng, cả người áo bào đen, cơ hồ không thấy rõ ánh mắt của lão già. Duy nhất có thể thấy chính là vậy nhàn nhạt tia máu. Lại có thể bị phát hiện, có chút ý tứ, thiếu nữ áo đỏ, ta thật là tò mò, vì sao ngươi có thể phát hiện ta tồn tại, ta từ trên mình ngươi cảm thấy một loại rất cảm giác quen thuộc. Còn nữa, ta muốn biết, ta đồng bạn có phải hay không ngươi giết. Thanh âm già nua truyền tới. Cực kỳ băng hàn. Hắn tức giận. Vô cùng tức giận. Hắn trông coi mặt tây, lại không nghĩ rằng mới vừa rơi xuống, chính là cảm nhận được mấy đạo hơi thở. Hắn rất rõ ràng, những người này chính là từ bên ngoài đến người. Phải không chút do dự chém chết người. Hắn vốn định thời gian đầu tiên câu thông mấy vị khác, lại không nghĩ rằng, trực tiếp bị đám người này phát hiện. Đáng chết. Dưới mắt, hắn cố không được hết thảy. Hắn cũng không xem lão lục như vậy, lại bị dễ dàng chém chết. Hắn thực lực vượt qua xa lão lục. Ở huyết linh bí cảnh trong chỉ có 6 vị ông già, theo năm tháng và thời gian trôi qua, 6 người thuận tiện lấy gọi nhau huynh đệ. Thực lực từ cao xuống thấp sắp hàng. Hắn ở trong 6 người thực lực xếp thứ 5,
cho nên những người khác cũng gọi hắn lão ngũ. Huyết linh tộc lão ngũ trong tay cây nạng ngay tức thì vỡ ra tới, mặt gỗ hoành bay, lại biến thành một cây màu bạc linh côn. Linh côn lưu động cuồng bạo huyết khí, tựa như có thể bao trùm hết thảy. Hắn áo bào đen tháo xuống, lộ ra một bản có chút mặt dữ tợn bàng. Ta hỏi ngươi nói, chẳng lẽ ngươi nghe không gặp sao? Hắn gầm thét tiếng vang khắp, sóng âm hóa thành từng đạo đợt khí hướng mọi người đánh tới. Mạc Ninh hừ lạnh một tiếng, lờ đễnh, là ta giết thì như thế nào, ta không chỉ muốn giết ngươi đồng bạn, hôm nay ta còn muốn giết chỉ các người những huyết linh tộc này tàn dư. Nghe được câu này tiếng nói, huyết linh tộc lão ngũ hoàn toàn nổi giận. Hừ, căn cốt 20 tuổi, bước vào đế tôn cảnh, đây cũng là ngươi sức. Ta hy vọng ngươi đợi sẽ trả lại cho có tư cách nói lời như vậy. Dứt lời, huyết linh tộc lão ngũ trực tiếp biến mất. Ở giữa thiên địa lại mở đi, một đạo cuồng bạo quang cuộn sạch mở. Đột nhiên, huyết linh tộc lão ngũ xuất hiện ở Mạc Ninh sau lưng. Trong tay linh côn đột nhiên đánh xuống, một kích này, tựa như biến dạng thương khung. Không khí đều bị máu linh khí đọng lại. Hết thảy sự vật, tựa như ở huyết linh tộc lão ngũ trong mắt thả chậm. Hắn trong mắt dữ tợn, tràn đầy máu tanh. Mắt xem một côn thì phải nện ở Mạc Ninh đầu lâu. Mạc Ninh đột nhiên đưa ra mảnh khảnh tay, lại trực tiếp nắm linh côn. Mạc Ninh mặt đất dưới chân ngay tức thì bị biến dạng. Cuồn cuộn bụi đất cuốn lên. Nhưng là không có một tia bụi đất dính ở Mạc Ninh trên mình. Đây chính là ngươi lực lượng, ở ta xem ra, vậy bất quá như vậy thôi. Mạc Ninh cười nhạt liền liền, cánh tay lại là lộn một cái, sau đó chợt một quyền đập về phía huyết linh tộc lão ngũ ngực. Huyết linh tộc lão ngũ hiển nhiên không ngờ tới người thiếu nữ này lực lượng lại có thể không thua mình, hắn hơi biến sắc mặt, lùi về sau một bước, đồng thời, một chưởng nghênh đón. Hai đạo lực lượng đụng vào nhau. Ngay tức thì tách ra. Mạc Ninh lui về phía sau ba bước, huyết linh tộc lão ngũ lui về phía sau dòng dã năm bước. Người sau lại là sắc mặt đại biến. Người rốt cuộc là ai, vì sao biết thượng cổ công pháp? Còn có bên trong cơ thể ngươi lực lượng căn bản không thuộc về một cái căn cốt 20 cô gái. Ngươi là cường giả đoạt xác, hèn hạ. Huyết linh tộc lão ngũ kinh hô thành tiếng. Hắn trong lòng chỉ có một tia khinh thị vậy thu liễm. Mạc Ninh cười một tiếng, cường giả đoạt xác, buồn cười, cái này vốn là thuộc về ta thân thể. Năm đó thượng cổ đại trận, các người đám này xúc sinh đem ta bản thể vây khốn, hôm nay, ta liền để cho các người từ đây biến mất trên đời gian. Huyết linh tộc lão ngũ nghe được câu này, đột nhiên nghĩ đến cái gì? Trước mặt thiếu nữ áo đỏ lại là một đạo phân thân. Hơn nữa còn là bị huyết linh tộc khốn trụ được những cái kia thượng cổ đại năng một đạo phân thân. Đáng chết! Hắn không do dự nữa, khí tức trên người hoàn toàn thay đổi. Lại là lấy ra một khối màu máu ngọc bội. Ngọc bội cầm ở lòng bàn tay, rắc rắc, một tiếng trực tiếp vỡ vụn. Một đoàn quang mang quanh quẩn toàn thân. Hắn hơi thở lại là leo thăng lên. Đây là hắn có 102 thuật pháp. Không chỉ như vậy, chung quanh thiên địa linh khí đều thay đổi, điên cuồng hướng huyết linh tộc lão ngũ thân thể phun trào. Thậm chí tựa như hình thành một đạo khôi giáp ở mặt ngoài thân thể. Ngươi có thể để cho ta sử dụng cái này thuật pháp, vậy coi là đủ tư cách. Nếu như ở bên ngoài, ta có thể thật không cách nào nại hà ngươi, nhưng là ở chỗ này, chúng ta huyết linh tộc người nắm trong tay nơi này hết thảy. Vạn vật cũng có thể là chúng ta sử dụng, ta muốn giết ngươi, dễ như trở bàn tay. Chết! Sóng âm kia xông vào đến mọi người trong ý nghĩ, thẳng vào linh đài, chấn động thần hồn. Linh côn trực tiếp bắn đi ra ngoài. Sáng chói chói lọi, sát ý vô tận, đầy trời đợt khí chính giữa, cả thế giới yên lặng xuống. Tất cả mọi người đều không nhịn được nín thở. Mạc Ninh tự nhiên cũng là cảm thấy nguy hiểm, nàng trước đối mặt qua một vị huyết linh tộc ông già, bây giờ trên người nàng còn có chút thương thế, giờ khắc này huyết linh tộc lão ngũ biến hóa, vô cùng có thể đối với nàng tạo thành một kích chí mạng. Tay nàng chỉ nhanh chóng bắt pháp quyết. Vậy vần quanh ở bên cạnh đỏ kiếm bay ra ngoài. Kiếm mang vào giờ khắc này tách thả ra. Nàng bước ra một giọt máu tươi, lại là đem tất cả lực lượng đánh vào trong đó. Một kiếm một côn sắp va chạm. Thời gian, giờ khắc này tựa như ngưng trôi qua. Không gian,
tựa như đọng lại thành là vĩnh hằng. Oanh! Tựa như trải qua vô số rất dài năm tháng, rốt cuộc, hai người hung hãn đụng vào nhau. Giống như tinh thần va chạm, giống như núi lửa phun ra. Thế giới lâm vào ngắn ngủi tĩnh mịch sau đó, hoàn toàn sôi trào. Từng trận tiếng nổ truyền tới, thiên địa rúng động. Cả vùng run rẩy kịch liệt, mặt đất tắc tắc nứt nẻ. Bốn phía kết giới, đung đưa chính giữa, sinh ra từng đạo kẽ hở. Mạnh như vậy giao phong, lực lượng này vượt qua xa đế tôn cảnh sơ kỳ. Đây chính là Mạc Ninh bây giờ thực lực sao? Diệp Thần thầm nghĩ, trong cơ thể hắn tựa như nhiệt huyết sôi trào. Kỷ Tư Thanh vậy cầm chặt quả đấm, đây là nàng khát vọng lực lượng, nàng phải cố gắng đột phá. Chỉ có bước vào đế tôn cảnh mới có thể nắm giữ quyền chủ động. Rốt cuộc, không biết qua bao lâu thời gian, ở đó hai đạo lực lượng điên cuồng tiếng gào thét chính giữa, huyết linh tộc lão ngũ linh côn cuối cùng vẫn là lớn mạnh một chút. Mạc Ninh kiếm quang tán loạn, đại quân tiêu diệt. Phốc suy, ở từng trận tiếng kinh hô chính giữa, nhưng gặp Mạc Ninh thân hình đột nhiên chấn động một cái, há mồm bây giờ phun ra một ngụm máu tươi, cả người bị đánh té bay ra ngoài. Quanh thân xương cốt tựa như vỡ vụn, vô tận xương máu, hóa là mưa máu. Cả thế giới, tựa hồ yên lặng ở đỏ tươi chính giữa. Phịch, ước chừng đổ bay mấy chục mét, Mạc Ninh lúc này mới đập rơi vào bên bờ, cả người đã sớm hóa là người máu. Miệng to thở dốc, thần hồn chấn động, thời khắc này Mạc Ninh, ý thức thậm chí bắt đầu mơ hồ. Nàng muốn đứng lên, nhưng phát hiện rất mệt khó khăn. Nàng gắt gao nhìn chằm chằm huyết linh tộc lão ngũ. Huyết linh tộc lão ngũ cũng không chịu nổi, thân thể cũng là đập bay ra ngoài, trên mình từng đạo vết kiếm. Cũng may huyết linh tộc lão ngũ trên người có vậy linh khí hóa thành khôi giáp. Cản trở hơn nửa. Hắn âm u cười, vốn là lấy là một kích này có thể dễ như trở bàn tay đem ngươi chém chết, bây giờ nhìn lại, ngươi thật đúng là ương ngạnh. Ta mới vừa rồi bùng nổ lực lượng cơ hồ sánh bằng đế tôn cảnh trung kỳ. Giống vậy đế tôn cảnh cường giả có thể không chống đỡ nổi. Bất quá, người rất nhanh lại phải chết. Ha ha ha. Lạnh lùng nhìn phía xa nằm dưới đất Mạc Ninh, huyết linh tộc lão ngũ sắc mặt một số gần như điên cuồng. Thời gian bao lâu tới, oán hận trong lòng, giờ khắc này, tựa hồ lấy được phát tiết. Lửa giận trong lòng, tựa hồ lấy được phun ra. Nếu ngươi không có sức tái chiến, vậy thì đến đây chấm dứt. Ngay sau đó, cổ tay run một cái, linh côn giơ cao, huyết linh tộc lão ngũ nanh tiếng hét. Đông! Quanh thân chân khí bùng nổ, huyết linh tộc lão ngũ lần nữa biến mất, một côn này ngay tức thì hóa là một chuôi trường thương. Trường thương nhọn, huyết khí tràn ngập. Một khi đâm vào, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đúng cái thiên địa, làm chấn động. Gió nổi mây vần, giờ khắc này, ngày tháng cũng là linh côn nhường đường. Thiên hạ bây giờ, ai có thể địch? Mạc Ninh, nhất định phải xong đời. Thậm chí, vào giờ khắc này, không có ai cho rằng Mạc Ninh còn chút nào hy vọng. Ở đó long phượng ánh sáng dưới, huyết linh tộc lão ngũ tựa như thấy được lưỡi hái tử thần rơi xuống, sắp mang đi Mạc Ninh sinh mạng. Không! Diệp Lăng Thiên các người theo bản năng kinh hô lên. Kỷ Tư Thanh muốn xông lên ngăn trở, nhưng là, đường đi của bọn họ nhưng là không hẹn mà cùng bị một đạo trận pháp lực ngăn lại. Trung quanh đã sớm bị huyết linh tộc lão ngũ hóa là kết giới. Mạc Ninh tứ cố vô thân. Chết, đang hướng về nàng bao phủ đi. Khí tức cường đại bao phủ tới, chết lạnh như băng bắt đầu lan tràn. Ngươi giết nàng, hỏi qua ta sao? Mắt xem trường thương thì phải đâm vào Mạc Ninh thân thể, một đạo màu đen quang xuyên thấu tới. Đồng dạng là một chuôi trường thương. Trường thương ma khí cuồn cuộn. Đầu thương lại là hiện lên u lam quang. Tựa như đến từ cửu u chỗ sâu. Cửu u thí thiên thương. Diệp Thần sớm liền phát hiện Mạc Ninh biết không địch lại. Bởi vì huyết linh tộc lão ngũ làm bể khối ngọc bội kia cực kỳ cổ quái. Lực lượng này lại để cho luân hồi mộ địa sinh ra một tia chấn động. Thậm chí có thể nói là hạn chế. Mạc Ninh trong cơ thể lực lượng đến từ Mạc Ngưng Nhi, mà Mạc Ngưng Nhi lại cùng luân hồi mộ địa có liên quan. Tất nhiên sẽ bị hạn chế. Hắn thời gian đầu tiên xông vào kết giới bên trong, sử dụng cửu u thí thiên thương. Hắn không xác thực định mình lực lượng có đủ hay không. Nhưng là Mạc Ninh tuyệt đối không thể xảy ra chuyện.
quanh thân năng lượng bùng nổ, thân thể nhảy lên một cái. Phá vỡ cho ta à? Huyết long, linh phù, ma khí, bất diệt lửa, thần lôi lực. Năm đạo lực tính hòa vào nhau với nhau. Cửu U Thí Thiên Thương cường thế đến mức tận cùng. Hai thương va chạm. Lần này Diệp Thần Dâu Ria không nhúc nhích, quanh thân khí thế như hỏa diễm vậy bùng nổ. Cháy! Mà vậy vốn là bị thương huyết linh tộc lão ngũ nhưng là cảm giác được một cổ cực kỳ hoảng sợ lực lượng xuyên thấu tới. Một giây kế tiếp, hắn vậy linh côn hóa thành trường thương lại trực tiếp vặn vẹo biến hình. Rắc rắc! Hắn tay phải xương trực tiếp đánh gãy. Lại là máu tươi chảy như dòng nước ra. Làm sao có thể, lực lượng này, ngươi là người của ma tộc. Ma tộc đã sớm biến mất ở Côn Lôn hư, ngươi. Ngươi rốt cuộc là ai? Huyết linh tộc lão ngũ thất sắc là có lý do, nếu quả thật phải nói Côn Lôn hư trong để cho bọn họ huyết linh tộc kiêng kỵ lực lượng. Chỉ có ma tộc. Ma tộc câu thông cửu u, liên thông địa ngục. Là tối tăm nhất lực lượng. Do máu tươi đống triệt. Cái này cùng huyết linh tộc lực lượng có chút đến gần, thậm chí có thể nói là mạnh hơn. Nếu như không phải là ma tộc đã sớm bỏ mạng ở thời đại thượng cổ, bọn họ vậy sẽ không đối với Côn Lôn hư động thủ. Lại càng không biết như vậy không chút kiêng kỵ. Bây giờ tạm biệt người của ma tộc, hắn có thể không kinh ngạc sao? Diệp Thần cũng mặc kệ đối phương làm sao xem, hắn không dám khinh thường, bước chân lần nữa bước ra. Một cổ sát khí từ trên người hắn bung ra. Ma khí vần quanh toàn thân trên, lại còn xuất hiện ánh sáng nhàn nhạt mang. Bị thương Mạc Ninh thấy ma khí lên ánh sáng, con người xúc đến mức tận cùng. Luân hồi ánh sáng. Mộ chủ lại có thể chủ động ngưng tụ luân hồi ánh sáng. Cái này. Nàng khó tin. Nàng kinh ngạc. Bởi vì luân hồi ánh sáng chỉ có mượn luân hồi mộ địa mới có thể. Nhưng là bây giờ Diệp Thần quanh thân nhàn nhạt luân hồi ánh sáng tuyệt đối không phải đến từ luân hồi mộ địa. Giống như đến từ huyết mạch. Chẳng lẽ mộ chủ huyết mạch muốn thức tỉnh? Mạc Ninh nghĩ đến đây, kích động đến mức tận cùng. Mà giờ khắc này Diệp Thần nhưng là nghiêm túc tới cực điểm. Theo vậy một cổ luân hồi ánh sáng bùng nổ, Diệp Thần quanh thân khí thế bão táp, toàn bộ kết giới, ở hắn dưới khí thế, điên cuồng run rẩy. Đây là... Làm sao có thể? Thằng nhóc này, cái này một cổ năng lượng, cái này một cổ khí thế. Không đơn thuần ma khí, vẫn còn có căn nguyên lực. Diệp Thần khí thế đột nhiên bão táp, để cho huyết linh tộc lão ngũ, trợn to hai mắt. Cái này một cổ năng lượng, thật là bá đạo. Lại cưỡng ép áp chế hắn hơi thở. Cái này một cổ khí thế, lại để cho hắn cảm thấy sợ. Phá thiên tam tuyệt thương, thứ ba thương. Nhưng mà cũng không cho huyết linh tộc lão ngũ thở dốc và suy tính cơ hội, Diệp Thần trước khí thế nhảy lên tới một cái cực điểm sau đó, đã ra tay. Cái này một cổ luân hồi ánh sáng, Diệp Thần tích xúc bao nhiêu thời gian? Hôm nay rốt cuộc đưa tới hắn bùng nổ. Một thương bắn ra, sơn hà biến sắc. Kiếm quang rơi xuống, thương khung chia ra. Kiếm khí đãng xuất, tiên ma nhượng bộ. Một kiếm này, giống như một đạo cực quang. Chia nhỏ toàn bộ thời không. Một kiếm này, chính giữa nơi năng lượng ẩn chứa, đủ để cho nơi có người cảm giác nghẹt thở. Giờ khắc này, cả thế giới lâm vào như chết yên lặng chính giữa. Đối mặt như vậy lực lượng, huyết linh tộc lão ngũ chỉ có thể lựa chọn trợn to hai mắt. Trong mắt tràn đầy tia máu. Kinh hoàng tựa như bị vô hạn phóng đại. Hắn cảm giác được cái gì? Hắn lại là rõ ràng tại sao màu máu xương mù dày đặc biệt che đậy thanh niên này, không cách nào tra xem. Đồng thời nắm trong tay ma khí và luân hồi ánh sáng tồn tại, loại này yêu nghiệt tài, thiên đạo có cái gì tư cách tra xem. Mấu chốt loại người này làm sao biết ra đời ở Côn Lôn hư. Hắn muốn chạy trốn, hắn muốn đi mật báo tin tức, nhưng là hơi thở tử vong đã bao phủ tới. Tựa như vô số thanh đao nhận rạch ra hắn thân thể. Máu tươi đầm đìa, mang mặt nạ Diệp Thần từng bước một đi tới, thoáng như chiến thần. Trong mắt hắn là màu máu, vô cùng lạnh như băng. Thậm chí tầm mắt đưa mắt nhìn nháy mắt, phảng phất là thượng cổ đại năng mắt nhìn xuống con kiến hôi. Kỷ Tư Thanh tự nhiên cũng là phát hiện Diệp Thần biến hóa, nàng cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, mặt đầy không thể tin. Nàng biết Diệp Thí Thiên thân phận đặc thù,
nhưng không biết Diệp Thí Thiên có thể bộc phát ra sánh bằng đế tôn cảnh, thậm chí siêu vượt đế tôn cảnh thực lực. Mấu chốt trên người một người tại sao có thể có như thế nhiều nguyên tố lực lượng? Diệp Thí Thiên, người kết quả là dạng người gì? Mà giờ khắc này huyết linh tộc lão ngũ nhưng là cảm giác phá thiên tam tuyệt thương ý đã hạ xuống tới trước người. Không muốn. Hắn hoảng sợ nói. Hắn kêu được vô cùng lớn tiếng, nhưng là lại bị cuồng bạo đợt khí chìm ngập. Hắn nhịn không được run. Đây chính là thanh niên kia lai lịch. Hắn thật muốn biết dưới mặt nạ là một bản như thế nào gương mặt. Huyết linh tộc lão ngũ cảm giác cả người giống như đặt mình vào trong mộng, hắn hy vọng đây là mộng. À, ngươi đừng hòng giết ta à. Hắn biết, mình phải phản kháng, nếu không hẳn phải chết. Hắn bước ra một giọt lại một tích máu tươi. Vô số máu tươi hội tụ thành một người vô cùng lớn tấm thuẫn. Màu máu tấm thuẫn. Hắn phải làm sao cùng chống lại. Đi. Ngay sau đó, máu tươi phun ra, huyết linh tộc lão ngũ lại là lấy máu tươi thúc giục phát bảo vệ tánh mạng pháp bảo. Đây là huyết linh tộc lão ngũ có thể nghĩ tới tốt nhất thủ đoạn phòng ngự. Huyết linh tộc lão ngũ hy vọng cuối cùng, toàn bộ ký thác vào tấm thuẫn này phía trên. Oanh! Trên thực tế, ở huyết linh tộc lão ngũ thủ đoạn dốc hết thời điểm, Diệp Thần chiêu thức cũng đã hoàn toàn rơi xuống. Rào rào! Thương ý qua, hết thảy tiêu tán. Làm thương ý chạm được màu máu tấm thuẫn trên, thương ý tựa như hóa là một cái hàng dài, xông phá hết thảy. Thế như trẻ tre, không thể ngăn cản. Rắc rắc! Đột nhiên, màu máu tấm thuẫn xuất hiện một tia vết rách. Rất rõ ràng, bị thương huyết linh tộc lão ngũ cho dù thi triển bảo vệ tánh mạng thuật pháp, vậy không có tư cách cùng Diệp Thần chống lại. Màu máu trên tấm thuẫn như mạng nhện giống vậy vết rách lan tràn. Cuối cùng, trực tiếp vỡ vụn. Cửu U Thí Thiên Thương mang phá thiên tam tuyệt thương thứ ba súng sát ý trực tiếp xuyên thấu huyết linh tộc lão ngũ thân thể. Huyết linh tộc lão ngũ tròng mắt trợn to, khó tin. Hắn cúi đầu xuống, nhìn mình ngực xuất hiện một cái to lớn lỗ máu. Lỗ máu lại là không ngừng mở rộng, chết cảm giác bọc hắn toàn thân. Hắn đau đến không muốn sống. Trong mắt hắn gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thần, bỏ mặc ngươi là ai, đắc tội huyết linh tộc, ngươi chỉ có một con đường chết. Huyết linh tộc thiên thu vạn tái, một năm rưỡi sau tất nhiên đạp bằng toàn bộ Côn Lôn hư. Ngươi giết ta thì như thế nào? Ngươi cũng không có tư cách mặt đối với nơi này những người khác. Ta thực lực chẳng qua là yếu nhất, nếu như đụng gặp lão đại, ta dám cam đoan, ngươi lực lượng không chịu nổi một kích. Diệp Thần lạnh lùng nhìn huyết linh tộc lão ngũ, lắc đầu một cái, ngươi quá nhiều lời nhảm nhí. Cửu U Thí Thiên Thương lần nữa sử dụng, ngay tức thì xé đối phương thân thể. Lại là hóa là một đạo máu thịt tung tóe, nhìn thấy mà giật mình. Đồng thời, huyết linh tộc lão ngũ trên mình rơi xuống một khối cực kỳ thật nhỏ tinh thạch. Tinh thạch trên tản ra ánh sáng sáng chói. Diệp Thần năm ngón tay nắm chặt, vậy tinh thạch liền bay đến lòng bàn tay của hắn. Mặc dù rất nhỏ, nhưng là Diệp Thần có thể cảm nhận được bên trong năng lượng. Cực kỳ đậm đà. Đây là cái đồ gì, tại sao bên trong năng lượng ẩn chứa như vậy quen thuộc? Ngay tại Diệp Thần lẩm bẩm đang lúc, một đạo đồ đỏ bóng người đi tới. Mạc Ninh. Mạc Ninh sắc mặt tái nhợt, hiển nhiên thương thế trên người không nhẹ, mộ chủ. Diệp Thần con ngươi co giúp một cái, vội vàng nói, ngươi cảm giác thế nào, có cần hay không tìm một chỗ chữa thương nghỉ ngơi? Mạc Ninh lắc đầu một cái, không cần, nếu như không phải là tên kia dùng thuật pháp hạn chế ta lực lượng, ta cũng không biết chật vật như vậy, bất quá từ khi người này thủ đoạn tới xem, đám này huyết linh tộc cường giả xa không có tưởng tượng đơn giản như vậy. Mấy ngày trước ta ở chỗ này giao thủ qua một cái, mặc dù đã thương đối phương, nhưng là ta cũng không chịu nổi. Vốn cho là ta đối mặt lực lượng chính là đám này huyết linh tộc mạnh nhất, bây giờ nhìn lại, xa xa kém hơn. Tiếp theo biết càng khó hơn, bất quá cơ duyên biết lớn hơn, liền giống như trong tay ngươi khối tinh thạch kia. Diệp Thần ánh mắt rơi vào tinh thạch trên, hiếu kỳ nói, Mạc Ninh, ngươi biết đồ chơi này. Mạc Ninh gật đầu một cái, trong này lực lượng và luân hồi mộ địa luân hồi ánh sáng có chút tương tự, đều là thuộc về căn nguyên lực, chỉ bất quá tinh thạch này quá nhỏ, căn bản phát huy không được toàn bộ lực lượng. Bất quá coi như vậy, nó bộc phát ra lực lượng cũng không phải vậy đế tôn cảnh có thể chống lại. Mộ chủ,
đem ngươi vật này bóp vỡ, hơi cảm thụ. Diệp thần dĩ nhiên là làm theo, ngay tức thì tinh thạch hóa là vô số ánh sao tràn vào diệp thần thân thể. Diệp thần cảm giác huyết mạch của mình tựa như sôi trào lên. Những tinh thạch này lại có thể vô cùng thích hợp huyết mạch của mình. Không chỉ như vậy, hắn thậm chí phát hiện, vậy ngủ say huyết mạch thậm chí có tỉnh lại cảm giác. Chỉ bất quá tinh thạch này năng lượng quá ít. Không cách nào để cho huyết mạch hoàn toàn kích hoạt. Mạc Ninh, ta cảm giác huyết mạch trong cơ thể khác thường dạng, giống như. Diệp thần lời còn chưa nói hết, Mạc Ninh liền nói, mộ chủ, ngươi chẳng lẽ quên trạng thái mới vừa rồi. Ngươi cảm thấy lấy lực lượng của ngươi bây giờ có thể chém chết vị kia huyết linh tộc cường giả. Liền ta đều không cách nào đối kháng, theo lý mà nói ngươi căn bản không có thể. Diệp thần lắc đầu một cái, mới vừa rồi cảm giác rất phi diệu, hắn giống như bị khống chế vậy. Còn như lực lượng mạnh mẽ, hắn vậy không nói được. Chém giết huyết linh tộc lão ngũ, loại cảm giác đó liền hoàn toàn biến mất. Mạc Ninh biết Diệp thần huyết mạch còn không có tỉnh lại, còn như mới vừa rồi tình trạng, có thể là Diệp thần tín niệm đưa đến, cũng hoặc là huyết mạch chủ động hộ chủ. Cái này nhất định có tỷ lệ, cổ lực lượng kia còn chưa tới tùy ý là Diệp thần sử dụng tình cảnh. Nếu như huyết mạch thức tỉnh, vậy Diệp thần vẫy tay bây giờ liền có thể trấn áp những huyết linh tộc này con kiến hôi. Mộ chủ, nếu như ta đoán không lầm, người mới vừa rồi lực lượng không phải tới từ huyết long cũng hoặc là thần lôi, mà là tới từ ngươi huyết mạch trong cơ thể, chỉ bất quá bây giờ mạch máu ngươi còn không có hoàn toàn tỉnh lại, nhưng là nó đã có một tia dấu hiệu, ngươi phải làm chính là từng bước kích hoạt huyết mạch trong cơ thể, cái này so với cái gì đều trọng yếu. Một năm rưỡi sau đó, đối mặt những cái kia chân chính huyết linh tộc cường giả, người bây giờ thực lực căn bản không có tư cách chống lại, trừ phi huyết mạch mở, mới có cơ hội. Cho nên dưới mắt phải làm, chính là mau sớm để cho ngươi huyết mạch trong cơ thể tỉnh lại. Diệp thần dĩ nhiên so người bất kỳ cũng muốn huyết mạch tỉnh lại, nhưng là cái này nói dễ vậy sao? Huyết thất dạ nói hắn là cái gì luân hồi huyết mạch, nhưng là lại bị Côn Lôn hư giám định là phàm căn. Nếu như có thể tỉnh lại, hắn đã sớm thức tỉnh. Hắn biết con đường này rất khó. Mạc Ninh tựa hồ phát giác Diệp thần nghi ngờ, mở miệng nói, thật ra thì cái này không khó khăn, ngươi mới vừa rồi trong thân thể khác thường liền là tới từ những cái kia tinh thạch, chỉ bất quá tinh thạch này năng lượng quá nhỏ, nếu như ngươi tìm được càng là to lớn tinh thạch, có lẽ có cơ hội để cho mạch máu ngươi hoàn toàn tỉnh lại. Mộ chủ, còn dư lại 4 vị huyết linh tộc cường giả, ta hoài nghi một người trong đó tất nhiên nắm giữ cái này lực lượng. Nhưng là vượt đến chỗ sâu, nguy hiểm càng lớn, người xác định còn phải tiếp tục đi sâu vào sao. Mạc Ninh nói tiếng nói tràn đầy nghiêm túc. Diệp thần do dự mấy giây, chính là hai tay chắp sau lưng, hướng chỗ sâu đi. Nếu trên tay những người này có tỉnh lại ta ẩn núp huyết mạch lực lượng, bất kể như thế nào, ta cũng phải lấy được. Bọn họ 6 người, mấy ngày ngắn ngủi thời gian. Chết 2 người, sợ rằng sợ hãi nên là bọn họ đi. Cùng lúc đó, trung ương chi địa thậm chí còn lại 3 cái phương vị huyết linh tộc ông già đều cảm giác được tâm thần rung động. Sinh tồn ở huyết linh bí cảnh 6 vị ông già bây giờ đã sớm hình thành liên hệ nào đó. Mà bây giờ liên lạc cắt đứt, còn có một loại có thể. Lão ngũ xảy ra chuyện. 4 sắc mặt người đồng loạt đại biến. Lúc này mới bao lâu? Lão lục và lão ngũ trực tiếp chết. Một cổ vô hình cảm giác uy áp bao phủ ở bọn họ trong lòng. Liền tựa như ác ma hạ xuống. Trung ương đất vị kia huyết linh tộc cường giả ánh mắt rơi vào mặt tây, con người tràn đầy vô tận lửa giận. Xem ra, lần này Côn Lôn hư những con kiến hôi kia thật muốn khiêu chiến ta ranh giới cuối cùng. Giết ta người đồng tộc, các ngươi thật lấy là có thể giết sạch huyết linh tộc. Buồn cười. Nếu ngươi muốn chơi cái trò chơi này, ta ngược lại là phải xem ai mới cười đến cuối cùng. Trung ương đất huyết linh tộc ông già nhắm mắt lại, trên người khí thế bỗng nhiên lên cao, trong tay nắm một khối tinh thạch. Tinh thạch so lão ngũ trong tay tinh thạch lớn quá nhiều. Lại là đại biểu chân chính căn nguyên lực. Trong mắt hắn lạnh như băng, ngón tay bắt pháp quyết, một cái cổ xưa màu máu phủ văn như ẩn như hiện. Tay hắn chỉ đột nhiên đưa ra. Chỉ điểm một chút ở đó cổ xưa trên phù văn. Phù văn ngay tức thì vỡ vụn, tựa như hóa là đầy trời tinh thần hướng 4 phương 8 hướng điên cuồng tản đi.
cuối cùng lại là ghé vào vậy chung quanh to lớn trận pháp trên. Trên trận pháp lưu chuyển từng cơn sóng gợn, một giọng già nua từ mênh mông chín tầng trời truyền lên tới. Toàn bộ mặt đất đều bắt đầu điên cuồng chấn động. Chỉ thấy chung quanh trận pháp kết giới lại bắt đầu co rúc lại. Điên cuồng co rúc lại. Ta bỏ mặc các ngươi bây giờ ở nơi nào, ta tin tưởng, ở như vậy thuật pháp hạ, các ngươi cuối cùng vẫn là sẽ đến trung ương chi địa. Ta ngược lại là phải xem, ai cho các ngươi lá gan lại người dám giết ta. Thanh âm lạnh như băng ngay tức thì vang khắp trung ương chi địa. Mà cùng lúc đó, Diệp Thần, Kỳ Thư Thanh, Mạc Ninh các người cũng là nhận ra được chung quanh chấn động cảm giác. Diệp Lăng Thiên ở phía sau cùng, trước tiên phát hiện trước cái gì, điện chủ, mau xem. Mọi người ánh mắt hướng một phương hướng nhìn, chỉ gặp trận pháp kết giới lại mang bụi mù cuồn cuộn phun trào tới. Tựa như vạn thú gầm thét. Cực kỳ cường thế. Thấy một màn này, Diệp Thần con ngươi híp lại, Mạc Ninh, vì sao trận pháp này kết giới vào thời khắc này biết như vậy co rúc lại, đây chính là phá hư toàn bộ trận pháp sinh thái, dẫu sao trận pháp không thể nghịch. Mạc Ninh diễn cảm cực kỳ nghiêm túc, nàng đối với vậy cấp tốc xúc giảm trận pháp kết giới không có quá nhiều hứng thú, mà là nhìn về phía trung ương chi địa, mở miệng nói, sợ rằng trận pháp này khác thường là người lạ, có người cưỡng ép phải đem chúng ta tụ tập chung một chỗ. Như vậy cũng tiết kiệm tìm chúng ta. Đến lúc đó liền có thể một lưới bắt hết. Kỳ Tư Thanh diễn cảm cũng là cổ quái, chẳng lẽ là huyết linh tộc những người đó, đồng bạn của bọn họ chết, chuyện này sợ rằng không biết chết yên lành. Mạc Ninh gật đầu một cái, có thể điều khiển trận pháp như thế người, chỉ sợ cũng là trong mấy người kia mạnh nhất tồn tại, phải cẩn thận, lần này, chúng ta phải đối mặt có thể không phải một cái huyết linh tộc cường giả, mà là bốn vị. Hơn nữa bốn vị này ở giữa bất kỳ một vị. Cũng không thể coi thường. Cái này nhất định là một tràng ác chiến. Diệp Thần nhìn một cái luân hồi mộ địa, huyết thất dạ đang ở bên trong đánh cờ, tay trái tay phải lẫn nhau đánh cờ. Tựa như đối với hết thảy cũng không hề quan tâm. Huyết tiền bối, đợi gặp mặt đối với những huyết linh tộc kia cường giả, có thể hay không là ta ra tay một lần. Diệp Thần nói, nhưng là huyết thất dạ chỉ bất quá cười một tiếng, không chút nào trả lời Diệp Thần dục vọng. Diệp Thần chỉ có thể tạm thời đem cái ý nghĩ này gác lại, lần này, hắn ngược lại là đưa ánh mắt rơi vào Tiểu Hoàng trên mình. Tiểu Hoàng lười biếng được đang ngủ. Nó bên người nằm một quả huyền linh quả. Huyền linh quả dược liệu, một khi để cho Tiểu Hoàng ăn vào, liền có thể có một lần tiến hóa. Thậm chí có hóa hình tư cách. Hắn phải đánh cuộc một lần. Tiểu Hoàng, người bây giờ lập tức ăn vào huyền linh quả. Diệp Thần hấp tấp nói. Luân hồi mộ địa trong ngủ đang thoải mái Tiểu Hoàng tự nhiên nghe được Diệp Thần thanh âm, mở mắt ra, một xanh một đỏ con ngươi càng diêm dúa. Nó ánh mắt rơi vào huyền linh quả trên mình, kích động nói, ngươi xác định. Đúng, xác định. Được. Tiểu Hoàng cũng không nói nhảm, nó chờ giờ khắc này, quá lâu. Dẫu sao huyền linh quả là Diệp Thần là nó tranh thủ mà đến, nó có thể hay không ăn vào, thật ra thì vẫn là phải nghe Diệp Thần ý nghĩa. Mà bây giờ Diệp Thần hiển nhiên cho nó câu trả lời rõ ràng. Nó trong lòng đừng đề ra có bao kích động. Không nói nhảm nữa, Tiểu Hoàng nắm lên huyền linh quả, một cổ não nhi nuốt xuống. Khi nó nuốt vào huyền linh quả nháy mắt, quanh thân lại xuất hiện một đạo cực kỳ đỏ thẫm ánh sáng. Nó thân hình giống như bị một cổ lực lượng vô hình đang lôi kéo. Tiểu Hoàng diễn cảm có chút thống khổ, lại là phát ra một đạo kinh thiên gầm thét. Gầm thét tiếng lan tràn rất xa, liền liền huyết thất giả cũng là chú ý tới cái gì, đánh cờ tay hơi dừng lại chốc lát, dư quang lại là nhìn lướt qua. Huyết thất giả lộ ra một đạo nụ cười, tiếp tục đánh cờ. Tiểu Hoàng, người có thể chịu đựng ở sao? Diệp Thần thấy một màn này, có chút bận tâm, chỉ có thể dùng ý thức câu thông. Tiểu Hoàng gương mặt dữ tợn, trên người lông bắt đầu biến hóa, toàn bộ thân thể cũng tốt xem bị thổi khí vậy, khổng lồ mấy phần. Cường đại đau đớn cơ hồ để cho nó đau đến không muốn sống. Nó miễn vừa mở mắt, đối với Diệp Thần nói, ngươi không cần phải để ý đến ta, cho ta nửa cái tiếng thời gian, ta biết chống nổi đi, mở lần kế tiến hóa. Lần này tiến hóa, ta không biết kết quả là dạng gì, dẫu sao huyền linh quả quá mạnh mẽ. Nhưng là ta rất rõ ràng một chuyện, huyền linh quả có thể để cho ta cường đại hơn.
cường đại đến có thể nghiền ép bên ngoài những tên kia. Người duy nhất phải làm chính là ở đám người kia trong tay sống sót, chống được ta đi ra mới ngưng biết chưa? Diệp Thần ngược lại là không nghĩ tới Tiểu Hoàng biết nghiêm túc như vậy. Hắn đem ý thức thu hồi, luân hồi mộ địa hết thảy không để ý nữa. Dưới mắt, hắn phải nghĩ biện pháp đối kháng còn dư lại 4 vị huyết linh tộc cường giả. Không chỉ quang vì mình huyết mạch, càng vì luân hồi mộ địa sau lưng bí mật. Lúc này kết giới còn đang không ngừng thu nhỏ lại, có thể để cho bọn họ sinh tồn không gian càng ngày càng thiếu. Đây cũng là để cho Diệp Thần nghĩ tới Hoa Hạ một khoản trò chơi. Chẳng qua là không biết làm xúc đến mức tận cùng, hắn phải đối mặt là cái gì. 10 phút sau đó, Diệp Thần và Kỳ Tư Thanh các người bước chân rốt cuộc dừng lại. Bọn họ đã tới một tòa thạc sân rộng trên. Quảng trường từ mặt đất dâng lên, chừng 5 mét cao. Cực kỳ bát ngát, lại là có một cái hình tròn to lớn. Rất hiển nhiên, này đất chính là đám này huyết linh tộc cường giả chỗ sống. Đi lên, Mạc Ninh nhìn một cái sau lưng cuồng bạo trận pháp ý, vội vàng nói. Mọi người bước ra một bước, dưới chân lực lượng bùng nổ, cuối cùng vững vàng rơi ở chính giữa trên quảng trường. Mà vậy một mực xúc giảm trận pháp kết giới, vậy hoàn toàn dừng lại. Hết thảy khép kín. Rất hiển nhiên, vậy đạo lực tính cuối cùng liền là muốn cầm mọi người ép tới nơi này. Bót bót bót. Đột nhiên, một đạo tiếng vỗ tay ở chính giữa quảng trường vang lên. Chỉ gặp một cái tiên phong đạo cốt ông già đang có nhiều thú vị nhìn chằm chằm bọn họ, bàn tay không ngừng phách động. Mà ông lão sau lưng còn có ngoài ra 3 vị ông già áo bào đen, mỗi mắt của một người mâu tràn đầy tức giận. Dường như muốn cầm Diệp Thần các người biến dạng thành mảnh vỡ. Dẫu sao bọn họ huynh đệ mới vừa chết ở những người này trong tay. Một cái trong đó huyết linh tộc ông già cũng không nhịn được nữa, mới vừa muốn ra tay, nhưng là bị vị kia tiên phong đạo cốt ông già ngăn lại. Lão Tam, người tới là khách, người như vậy ra tay cũng không tốt. Huyết linh tộc lão Tam ngẩn ra, nhìn một cái tiên phong đạo cốt ông già, tức giận nói, lão đại, chính là đám người kia giết lão ngũ và lão lục, ta nếu không giết bọn họ, làm sao đúng dậy chết đi huynh đệ à, bất kể như thế nào, đám người này đều phải chết. Tiên phong đạo cốt ông già nghiễm nhiên chính là cái này còn lại 4 người mạnh nhất tồn tại. Cũng chính là những huyết linh tộc này ông già ở giữa lão đại. Hắn cười một tiếng, không nhìn ra bất kỳ tức giận gì, sau đó, cánh tay lại là nhẹ nhàng vung lên, huyết linh tộc lão Tam ngay tức thì bị chấn động trở về vị trí cũ. Hắn lại là thong thả nói, giết người là một chàng trò chơi, có chút thù tự nhiên phải báo, nhưng là ta trong lòng có rất nhiều nghi ngờ còn không có tháo ra, bọn họ vẫn không thể chết. Nói xong, lão kia người lại là bước ra 3 bước. Hai tay chắp sau lưng, ánh mắt ngưng mắt nhìn áo đỏ Mạc Ninh. Cô nương, trước mấy ngày, để cho ngươi may mắn chạy khỏi, hôm nay chúng ta vẫn là gặp mặt, chỉ bất quá lần này, chúng ta huyết linh tộc cũng không dự định lại thả hổ về rừng. Ta thật là tò mò ngươi thân phận, ngươi căn cốt biểu hiện mới 20 hơn tuổi, nhưng là ta xem ngươi ánh mắt, có thể cảm nhận được một cổ năm tháng sông dài cảm giác, ta muốn biết, ngươi rốt cuộc là ai. Mạc Ninh hừ lạnh một tiếng. Quanh thân che lấp dùng cả mình, ý định giết người bùng nổ, ta thân phận, người khởi hữu tư cách biết, nếu như không phải là ta bây giờ không cách nào tiến vào thời kỳ toàn thịnh, người có thể đã sớm là một cổ thi thể, nào có tư cách ở chỗ này nói nhảm. Tiên phong đạo cốt ông già lớn tiếng cười lên, thật là mạnh cô gái, thật không biết ngươi sức tới từ nơi nào, từ ngươi khí tức trên người tới xem, ngươi hẳn bị thương đi, xem ra lão ngũ vẫn là chúng ta làm một ít chuyện tình. Ngươi là trong đám người này người mạnh nhất, nhưng là tuyệt đối không thể nào là tay cầm lá bài tẩy lão ngũ đối thủ, ta muốn biết, ngươi là giết thế nào liền lão ngũ. Đây cũng là ông già trong lòng lớn nhất nghi ngờ. Hắn và đồng bạn nối liền cắt ra nháy mắt, hắn mơ hồ thấy được một ít thứ. Đó là cực kỳ kinh khủng nhất kích. Ở hắn xem ra, trong những người này, chỉ có Mạc Ninh đế tôn cảnh thực lực có thể làm được. Còn như Diệp Thần. Hắn mặc dù vậy lưu ý mấy phần, nhưng là khi phát hiện Diệp Thần bất quá là hư vương cảnh, vẫn là không có quá nhiều hoài nghi. Trả lời ta có thể cân nhắc cho ngươi một cái thi thể nguyên vẹn. Hắn giọng tựa như đến từ 9 tầng trời rơi xuống, tràn đầy cao lãnh và khinh thường. Mạc Ninh làm sao có thể thỏa hiệp, nàng một bước bước ra,
đồ đỏ trôi dạt, trên người khí thế lại là cưỡng ép leo lên. Giết người kia có nhiều như vậy lý do, ta Mạc Ninh từ sanh ra được bắt đầu, duy nhất mục tiêu liền đem các ngươi những huyết linh tộc này tàn dư, toàn bộ hủy diệt. Huyết linh tộc vốn cũng không nên tồn tại. Tiên phong đạo cốt ông già nghe được tàn dư hai chữ, con người có giúp một cái, nguyên bản bình thản nụ cười tựa như đổi là cực kỳ âm ít người chú ý. Đối với hắn mà nói, hắn ghét nhất chính là có người làm nhục huyết linh tộc cái này ba chữ. Mấu chốt vũ nhục này hay là đến từ cái này hèn mọn con kiến hôi trong miệng. Ngươi thật lấy là chém giết lão ngũ, là có thể nắm trong tay hết thảy, hôm nay, ta liền để cho ngươi cảm thụ một chút, vì sao là sợ hãi. Dứt lời, toàn bộ quảng trường lớn gió nổi lên. Một đạo cực kỳ uy thế kinh khủng bỗng nhiên phun trào. Chỉ gặp bên người hắn một thanh trường kiếm, trực tiếp rút ra, lại là cấp tốc bắn về phía Mạc Ninh. Mạc Ninh ánh mắt lạnh như băng, nàng có thể cảm giác được một kích này ẩn chứa lực lượng. Bây giờ nàng hiển nhiên không cách nào ngăn trở. Nàng duy nhất có thể làm chính là chịu đựng. Nàng quanh thân khí thế nhảy lên tới trình độ cao nhất, rồi sau đó sử dụng một chuôi màu đỏ kiếm. Kiếm ý múa, hội tụ tới cực điểm, trực tiếp bắn ra, đón tiên phong đạo cốt ông lão kiếm ý đụng đi. Đỏ kiếm tại chỗ vỡ vụn. Mà ông lão kiếm ý càng lúc càng nhanh. Cuối cùng lại là đi tới Mạc Ninh trước người. Mạc Ninh ngón tay bắt pháp quyết, hơi biến sắc mặt, nàng biết đối phương rất mạnh, nhưng không biết mạnh đến tình cảnh này. Đối với nàng mà nói tựa như chính là núi cao. Nếu như không có bị thương, kết hợp luân hồi ánh sáng, nàng có lẽ còn có tư cách chống cự. Nhưng là bây giờ nàng, hiển nhiên không có năng lực. Mắt xem kiếm ý liền muốn xuyên thấu Mạc Ninh thân thể, vậy tiên phong đạo cốt ông già cười, con kiến hôi quả nhiên là con kiến hôi, ta vốn cho là ngươi luôn có thể chịu đựng mấy phần, bây giờ nhìn lại, là ta xem cao ngươi, ngươi liền nhất kích đều không cách nào chịu đựng, thật là buồn cười. Mạc Ninh sắc mặt tái nhợt, vốn cho là mình chỉ như vậy bỏ mạng ở cái này ông lão dưới kiếm, nhưng là phát hiện trước người xuất hiện một đạo cao ngất bóng người. Dĩ nhiên là Diệp Thần. Giờ khắc này, khóe miệng nàng nhưng là lộ ra một đạo hội ý nụ cười. Nàng tới nơi này, chỗ dựa lớn nhất không phải mình thực lực, mà là luân hồi mộ chủ, cùng với mộ chủ lực lượng sau lưng. Nàng không tin, mộ chủ biết như vậy chết hiểu. Chẳng qua là, mộ chủ hư vương cảnh, nếu như huyết thất giả tiền bối không ra tay, vậy phải làm thế nào? Diệp Thần cũng mặc kệ hết thảy, hắn là một người đàn ông. Là đoạn sẽ không để cho bị thương người phụ nữ chịu đựng một kích này. Nhìn cấp tốc cướp được lực lượng, cửu U Thí Thiên Thương lần nữa sử dụng, trực tiếp đâm rách hư không. Hai cổ lực lượng va chạm, huyết long và ma khí đồng loạt hướng ông lão kiếm ý chiếm đoạt đi. Nhưng là cố nhiên một kích này không kém, vẫn là chênh lệch khác xa. Diệp Thần thân thể ngay tức thì hoành bay, lại là một cái lột, miễn cưỡng rơi ở trên mặt đất. Tốt trên người ăn mặc thạch tôn nơi đó có được hộ thân pháp bảo, nếu không một kích này, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Diệp Thần lau sạch khóe miệng một tia vết máu, nhìn về phía Mạc Ninh, người bị thương, để cho Diệp Lạc Nhi cho ngươi một ít chữa thương thánh dịch đi, còn như nơi này, tạm thời giao cho ta, ta còn phải kiên trì nửa giờ, chúng ta liền có sinh cơ. Diệp Lạc Nhi, chăm sóc kỹ Mạc tiểu thư. Diệp Thần phân phó nói. Diệp Lạc Nhi gật đầu một cái, đi thẳng tới Mạc Ninh bên người, lấy ra một ít dược liệu, chuẩn bị cho Mạc Ninh chữa thương. Nàng ánh mắt tò mò nhìn về phía những huyết linh tộc kia ông già, không biết tại sao, trong thân thể máu tươi tựa như gặp được cái gì đồ đặc thù, loại cảm giác này rất phi diệu, Diệp Lạc Nhi không nói được, cũng không có ngẫm nghĩ. Nàng duy nhất phải làm chính là nghe theo Diệp Thần nói tiếng nói. Diệp Thần bước ra một bước. Ánh mắt ngưng mắt nhìn vậy tiên phong đạo cốt ông già, ngươi như muốn chơi, ta cùng ngươi vui đùa một chút như thế nào. Tiên phong đạo cốt ông già con ngươi híp lại, hắn đối với Diệp Thần thân phận có chút hiếu kỳ, dẫu sao chịu đựng ở hắn một kích kia, không chết hư vương cảnh, cơ hồ không thể nào. Xem ra màu máu sương mù dày đặc che đậy người thanh niên kia chính là ngươi đi, sự tồn tại của ngươi, để cho ta rất không thoải mái. Mặc dù không biết ngươi có cái gì tư cách dung chuyển chúng ta huyết linh tộc, nhưng là không trọng yếu, bởi vì ngươi lập tức biết hóa là một đạo xương máu. Bất quá trời cao có đức hiếu sinh, ta muốn cho một mình ngươi cơ hội,
nếu như ngươi từ ta kiếm trận trong sống sót, ta có thể cân nhắc tha ngươi, nhưng là không sống nổi, vậy thì ngượng ngùng, ngươi phải chịu đựng vạn kiếm mặc người thống khổ. Nói xong, Tiên Phong đạo cốt ông già nhìn về phía sau lưng ba người, phân phó nói kiếm trận dậy. Ta đây là muốn xem thằng nhóc này trên mình rốt cuộc có cái gì đặc thù, thiên đạo đều không cách nào tra xem. Hắn hưởng thụ đùa bỡn người khác vui thú. Mà Diệp Thần chính là cái đó bị hắn đùa bỡn đối tượng. Hắn không gấp trước giết Diệp Thần, mà là muốn một chút xíu đùa bỡn đến chết. Hắn càng muốn tháo ra Diệp Thần trên mình bí mật. Điều bí mật này tất nhiên đối với huyết linh tộc rất mấu chốt. Ba vị huyết linh tộc ông già mặc dù không hiểu lão đại hành vi, nhưng vẫn là nhắm mắt lại, ngón tay bắt pháp quyết. Hình tròn quảng trường ngay tức thì xuất hiện một đạo cổ xưa trận pháp đường vân. Đường vân như mạng nhện vậy rậm rạp chằng chịt. Sau đó, dưới mặt đất lại bay ra vô số chuôi phi kiếm. Cường đại kiếm trận còn mang cuồng bạo tia máu, đủ để chiếm đoạt hết thảy. Thằng nhóc, ngươi có dám tiến vào? Tiên Phong đạo cốt ông già cười lạnh nói. Diệp Thần nhìn lướt qua kiếm trận, hắn có thể cảm nhận được bên trong lực lượng cực kỳ rối loạn, tùy tiện đi vào, vô cùng có thể bị biến dạng. Nhưng là hắn không có lựa chọn, dưới mắt, hắn phải là tiểu hoàng trì hoãn thời gian. Hừ! Diệp Thần hừ lạnh một tiếng, trực tiếp bước vào trong đó. Trận pháp ngay tức thì chìm ngập. Kiếm trận bên trong, gió lớn cuộn sạch, có người xâm lược. Kiếm trận ngay tức thì chính là cho thấy nó giữ tợn một màn. Hiu 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 hiu. Đầy trời kiếm khí, ngang dọc vô biên. Trong chốc lát bốn phương tám hướng, vô tận kiếm khí hướng Diệp Thần cuộn sạch đi. Một khắc kia, Diệp Thần chỉ cảm thấy, mình tựa hồ lâm vào một cái kiếm biển chính giữa. Bốn phương tám hướng, kiếm khí ngang dọc, phải đem mình vặn là mảnh vỡ. Điện chủ, tiến vào kiếm trận, Diệp Lăng Thiên nói. Cái này Diệp Thí Thiên không muốn sống nữa. Kỷ Tư Thanh cho mày. Diệp Thiên Sinh làm sao như thế xung động à? Diệp Lạc Nhi tâm thần căng thẳng, nàng so người bất kỳ cũng không hy vọng Diệp Thần xảy ra chuyện. Sư phụ nói qua, chỉ có Diệp Thần mới có tư cách thăm dò nàng thân thế chân chính bí mật. Giờ khắc này Diệp Lạc Nhi trong lòng có chút hối tiếc, nếu như bản thân có thiên phú tu luyện, bây giờ hết thảy có phải hay không cũng biết thay đổi. Xa xa bốn vị huyết linh tộc ông già ngược lại là không có sẽ ra tay, ánh mắt khinh thường chú ý kiếm trận ở giữa Diệp Thần. Lão Tam cười lạnh nói, các ngươi nói cái này con kiến hôi có thể ở kiếm trận trong chống đỡ bao lâu? Một phút vẫn là nói nửa phút, ha ha ha. Một vị khác huyết linh tộc cường giả lại nói, hắn chính là hư vương cảnh, sợ rằng liền 10 giây cũng chống đỡ không dưới, đây chính là huyết linh là huyết kiếm trận. Côn Lôn hư những cái kia đế tôn cảnh cường giả cũng không nhất định có thể chịu đựng, huống chi phế vật này. Tiên Phong đạo cốt ông già không nói gì, hắn ánh mắt từ đầu đến cuối chú ý Diệp Thần. Hắn muốn biết, Diệp Thần trên người bí mật rốt cuộc là cái gì? Kiếm trận bên trong. Diệp Thần bao quanh vô số phi kiếm lại là mang không đồng loại tính, nhưng là mỗi một đạo cũng có băng hàn sát ý. Cực kỳ nguy hiểm. Có chút kiếm ý lại là treo ngừng ở Diệp Thần trước mặt. Chỉ cần một bước, liền có thể đâm vào. Cút! Diệp Thần tự nhiên không biết ngồi chờ chết, trong mắt bộc phát ra lạnh như băng quang, trên người khí thế trực tiếp leo lên. Hắn bước ra một giọt máu tươi, ngón tay bắt pháp quyết. Kiếm trận, hắn vậy biết. Máu tươi lực lượng bùng nổ, bổn mạng linh phù sử dụng. Bước vào hư vương cảnh sau đó. Diệp Thần rất ít vận dụng bổn mạng linh phù. Nhưng là không đại biểu hắn bổn mạng linh phù yếu. Nếu như dùng hắn xây dựng trận pháp, không thể nghi ngờ là cao nhất tồn tại. Ngay tại huyết linh là huyết kiếm trận phải chiếm đoạt Diệp Thần nháy mắt, Diệp Thần trong mắt sắc bén bung ra, kiếm trận bộc phát ra. Vô số kiếm ý hướng bốn phương tám hướng đụng đi. Đồng thời, cửu u thí thiên thương cũng là sử dụng, xuyên thấu vô số kiếm ảnh. Dường như muốn cưỡng ép biến dạng hết thảy. Thương ý không ngừng lan truyền, đảo mắt bây giờ, lấy Diệp Thần làm trung tâm, đầy trời khắp nơi, đều là thương ý. Phá thiên tam tuyệt thương cùng huyết linh là huyết kiếm trận, sinh ra vô tận đợt khí, giờ phút này xen lẫn nhau chiếu rọi, nhưng là tràn đầy ý định giết người. Cái này hai cổ năng lượng hội tụ, phảng phất là muốn hủy thiên diệt địa. Kiếm trận bên trong, phong ba khởi,
mưa gió cuốn đi bốn phía hỗn loạn. Kiếm khí va chạm, tóe ra từng trận nặng nề tiếng nổ. Sơn hà chấn động, thiên địa không ánh sáng. Đợt khí lăn lộn, cát bay đá chạy. Mỗi giây, đều có vô số tiếng nổ nổ tung, như trên hư không, sấm không ngừng. Thật là cường đại huyết linh là huyết kiếm trận. Ước chừng đối kháng chốc lát, mắt thấy phá thiên tam tuyệt thương lộ ra dấu hiệu thất bại, Diệp Thần con ngươi co rúc lại, trong mắt sắc bén lóe lên. Phá thiên tam tuyệt thương cuối cùng vẫn là kém một chút. Phá thiên tam tuyệt thương, còn chưa đủ, vậy cộng thêm ta ngân châm đâu? Phá thiên tam tuyệt thương cố nhiên mạnh mẽ, nếu như Diệp Thần thực lực có thể mạnh hơn một ít, có lẽ lấy hắn phá thiên tam tuyệt thương, đủ để cùng máu này linh là huyết kiếm trận ganh đua cao thấp. Nhưng là, bây giờ cuối cùng kém một chút, hắn cảnh giới, còn chưa đủ. Muốn phá vỡ máu này linh là huyết kiếm trận, cần cường đại hơn thủ đoạn. Lâm Thanh Huyền ngân châm lực. Mà ngân châm, bản thân liền thì có kinh khủng sức chiến đấu. Lần này, Diệp Thần muốn xem dùng mình tất cả lá bài tẩy chẳng lẽ còn không phá nổi chó này dám kiếm trận. Kiếm trận bên ngoài. Huyết linh tộc mọi người thấy Diệp Thần, khóe miệng cười nhạt càng ngày càng thịnh. Ở trong mắt bọn họ, kiếm trận này người bình thường muốn phá vỡ căn bản không có thể. Đừng nói hư vương cảnh, coi như Diệp Thần là đế tôn cảnh cũng không có tư cách. Còn bất quá dưới mắt, Diệp Thần đã chống nổi mười mấy giây. Cái này tương đương với vô hình chung đánh bọn họ một cái tát. Trước cái đó chắc chắn Diệp Thần không chống nổi 10 giây huyết linh tộc ông già, gương mặt lại là có chút đen xuống. Xem ra, tiểu xúc sinh này so chúng ta tưởng tượng còn muốn khó giải quyết. Huyết sắc kia sương mù dày đặc che đậy tung tích của hắn, để cho chúng ta không cách nào tra xem, nhất định có lý do, dưới mắt phải mau sớm chém chết. Lão tứ, ta và lão nhị duy trì trận pháp, người đi trong trận pháp giết thằng nhóc này. Ngươi là đế tôn cảnh lực, chém chết một cái bị kiếm trận khốn trụ được hư vương cảnh, cũng có thể làm được đi. Huyết linh tộc lão tam mở miệng nói, hắn chán có chút nghiêm túc. Trong kiếm trận thanh niên tồn tại, quá mức không thể tưởng tượng nổi. Thậm chí phá hư hết thảy trước mắt thăng bằng. Phải chém chết. Lão đại, ta vào đi giết thằng nhóc này, biết không biết dùng không đúng chỗ. Huyết linh tộc lão từ ánh mắt nhìn về phía một mực không nói gì tiên phong đạo cốt ông già. Ông già tròng mắt nhắm lại, tựa như đối với hết thảy cũng không quan tâm. Không biết qua bao lâu, hắn mở mắt ra, gật đầu một cái, động thủ đi, tên này tồn tại, để cho ta rất không thoải mái, chúng ta còn có chuyện trọng yếu hơn phải làm, liền không ở nơi này lãng phí thời gian. Có lão đại đồng ý, lão tứ cũng không nói nhảm, cười lạnh một tiếng, trực tiếp xông vào kiếm trận bên trong. Kỷ Tư Thanh và Mạc Ninh các người tự nhiên nhìn thấy màn này, bọn hắn tròng mắt lạnh như băng. Diệp Thần thực lực rất mạnh, càng làm cho người ra ý liệu, nhưng là nói thế nào đi nữa, cũng là hư vương cảnh à. Nếu như một bên mặt đối với trận pháp, còn phải đối mặt đế tôn cảnh cường giả, tuyệt đối không địch lại à. Kỷ Tư Thanh không do dự nữa, quanh thân phóng thích sát ý, trong tay xuất hiện một chuôi nhỏ kiếm, mới vừa dự định xông vào kiếm trận bên trong, nàng nhưng phát hiện tay mình bị người kéo. Ngăn cản nàng chính là Mạc Ninh. Kỷ Tư Thanh con người đông lại một cái, lạnh lùng nói, ngươi làm cái gì vậy, Diệp Thí Thiên bây giờ gặp nguy hiểm. Chúng ta có thể làm liền đem hắn từ trong nguy hiểm cứu ra. Mạc Ninh lắc đầu một cái, vô dụng, kiếm trận này tới từ thời đại thượng cổ, hơn nữa còn có huyết linh ý, người không phát hiện kiếm trận vòng ngoài có một đạo huyết quang sao. Trừ huyết linh tộc người, người bất kỳ cũng đừng nghĩ tiến vào, người nếu như không muốn hóa là một đạo xương máu, vậy thì thử một chút. Kỷ Tư Thanh do dự mấy giây, nàng sâu đậm nhìn một cái kiếm trận, bước ra mấy bước. Ngay tức thì cảm giác gò má bị máu kia linh ý làm bị thương, xem đau cắt vậy. Quá khó chịu. Nàng tin Mạc Ninh nói tiếng nói. Vậy chúng ta nên làm cái gì? Ngồi chờ chết. Mạc Ninh lắc đầu một cái, dưới mắt chúng ta duy nhất có thể làm, chính là nghỉ ngơi dưỡng sức. Một khi mộ chủ tướng kiếm trận và vậy tiến vào kiếm trận đế tôn cảnh cường giả chém chết, chúng ta liền muốn ra tay, đối phó vậy còn dư lại ba người. Đây là chúng ta duy nhất cơ hội. Kỷ Tư Thanh nghe được câu này thiếu chút nữa khạc ra một búng máu. Để cho Diệp Thí Thiên phá hỏng trận pháp còn muốn chém chết một vị cực mạnh đế tôn cảnh. Điều này sao có thể?
coi như lại nghịch thiên hư vương cảnh cũng không có cái này tư cách à. Điên rồi phải không? Mạc Ninh, ta xem ngươi là dự định thấy chết mà không cứu sao, Diệp Thí Thiên thực lực gì, người ta lại rõ ràng bất quá, ngươi cho rằng sự kiện kia hắn làm được. Buồn cười. Kỷ Tư Thanh sắc mặt nhất thời đen xuống. Nàng thậm chí đối với Mạc Ninh sinh ra vẻ địch ý. Ở nàng trong mắt, Mạc Ninh chính là bắt nạt kẻ yếu hạng người. Nàng mới vừa muốn động thủ, nhưng phát hiện Mạc Ninh đã chắn trước người của nàng, Kỷ Tư Thanh, người thật lấy là rất hiểu cái đó trong kiếm trận thanh niên. Không, người không được rõ. Hắn không như vậy dễ dàng chết hiểu, hắn đứng sau lưng người, là người không cách nào tưởng tượng. Còn nữa, ta có thể chính xác nói cho ngươi, chỉ bằng những thứ này đế tôn cảnh người muốn chém chết hắn, căn bản không có thể. Nếu như ngươi không tin, có thể chờ 5 phút, nếu như hắn chết, ta Mạc Ninh nguyện ý cháy máu tươi và tu vi và tất cả mọi người tại chỗ lấy mạng đổi mạng. Nếu như hắn sống sót, ta hy vọng ngươi sau này tâm tổn kính sợ. Kỷ Tư Thanh nghe được Mạc Ninh những lời này, do dự mấy giây, cuối cùng vẫn là không có lựa chọn xông vào trong trận pháp. Vậy ta tạm thời tin tưởng ngươi một lần. Mà giờ khắc này, trong kiếm trận, Diệp Thần sử dụng Lâm Thanh Huyền ngân châm ở chung quanh linh khí và trận pháp lực thúc dục phát dưới, kịch liệt run rẩy. Ngân châm chung quanh lại là lóe lên tia sáng chói mắt. Thậm chí không ngừng mở rộng. Chớp mắt bây giờ, tựa như thành là một ngọn núi nhạc, hướng vậy vô số kiếm ảnh đi. Đi giúp Cửu U Thí Thiên Thương. Diệp Thần một tiếng giống giận. Ngân châm mang hủy thiên diệt địa khí thế hướng kiếm trận trấn áp đi, bao phủ hết thảy. Cửu U Thí Thiên Thương cũng là phát giác ngân châm giúp mình, tránh thoát hết thảy, lại là và ngân châm không ngừng xoay tròn, tựa như ở kiếm trận bên trong hình thành một đạo vòi rồng gió. Vòi rồng gió tàn phá hết thảy, vô số kiếm ý tại chỗ bị chiếm đoạt. Từng trận tiếng nổ chính giữa, ngân châm và Cửu U Thí Thiên Thương mang theo thiên địa lực, thế như trẻ tre. Kiếm trận bên trong, một mảnh hỗn độn, tựa như bị vô tình biến dạng. Đếm lấy tính chục nghìn kiếm ý lúc này biến mất. Giờ khắc này, Diệp Thần ở huyết linh là máu kiếm trận đối kháng chính giữa, lại chiếm cứ lên gió. Không tốt. Đáng chết, tên này, sử dụng là vì sao trở thần vật. Huyết linh tộc mấy người trợn to mắt mâu, vô cùng kinh hoàng tràn ngập. Lão Tứ, đuổi mau ra tay. Huyết linh tộc Lão Tứ tự nhiên không dám lãng phí nữa thời gian, hắn có thể cảm giác được trong kiếm trận lực lượng đã bị suy yếu. Hắn ánh mắt tràn đầy sát ý, quanh thân hiện lên từng cơn tia máu, hóa là một đạo tàn ảnh, ngay tức thì xuất hiện ở Diệp Thần sau lưng. Tiểu súc sinh, ta thừa nhận ngươi ngoài chúng ta huyết linh tộc ý liệu, nhưng là ngươi vẫn khó thoát khỏi cái chết. Diệp Thần tự nhiên cảm giác được sau lưng truyền đến tiếng xé gió, hắn muốn phản ứng, đã không còn kịp rồi. Ai có thể nghĩ tới lúc này lại trong kiếm trận sẽ xuất hiện người khác? Mấu chốt còn là một vị đế tôn cảnh cường giả. Thân ở trung tâm bị tỏa định Diệp Thần, thậm chí cảm giác nghẹt thở. Ngay tại huyết linh tộc Lão Tứ muốn chạm được Diệp Thần nháy mắt, Diệp Thần trong cơ thể vang khắp một đạo long ngâm. Một cái huyết long từ Diệp Thần trong cơ thể chui ra, lại là chắn Diệp Thần sau lưng. Dễ như bỡn lực ngay tức thì vào huyết long va chạm. Huyết long tại chỗ bị đánh bay ra ngoài, mà Diệp Thần vậy đẩy lui mười mấy bước. Miễn cưỡng ổn định thân hình. Hắn chợt xoay người, trong mắt lạnh như băng ngưng mắt nhìn trước mặt huyết linh tộc Lão Tứ, xem ra huyết linh tộc thật đúng là rác rưởi, lại tối tăm tính ta một người vãn bối. Huyết linh tộc Lão Tứ nghe được rác rưởi hai chữ, gương mặt dữ tợn, tiểu súc sinh, ngươi dám làm nhục chúng ta huyết linh tộc, tự tìm cái chết. Hắn ngay tức thì hóa là một đạo lưu quang, trong tay lại là xuất hiện một cái máu đỏ viên nguyệt loan đao. Cong đao ngừng tụ sát ý lạnh như băng, trực tiếp hướng Diệp Thần cổ xóa đi. Diệp Thần mặt đầy nghiêm túc, ngân châm lực không cách nào vận dụng, hắn chỉ có thể năm ngón tay nắm chặt, đem Cửu U Thí Thiên Thương cầm ở lòng bàn tay, trường thương một chuyển, trực tiếp hướng huyết linh tộc Lão Tứ cong đao đi. Hừ, còn dám phản kháng, đã như vậy, ta sẽ để cho ngươi rõ ràng vì sao là nhỏ bé. Huyết linh tộc Lão Tứ hai bước ra, khí thế bừng bừng. Quanh thân đợt khí nổ tung, khí thế lăn lộn. Một đao trẻ đi, chính là trực tiếp nghênh đón. Đế tôn cảnh lực mở hết. Một thương một đao trực tiếp ở trong trận pháp va chạm, lại là ngay tức thì nổ bể ra.
Diệp Thần ngay tức thì cảm giác được một cổ cực kỳ hoảng sợ lực lượng đụng tới. Lực lượng này cơ hồ phải đem tay hắn cánh tay đánh gãy. Ầm, cửu U Thí Thiên Thương trực tiếp tránh thoát Diệp Thần tay, bay ra ngoài, cuối cùng lại là trời cao rơi xuống, cắm vào kiếm trận bên trong. Không chỉ như vậy, Diệp Thần cảm giác được khí ép vô tình đụng tới, hắn thân thể bay rớt ra ngoài, cuối cùng hung hãn đập vào trên mặt đất. Diệp Thần phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt đến trình độ cao nhất. Hắn mới vừa đối mặt trận pháp, đan điền chân khí cơ hồ khô kiệt, bây giờ phải đối mặt trạng thái tột cùng đế tôn cảnh, đánh như thế nào? Hắn thời gian đầu tiên trao đổi luân hồi mộ địa, nhưng là vậy huyết thất dạ vẫn ở chỗ cũ đánh cờ, căn bản không có xuất thủ dự định. Đối mặt Diệp Thần xin đánh, huyết thất dạ chỉ trả lời một câu, thời cơ chưa tới, ngươi không cần ta. Cái này làm cho Diệp Thần thiếu chút nữa tức giận mắng chửi người. Nếu như huyết thất dạ không ra tay nữa, đánh như thế nào? Huyết linh tộc lão tứ đã tới Diệp Thần trước người, hắn trên cao nhìn xuống nhìn Diệp Thần, đưa ra gầy đét tay, ta không thích người khác che che giấu giấu, ta ngược lại là phải xem ngươi dưới mặt nạ là một bản như thế nào mặt. Dứt lời, huyết linh tộc lão tứ năm ngón tay nắm chặt, Diệp Thần trên mặt nạ ngay tức thì bị hái xuống. Lộ ra vô cùng khuôn mặt trẻ tuổi. Huyết linh tộc lão tứ thấy Diệp Thần bộ mặt thật, hơi ngẩn ra, chẳng biết tại sao, hắn luôn cảm giác có chút quen mắt. Về phần đang nơi nào gặp qua, hắn cũng không biết. Thằng nhóc, ta còn lấy là dưới mặt nạ là một bản như thế nào mặt, hừ, thật không biết ngươi che che giấu giấu cái gì. Bất quá, hết thảy các thứ này đã không trọng yếu. Đừng nói mặt ngươi, coi như đầu ngươi, ta cũng muốn. Huyết linh tộc lão tứ một quyền đánh ra. Quanh thân chân khí nổ tung. Bên trong đan điền, khí hải gầm thét ra, tụ vào hai quả đấm chính giữa. Gió lớn phun trào, thiên địa linh khí hội tụ. Một quyền này, chính là hàm chứa huyết linh tộc lực lượng. Một quyền này tựa như có thể phá hủy hết thảy. Trong mắt hắn dữ tợn, phải đem Diệp Thần đập thành một đạo bột. Hắn có cái này tư cách. Diệp Thần đầu nhanh chóng chuyển động. Hắn mi trong lòng có một vị đế tôn cảnh cường giả nhất kích, nhưng là cùng huyết linh tộc lực lượng căn bản không có thể như nhau. Hắn lại nghĩ tới thạch tôn trong sơn động lấy được đồ. Nhưng là bây giờ căn bản không kịp sử dụng. Mắt xem một quyền sắp rơi xuống, dù là Diệp Thần vận dụng thần lôi lực cũng không có tư cách. Chỉ có thể trơ mắt nhìn một quyền rơi xuống. Hắn muốn đánh cuộc huyết thất dạ biết sẽ không ra tay. Nhưng là luân hồi mộ địa từ đầu đến cuối không có động tĩnh. Huyết linh tộc lão tứ cười, hắn nụ cười dữ tợn, hắn ánh mắt tựa như đã thấy một đoàn xương máu. Loài người hèn mọn, chỉ có trở thành nô lệ mệnh. Cái thế giới này người tu luyện, là nhất vị diện cấp thấp rác dưới. Mưu toan chống lại, chính là tự tìm cái chết. Quyền ảnh càng ngày càng gần, mắt xem khoảng cách Diệp Thần ấn đường chỉ có một tấc. Đột nhiên, dị biến nổi lên. Diệp Thần ấn đường lóe lên một đạo u ám thêm lạnh như băng quang. Cái này quang phảng phất là một con mắt. Tới từ địa ngục ánh mắt. Huyết linh tộc lão tứ thấy một màn này, khẽ gì một tiếng, đây là cái gì đồ chơi? Con mắt thứ ba. Không đúng. Lực lượng này có chút âm lãnh, tựa như có thể chiếm đoạt hết thảy. Hắn thậm chí cảm giác được vậy địa ngục giống vậy ánh mắt tựa như sinh ra vô số ma khí, ở ngăn cản hắn lực lượng. Loại cảm giác này giống như đánh vào cây bông vải trên. Tiểu súc sinh, ngươi mi tâm đồ rốt cuộc là cái gì? Huyết linh tộc lão tứ hoảng sợ kêu lên, hắn muốn thu hồi quả đấm, nhưng có phát hiện không tư cách. Không chỉ như vậy, hắn còn chú ý tới Diệp Thần trong mắt trần trụi đỏ lên. Cái này đỏ thấm cảm giác, thậm chí mang một tia lạnh như băng. Giống như thấy được một người khác. Ngươi không nên động hắn, mạng hắn. Người bất kỳ cũng không có tư cách tước đoạt, dù là các ngươi huyết linh tộc. Ngươi không nên quấy rầy bổn tôn nghỉ ngơi, tội không thể tha. Đem ngươi bị đánh vào địa ngục, không có luân hồi tư cách. Một giọng già nua đột nhiên vang lên, huyết linh tộc lão tứ hoàn toàn bị dọa. Hắn đời này cũng chưa thấy qua như vậy, không thể tưởng tượng nổi sự việc. Vậy mi tâm lực lượng lại có thể biết nói chuyện. Mấu chốt. Hắn phát hiện hắn hết thảy lực lượng đều bị vô tình chiếm đoạt. Chung quanh một đạo sương mù dày đặc phun trào, kiếm trận bên trong hết thảy hoàn toàn bị che đậy.
căn bản không thấy rõ. Ngươi rốt cuộc là ai? Ta có thể là tới từ huyết linh tộc. Huyết linh tộc lão tứ mới vừa muốn nói cái gì, nhưng phát hiện Diệp Thần đỉnh đầu vậy con mắt chớp động. Lạnh như băng, là máu. Sau đó, tay hắn cánh tay cơ hồ cứng ngắc. Tựa như bị đông cứng. Rắc rắc. Một đạo thanh âm thanh thúy vang khắp, sau đó tay hắn cánh tay ngay tại ánh mắt dưới vỡ vụn. Hoàn toàn tay cụt. Điều này sao có thể? Huyết linh tộc lão tứ hoàn toàn ngây dại, thậm chí quên đau đau. Bót. Gió lớn cuốn lên, trong chốc lát, thiên địa chấn động, ngày tháng không ánh sáng. Vậy từng trận tiếng nổ, như trời sấm cuồn cuộn. Từng cổ một thực chất đợt khí, hướng huyết linh tộc lão tứ lăn lộn ra. Cường đại đợt khí chỗ đi qua, không có một ngọn cỏ, cát bay đá chạy. Huyết linh tộc lão tứ tại chỗ bị tung bay. Mà vậy con địa ngục mắt đã trôi lơ lửng ở kiếm trận bầu trời, trên cao nhìn xuống nhìn huyết linh tộc lão tứ. Ngươi hỏi ta là ai? Coi như huyết linh tộc Lâm Giang Huyền ở bổn tôn trước mặt, vậy phải quỳ xuống thần phục. Một đạo tựa như đến từ cửu thiên thanh âm vang lên. Mà nghe được câu này huyết linh tộc lão tứ hoàn toàn hóa đá. Lâm Giang Huyền danh tự này, hắn quá quen thuộc. Lại là vô số huyết linh tộc cường giả tín ngưỡng. Hắn cả đời truy tìm đối tượng. Mà như vậy nghịch thiên tồn tại, lại đang địa ngục này mắt trước mặt còn muốn thần phục. Cái này mẹ hắn cái quỷ gì? Cái này người thanh niên rốt cuộc là ai à? Ai tới nói cho hắn? Ngay tại lúc này, địa ngục mắt từ trời cao rơi xuống, lại hình thành một đạo hư ảnh. Hư ảnh bị ma khí bao trùm, mơ hồ là hình một người. Quỳ xuống. Chỉ riêng cái này hai chữ, đã đánh sụp huyết linh tộc lão tử yếu ớt nhất buồng tim. Một tiếng, hắn tại chỗ quỳ xuống. Huyết linh tộc cố nhiên cao ngạo. Nhưng là đối phương biết cái tên đó, còn dám thái độ như thế, tuyệt đối là cao hơn vị diện tồn tại. Hắn không dám đi suy nghĩ nhiều loại này tồn tại tại sao sẽ ở một con kiến hôi trên mình. Hắn bây giờ duy nhất có thể làm chính là tự vệ. Vị đại nhân này, ta không phải cố ý xúc phạm ngài, ta chỉ bất quá muốn đối phó thằng nhóc kia mà thôi, nếu như vô tình đắc tội ngài, xin ngài đại nhân bất kể tiểu nhân qua, thả qua tại hạ. Tha ngươi. Vậy ma khí hư ảnh cười lạnh nói. Đúng, ta nguyện ý là ngươi nô bộc, là ngươi làm hết thảy. Huyết linh tộc lão tứ nói. Đột nhiên, hư ảnh kia cười lên, cười vô cùng lớn tiếng. Rác dưới chính là rác dưới, ngươi có thể biết người thanh niên kia thân phận. Hắn sau này thành tựu xa xa thắng được bổn tôn. Hắn là duy nhất một có thể nắm trong tay luân hồi tồn tại. Nắm trong tay luân hồi. Huyết linh tộc lão tứ nghe được câu này, biểu tình trên mặt hoàn toàn đọng lại. Thế gian đại đạo muôn vàn, mạnh nhất chi đạo, chính là luân hồi. Nhưng là ai có thể nghĩ tới, thằng nhóc này chính là nắm trong tay luân hồi tồn tại. Hắn ánh mắt lần nữa rơi vào Diệp Thần trên mình, hắn muốn nhìn thấu người thanh niên kia, nhưng phát hiện căn bản không có tư cách. Đột nhiên, hắn lại phát giác cái gì? Thanh niên trên mình che lấp một tầng ánh sáng nhàn nhạt mang. Luân hồi ánh sáng, thế gian căn nguyên lực. Mấu chốt cái này căn nguyên lực so hắn đã gặp bất kỳ cường giả cũng còn đáng sợ hơn. Cái này, lần này, hắn thật tin tưởng hư ảnh kia nói tiếng nói. Thanh niên này phải chết, nếu không tuyệt đối uy hiếp huyết linh tộc. Nắm trong tay lớn như vậy đạo căn nguyên, nếu như không chết hiểu, sau này thành tựu tuyệt đối đáng sợ à. Nhưng là trước mắt cái này ma khí hư ảnh tồn tại. Hắn muốn động thủ rất khó à? Mấu chốt người bên ngoài cũng không biết bên trong chuyện gì xảy ra à? Nếu không còn lại mấy vị huyết linh tộc tiến vào nơi này, tất nhiên có thể đối kháng hư ảnh này. Đầu hắn nhanh chóng quay tít. Nhưng thủy chung không có kết quả. Mà xa xa Diệp Thần dần dần tỉnh hồn lại, hắn mới vừa rồi cảm giác ý thức thuộc về một cái vi diệu trạng thái, hắn tựa như thuộc về một cái bị ma khí vòng quanh thế giới. Ấn đường tự thành một cái thế giới. Cái thế giới này u ám, là máu, như địa ngục, như cửu u. Hắn có thể cảm giác được bên ngoài hư ảnh lực lượng liền là tới từ mi tâm cái này thế giới nhỏ. Mấu chốt Diệp Thần có chút không tin hắn ấn đường chẳng qua là ma châu, cái này ma châu lại lớn mạnh như vậy. Vẫn là nói hắn ấn đường vốn là có thể câu thông cửu u. Dẫu sao huyết mạch hắn là luân hồi huyết mạch,
Luân hồi và địa ngục vậy có liên quan. Diệp Thần đầu cảm giác xem nổ tung vậy, hắn cũng không muốn đi ngẫm nghĩ, dưới mắt xử lý đám này huyết linh tộc cường giả mới là mấu chốt. Những huyết linh tộc này trên mình cất giấu thân thế của hắn, thậm chí còn luân hồi mộ địa đại năng bí mật. Hư ảnh kia tựa hồ chú ý tới Diệp Thần thanh tỉnh, xoay người, ánh mắt ngưng mắt nhìn Diệp Thần, người cuối cùng từ vậy cửu u cảnh đi ra. Diệp Thần ngẩn ra, cửu u cảnh, ngươi lại là ai? Hư ảnh kia khẽ mỉm cười, ta là ai không trọng yếu chính là ngươi muốn trở thành vì ai? Ta vốn có thể đem ngươi xóa đi hết thảy, nhưng là có chút đường vẫn là phải chính ngươi đi, ngươi có như vậy huyết mạch, chính là cửu u mà sống, ngươi sát khí trên người, bên trong cơ thể ngươi huyết long, ngươi hết thảy, cũng biểu thị ngươi phải dẫn cửu u nắm giữ hết thảy. Cho nên, ngươi không thể chết được. Ta cũng không cho phép người bất kỳ để cho ngươi chết. Diệp Thần chau mày, có chút không cách nào hiểu cái này hư ảnh lời nói, hắn nghĩ tới điều gì, vội vàng nói, ngươi là luân hồi mộ địa đại năng. Vốn cho là đối phương biết gật đầu, lại không nghĩ rằng hư ảnh kia lắc đầu một cái, ta có thể chưa bao giờ bị kẹt qua, ta tồn tại, là ngươi mà sống, ngươi chết ta liền biến mất. Nếu như ngươi thật muốn truy tìm ta tung tích, vậy ta liền là tới từ ngươi huyết mạch một số. Tốt lắm, ta không thể ở bên ngoài ngây ngô quá lâu, đối với ngươi đối với ta đều có tổn thương, dưới mắt, ta liền cho ngươi một đạo lực lượng, để cho ngươi đối kháng kiếm trận này ở giữa rác rưới phế vật. Còn như bên ngoài những cái kia đế tôn cảnh cường giả, tựa hồ cũng không cần ta. Hư ảnh vung tay lên, vô tận ma khí quấn vòng quanh Diệp Thần toàn thân, Diệp Thần có thể cảm giác được rõ rệt khí tức trên người lại kéo lên. Loại này trưởng khống lực lượng cảm giác quá đã. Hắn thậm chí có thể nghe được trong cơ thể huyết long vậy đang gầm thét, tựa như lực lượng này để cho huyết long hưởng thụ. Hư ảnh làm xong hết thảy các thứ này, nhìn một cái sau lưng bị thương huyết linh tộc lão tứ, hư lạnh một tiếng, đối với ngươi loại này con kiến hôi ta khinh thường ra tay, ta biết ngươi huyết linh tộc còn có một chút thủ đoạn bảo vệ tánh mạng, nếu như muốn thi triển liền thi triển ra đi, không cần ta, hắn là có thể đem máu ngươi linh tộc kiêu ngạo nghiền nát. Nói xong, hư ảnh vung tay lên, chính là chui vào Diệp Thần ấn đường. Hết thảy tiêu tán, phảng phất từ tới không có tồn tại qua. Hắn mặc dù có thể đem hết thảy nghiền ép, nhưng là hắn rất rõ ràng, Diệp Thần bây giờ cần lớn lên thời gian. Nếu như một vị cho hắn mở ra hết thảy, cuối cùng Diệp Thần có thể hay không đạt tới độ cao đó cũng không nhất định. Mà giờ khắc này huyết linh tộc lão tứ có chút bối rối, hắn căn bản không nghĩ tới, vậy đại năng lại có thể chỉ như vậy rời đi. Biết rõ mình còn có thủ đoạn, cũng không chém chết mình. Còn để cho cái đó hèn mọn hư vương cảnh phế vật đối phó mình. Hắn coi như bị thương, coi như cái này mang mặt nạ tiểu tử có căn nguyên lực, chỉ cần đối phương không có trưởng thành, hắn sử dụng vậy kiểu đồ, thằng nhóc này liền hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Giờ khắc này, trong mắt hắn viết đầy kích động. Hắn bây giờ trên tay nắm trong tay huyết linh tộc hết thảy vận mệnh. Người này phải chết. Hắn uống một viên đan dược, thương thế trên người ngay tức thì khôi phục hơn nửa. Sau đó, hắn khóe miệng phác họa một đạo độ cong. Năm ngón tay nắm chặt, trong tay lại xuất hiện bốn cái tương tự hạt giống tồn tại. Hạt giống nhẹ nhàng ném đi, trực tiếp rơi trên mặt đất. Lại là điên cuồng trưởng thành. Đảo mắt bây giờ, trở thành chọc trời thần thụ. Đại thụ che trời đều phải xông phá trận pháp, huyết khí tràn ngập. Diệp Thần chau mày, dương mắt vừa nhìn bốn cây chọc trời thần thụ. Mỗi người quanh quẩn từng cái huyết khí xích thần, thả ra vô tận uy áp, huyết quang rối rít hạ xuống xuống, giống như là ở chúc mừng thần chi ra đời. Chung quanh lại là có máu vậy linh tuyền ở phun trào. Lạnh như băng, thực cốt, vật này không giống như là côn lôn hư, sợ rằng đến từ huyết linh tộc, khó trách có như vậy thần uy, nếu như không phải là hư ảnh kia cho ta lực lượng, ta có thể đều phải quỳ xuống cái này bốn viên thần thụ trước mặt. Đã như vậy, vừa vặn thử một chút hư ảnh kia cho ta lực lượng. Diệp Thần hơi giơ tay lên, vậy cổ giam cầm thiên địa vậy lực lượng, làm được huyết quang ngừng, thần thụ hạ chảy linh tuyền vậy đột nhiên dừng lại, tựa như thời gian không có ở đây đi tới trước. Chỉ gặp, hắn chỉ gian khẽ động, từng viên thần thụ lá cây, từ từ bay tới. Thần thụ lá cây bay lượn trên không trung, như sao rơi xẹt qua bầu trời. Có ý tứ. Vậy huyết linh tộc lão tứ nhận ra được một màn này, khinh thị trong lòng hoàn toàn biến mất.
Làm sao có thể? Thằng nhóc này lại liền những thứ lá cây này cũng có thể điều khiển. Cái này con mẹ nó cái quỷ gì? Chỉ có huyết linh tộc người có tư cách nắm trong tay à? Hắn không để ý tới hết thảy các thứ này. Còn người ý định giết người nổ bắn ra ra. Một cổ phái nhiên kiếm khí phóng lên cao, chỗ đi qua vào tất cả đất trắng, cỏ cây khô héo. Châm kiếm huy càn quét mà qua, làm được thần thụ lá cây khô héo, rồi sau đó vạn trọng kiếm khí bay tới. Mỗi một tầng kiếm khí đều tốt tựa như sóng cuốn ngút trời, có cuốn sạch thiên địa oai. Tiểu súc sinh, v kép, nhận lấy cái chết. Huyết linh tộc lão tứ tay cầm thần kiếm, thân kiếm không ngừng bắn nhanh kiếm khí, hội họp vạn trọng kiếm khí, điên cuồng đi. Lại một chuôi thần kiếm bay tới, thật giống như vạch qua hư không, muốn đi theo trôi qua trăm ngàn năm thời gian. Tiểu súc sinh, vị kia đại năng không có ở đây, hôm nay ta liền kêu ngươi nợ máu trả bằng máu. Một chuôi đồng xanh kiếm thổ lộ mũi nhọn, một phiến mây đỏ tách thả ra, sáng lạng như khói. Lại chơi loại vật này. Diệp thần cười lạnh một tiếng, đôi mắt như sắc bén, bắn ra hai đạo kiếm khí, phá vỡ dài đêm. Hắn giơ tay lên mà động, đầu ngón tay lưu chuyển thần lôi lực, cửu u thí thiên thương xuất hiện ở trong tay, một nhát thương đâm ra, hàng ngàn hàng vạn đạo thương ảnh sau đó ra, mỗi một đạo đều là thật, bởi vì tần số quá nhanh, cho tới kiếm trận đều phải sụp đổ. Diệp tiên sinh, điện chủ, Diệp Lạc Nhi và Diệp Lăng Thiên, mặc dù không có ở kiếm trận bên trong, cũng là được vạn nặng kiếm khí công kích. Lấy bọn họ tu vi, căn bản không ngăn được cái này trở kiếm khí giết vực. Các ngươi lui ra, Kỷ Tư Thanh ngón tay bắt pháp quyết, một mình nghênh chiến vậy đột nhiên tràn ra kiếm khí. Nàng thật ra thì rất lo lắng Diệp Thí Thiên. Kiếm trận ra kiếm khí đều như vậy khủng bố, cái này Diệp Thí Thiên chính là hư vương cảnh, làm sao ngăn cản. Diệp Thí Thiên bây giờ ở trận pháp bên trong, Mạc Ninh vậy bị thương, nàng phải một mình phụ trách một phía. Nhưng là, nàng cuối cùng không có bước vào đế tôn cảnh, cường đại kiếm ý để cho má của nàng trắng bệch. Rất là thống khổ. Nàng vẫn chịu đựng. Nàng ở Côn Lôn hư nhiều năm như vậy, vẫn luôn là thiên chi kiều nữ, chỉ có Diệp Thí Thiên xuất hiện, để cho nàng cảm nhận được uy hiếp. Mặc dù không biết Diệp Thí Thiên bộ mặt thật, nhưng là nàng từ đầu đến cuối tin tưởng, mình không thua người bất kỳ. Có thể kiếm khí lực lượng vẫn là quá mức đáng sợ. Khóe miệng của nàng tràn ra một tia máu tươi. Đột nhiên, nàng phát hiện cái gì, kiếm khí kia uy áp lại biến mất hơn nửa. Nàng con người đông lại một cái, nhìn về phía bên người, tự nhiên chú ý tới Mạc Ninh. Mạc Ninh nhìn một cái Kỷ Tư Thanh, cười một tiếng, mộ chủ hết thảy, ta hẳn bảo vệ. Kỷ Tư Thanh chán khẽ nhăn mày, người thành tựu Mạc ra người, gọi thế nào Diệp Thí Thiên mộ chủ. Người biết hắn. Hắn lấy xuống mặt nạ là dạng gì? Ngươi gặp qua. Mạc Ninh nghe được câu này ngẩn ra, cũng không nói chuyện, mà là đem khí thế nhảy lên tới trình độ cao nhất, cánh tay chấn động một cái, vậy tập kích tới kiếm khí bỗng nhiên biến mất. Nàng tổng không thể nói, Diệp Thí Thiên chính là Diệp Thần đi. Điều bí mật này vẫn là chờ mộ chủ tự mình tháo ra. Mà kiếm trận bên trong. Diệp Thần ma khí cuồn cuộn, cầm cửu u Thí Thiên thương đứng. Cả người phát ra có 102 thiên hạ mũi nhọn, tựa như hóa thành một chuôi thần thương, sát khí lan tràn ra. Suy, cửu u Thí Thiên thương tựa như cắn nuốt Diệp Thần trên người cuồng bạo ma khí, càng phát ra cường thế. Phá Thiên Tam Tuyệt Thương thi triển mà bỏ ra. Diệp Thần múa cửu u Thí Thiên thương, huyết khí trong cơ thể bộc phát ra, một cái huyết long lao ra, cùng cửu u Thí Thiên thương tương hòa hợp, từng đạo thần mang từ đầu thương bắn ra. Đủ để nhật nguyệt tranh huy, một nhát thương đâm ra, nửa đêm hóa thành ban ngày, máu rồng như mặt trời, lần nữa chiếu sáng bầu trời, một đầu máu long đằng bay, chạy thẳng tới vạn trọng kiếm khí đi. Huyết long, cửu u Thí Thiên thương, cho lão tử phá hủy hết thảy. Phịch, vạn nặng thương ý lan truyền, huyết linh tộc lão tứ khóe miệng lại tràn ra máu tươi, lui về phía sau mấy bước. Vô số linh vụ tán loạn. Cao nhất huy nghiêm ý định giết người hiện lên. Hắn xoay người gọi ra một chuôi thần kiếm, thiếu chút nữa máu tươi, ngón tay điên cuồng bắt pháp quyết. Tiểu súc sinh, có chút ý tứ, nhưng còn chưa đủ, khốn. Một giọng già nua truyền tới, tiếng vang lên phục, tựa như tùy thời bị trúng đoạn. Một chuôi cổ linh kiếm hiển hóa ra,
đồng thời bắn nhanh ra bốn đạo linh quang, câu động bốn viên chọc trời thần thụ. Ngay sau đó, hàng ngàn hàng vạn kiếm khí từ trời mà rơi, mặt đất nhanh chóng có trật tự nứt ra, tạo thành hình một vòng tròn đất trống. Phịch! Bốn vị thần cây di động tới, ở vào trung ương chi địa đông nam tây bắc bốn phương. Huyết linh tộc lão tứ cưỡng ép trấn phong bế Diệp Thần. Một cái trong suốt chén hình trận pháp, sụp đổ trước rơi trên mặt đất, đem Diệp Thần chứa ở trong đó, bốn phía đều là huyết linh lực, ẩn chứa thượng cổ minh văn, tràn đầy đạo uẩn. Tiểu súc sinh, vậy coi là chết được vinh quang. Huyết linh tộc lão tứ mắt thấy trong trận huyết long và Diệp Thần, thần giác treo một tia máu tươi, nếu không phải hư ảnh kia, ngươi làm sao có thể tổn thương ta? Điện chủ bị kẹt, chỉ sợ sẽ có nguy hiểm chứ? Diệp Lăng Thiên đứng ở đàng xa, hơi lo âu. Ta tin tưởng Diệp tiên sinh, Diệp Lạc Nhi ngược lại không lo âu nói thẳng, lão nhân kia, còn muốn giết Diệp tiên sinh. Sợ rằng trở về lại xây cái 8 đến 10 nghìn ngàn năm cũng không đủ. Mặc dù như thế nói, nàng chán bây giờ vẫn là có chút cổ quái. Nàng có thể cảm giác được máu tươi lại sôi trào, giống như số mệnh như nhau. Lên cổ kiếm trận bên trong, Diệp Thần ma khí càng ngày càng thịnh vượng, leng keng mà động, bộc phát ra vô tận sát khí, một đạo thương quang vọt tới trận pháp nóc, giống như cái thế thần nện, mãnh lực đánh, dẫn được kiếm trận đều run rẩy. Thương ý lạnh lùng mà nghiêm nghị, có thể làm hư vương cảnh dưới người tu luyện, sợ hãi đến xương tủy trong, còn chưa đối với thì đã cả người vỡ vụn mà chết. Không tốt, bên ngoài huyết linh tộc lão tam phát hiện cái gì, chán gian lưu chuyển tàn nhẫn ý, người này lại đang phá trận. Chẳng lẽ lão tứ vậy không làm gì được tiểu súc sinh này? Người này phải được chết. Lão ngũ, lão lục huyết cừu, vậy phải báo. Huyết linh tộc lão nhị lấy ra một viên thuốc, hừ lạnh một tiếng, xem ra chúng ta cũng xem thường vậy con kiến hôi, đối với ta uống viên thuốc này, đi vào đem hắn một kiếm giải quyết. Ta tới uống. Huyết linh tộc lão tam một cái cầm lấy thần đan, ta muốn đích thân đem tiểu súc sinh kia lột ra rút gân, lấy rõ ràng mối hận trong lòng. Huyết linh tộc lão nhị còn chưa kịp phản ứng, lão tam đã ăn vào đan dược. Nháy mắt tức thì, bốn phương sợ hãi vắng vẻ, một cổ đại đạo thần uy ở mãnh liệt, vô cùng mây sấm hội tụ, tạo thành một cái trình độ cao nhất nước xoáy, chính giữa một đạo thần quang chi trụ, ngay tức thì rơi xuống, đem huyết linh tộc tam trưởng lão thâu tóm trong đó. Vô số đạo uẩn bắt đầu tư bổ thân xác. Tiên phong đạo cốt ông già nhìn lướt qua, con người híp lại, hai tay vẫn phụ ở sau lưng. Hắn trong lòng thật ra thì có chút bất an, loại bất an này càng ngày càng mãnh liệt. Chẳng lẽ vậy hư vương cảnh tiểu tử thật có diệt huyết linh tộc lực? Hắn không muốn tin tưởng, nhưng là dưới mắt lại không thể không tin. Hắn ánh mắt nhìn về phía sông vào thượng cổ trong kiếm trận lão tam, lẩm bẩm nói. Nếu như lão tam và lão tứ liên hiệp đều không thể bắt lại tiểu súc sinh này, cũng chỉ có thể ta tự mình ra tay trấn áp. Trong kiếm trận, huyết linh tộc lão tứ từng bước một bước ra, mỗi bước ra một bước cũng chấn động ra vạn đạo rung động, kinh khủng khí cơ giống như trăm ngàn tinh thần nổ tung. Hắn nhẹ nhàng giơ kiếm, một cổ vô cùng cường đại huyết linh lực bộc phát ra. Bốn cây thần thụ lực lượng vậy điên cuồng vào tới. Hắn mắt nhìn Diệp Thần. Đôi mắt ý định giết người cực kỳ khủng bố, tiểu súc sinh, hôm nay ta đem ngươi mộ đạo hồn diệt. Nhưng ngươi nếu là nguyện ý bây giờ quỳ xuống dập đầu nhận sai. Ta có thể cân nhắc, không cần huyết linh lửa thiêu hủy ngươi linh hồn, còn đem ngươi lột ra rút gân sau đó, chấn vỡ linh hồn. À, Diệp Thần không thèm để ý chút nào uy hiếp, cửu u thí thiên thương, một thương điểm ra, nháy mắt tức thì vạch ra vô số đạo ma khí cuồn cuộn thương ý. Giống như biển khơi thủy triều lên xuống, phập phồng liên miên. Dù sao cũng thương ý lần lượt thay nhau tới, tựa như đàn ngựa phóng chạy, lại dường như muốn đem kiếm trận giết được trước mắt tan hoang. Hết thảy mục tiêu, đều ở huyết linh tộc lão tứ. Chết! Huyết linh tộc lão tứ nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay thần kiếm chấn động, thân kiếm mỗi đi về trước rút ra một tấc, thì có vạn đạo thần mang lao ra, thêm tới vô số tia chớp tụ đến. Hai cổ lực lượng hủy diệt hội tụ, nhưng nảy mầm ra một tia miễn cưỡng không ngừng lực, một vòng màu xanh tấm thuẫn tròn, ngăn trở vạn đạo thương ý. Lão thất phu, bây giờ cũng không phải là trước khi ta một thương vậy đủ để giết ngươi. Diệp Thần trong lòng khinh thường trình độ cao nhất. Đối phương mặc dù là đế tôn cảnh, thì như thế nào,
hắn bây giờ ma khí gia trì. Hư ảnh cho hắn lực lượng cực kỳ đáng sợ. Hắn biết cái này có thời gian hạn chế, phải mau sớm chém chết. Đi! Diệp Thần trở tay đâm ra cửu U Thí Thiên Thương, đầu thương cổ xưa minh văn phát ra sáng bóng, thương cương như biển gầm tuyết lở, ùng ùng mãnh liệt, tựa như đàn ngựa phóng chạy, vỡ vụn hư không, đụng vào kiếm trận trên linh kiếm. Nháy mắt tức thì, trên trận pháp hạ khắp nơi đều là ánh sáng, tựa như chín tầng trời ngân hà nghiêng xuống, vạn đạo sáng bóng băng hiện. Xa xa nhìn, trận pháp bên trong là một phiến phiến sáng bóng, căn bản không thấy rõ trong đó cảnh tượng. Nhưng là đạo đạo mãnh liệt khí, nhưng xuyên thấu qua thượng cổ kiếm trận, làm được tất cả mọi người rung động. Mạc Ninh thấy một màn trước mắt, diễn cảm có chút cổ quái, nàng có thể cảm giác được trong kiếm trận lực lượng. Chẳng lẽ mộ chủ thức tỉnh trong huyết mạch cái tên kia? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 50.